Kỳ thực ta cũng không nghĩ tới, lão tiên sinh ngươi sẽ lớn như vậy gan, không một lời hợp, tự sát nhân a. Nhưng vào lúc này Trần Phi thanh âm nhàn nhạt vang lên, hơi lạnh lùng. Chỉ thấy Kỳ giờ này khắc này chính một tay nắm bắt vậy còn lưu hữu âm áp đạn, bên kia, Kỳ cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt hai tròng mắt, nhưng dần dần toát ra một loại lạnh như băng màu sắc trang nhã. Không một lời hợp, tự sát nhân, không hổ là đường đường tiêu gia, thật đúng là bá đạo a. Cái gì giết hay không người, bất quá là nói đùa mà thôi. Không phải sao, nghe vậy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia ra mặt tử run run, khàn khàn đôi mắt một trận lóe ra, theo sát mà, cư nhiên nở nụ cười, nói. Đúng vậy, cái này không đều còn chưa có chết người sao. Vì vậy làm sao có thể là sát nhân ni, nói đùa mà thôi. Nói đùa, được rồi, tạm thời tự coi ngươi là đang cùng ta nói đùa. Bất quá lão nhân gia. Ngươi có đúng hay không cần cho ta giờ cái gì khác giải thích. Trần Phi thở một hơi thật dài, trong cơ thể linh khí, phảng phất cuồng nộ hỏa sơn vậy, sẽ phun trào. Cái gì khác giải thích, trò cười. Nghe vậy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia nhíu mày, thản nhiên nói lấy ta tuổi, khi ngươi tổ gia gia đều dư giả, chẳng lẽ còn không có khả năng với ngươi thoáng chỉ đùa một chút. Tiểu tử, ngươi loại ý nghĩ này có thể không làm được. Nghe vậy Trần Phi giận dữ phản tiếu. Thản nhiên nói lời này nhưng thật ra thật có ý tứ nói là. Lão nhân gia, người cái gọi nói đùa, chính là động thương súng. Là thì như thế nào? Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia biến sắc, lạnh lùng mở miệng nói lấy thực lực của ngươi, coi như là súng thật đạn thật, ở trước mặt ngươi cũng bất quá là món đồ chơi mà thôi. Vì vậy, cái này vì sao không có khả năng coi là làm là vui đùa? Còn là nói, ngươi ý định muốn khiêu khích Tiêu gia ta uy nghiêm, muốn cùng ta Tiêu gia là địch. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng bất tiết nhất cố ngoéo. Một cái, đột nhiên nói lão nhân gia, ngươi sợ. Ngươi nói cái gì, ta sợ, ta Tiêu Nam Sơn năm nay đều đã hơn 80, biết sợ ngươi cái này chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử. Mà Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia giống như là bị đạp cái đuôi mèo vậy, vẻ mặt lạnh lùng chấn giận lên. Thế nhưng hắn nhưng không biết, hắn hiện tại loại này dáng dấp, lại cùng Tiêu Thiên Nhượng trước không có sai biệt. Đến tột cùng là cùng không phải là, người trong lòng mình rõ ràng là được. Bất quá nếu ta nói, đối đãi nha, tốt nhất còn là thành thật bản phận một ít, đừng tưởng rằng lớn tuổi, là có thể cậy già lên mặt, tựa hồ hiện tại rất nhiều thanh niên nhân đều không để mình bị đẩy vòng vòng a. Trần Phi híp mắt. Ngươi làm càn, ngươi có biết hay không ta là thân phận gì, ngươi dám cùng ta nói như vậy nói. Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam ra hổn hển, tay khô héo bắt run rẩy nói. Ha ha! Nghe vậy Trần Phi cười lạnh một tiếng, ma sát ngón tay thản nhiên nói thân phận gì. Xin lỗi, ta cũng không quan tâm loại sự tình này mà, ta hiện tại chỉ là đang suy nghĩ, giữa chúng ta chướng, đến tột cùng phải như thế nào coi là. Vừa nói, một bên hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt hai tròng mắt hơi xẹt qua một tia hàn mang, làm người ta mạnh cực sợ. Làm càn, ngươi nếu còn như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Tin hay không ngày hôm nay ta cho ngươi đi không ra cái này tổng cục. Nghe vậy Tiêu Tam gia sắc lệ nội cha nói. Nhượng ta đi không ra cái này tổng cục. Nghe vậy Trần Phi bất tiết nhất cố cười cười, vẻ mặt lạnh lùng nếu là ngươi, có bản sự này nói, không ngại thử xem. Nói con ngươi của hắn chợt hiện ra lau một cái lạnh ý, giống như là gần phun trào cuồng bạo hỏa sơn vậy, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương, khóe miệng cùng khởi, loan ra lau một cái trào phúng độ cung. Hành. Lão già kia, mặt đều xé rách mới muốn coi là, thật cho rằng cái này trên đời này có dễ dàng như vậy thật là tốt chuyện này. Xin nhờ, đừng quá ngây thơ. Họ Trần, ngươi cho ta làm rõ ràng, ta tuy rằng thừa nhận ngươi rất lợi hại, thậm chí ngay cả thương, súng, đều không làm gì được ngươi, có thể, vậy thì thế nào? Lẽ nào ngươi còn muốn phản kháng quốc gia phải không? Ngươi phải biết rằng chúng ta an toàn tổng cục, Tiêu gia chúng ta, thế nhưng đại biểu cho quốc gia. Nhưng vào lúc này Tiêu Thiên Nhượng bỗng nhiên nói, vẻ mặt run rẩy hình dạng. Đại biểu quốc gia, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi lại có mặt nói ra những lời này, Tiêu Tổng, lẽ nào ngươi không cảm thấy mặt đỏ sao? Trần Phi nhìn không được cả tiếng nở nụ cười. Có thể tiếng cười kia trong, lại loáng thoáng có thể cảm giác được bi ai. Một con chuột thì lại phá hủy hỗn loạn, chính là bởi vì có Tiêu Thiên Nhượng, Tiêu Nam Sơn loại sự tình này người, ỷ thế hát yêu ta người. Làm sằng làm bậy, ỷ vào quyền lực trong tay mình vô hạn bành trướng theo dã tâm của mình,
mới dần dần đem xã hội này khiến cho một đoàn chướng khí mù mịt. Quốc gia, chỉ bằng bọn họ loại này bại hoại, người cặn bã, cũng có tư cách đại biểu quốc gia sao? Thực sự không biết liêm sỉ. Mà đang ở gian đặc thù phòng thẩm vấn nội, Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia cùng với Tiêu Thiên Nhượng đang cùng Trần Phi rằng có lúc, tỉnh quân khu đặc thù an toàn tổng cục ngoại, từng chiếc một không có bảng số hắc sắc đại hình xe cộ lái tới, cư nhiên bao vây ở đây. Các ngươi là ai? An toàn tổng cục thủ vệ thần sắc đại biến, đang chuẩn bị báo lên, hoặc là đi tới để ra nghi vấn, lại bị một đám người trực tiếp bắt. Chúng ta tới tự phi báo, đây là chúng ta chứng kiện. Hiện tại mời các ngươi tất cả mọi người thành thật đợi ở tại chỗ, phối hợp chúng ta công tác. Một người trong đó cầm ra bản thân chứng kiện lạnh lùng nói. Bay, phi báo. Nghe vậy an toàn tổng cục thủ vệ thiếu chút nữa sợ đến chân đều mềm nhũn, vội vã lúng túng hoang mang kính một cái chào theo nghi thức quân đội, nếu không dám bất kỳ cản rỡ nào. Nói đùa, phi báo là địa phương nào? Kéo dài qua lĩnh Nam Ba tiết kiệm siêu cấp quái vật lớn ngành đặc biệt, luận cấp bậc, ít nhất phải so với bọn hắn an toàn tổng cục ổn cao hơn một cấp bậc. Chớ nói chi là cái kia bộ bên trong cửa thành viên đều là phi nhân loại tồn tại, siêu cấp tinh anh, ai dám chọc. Một chiếc hắc sắc xe Audi ca suy một tiếng đứng ở Cục An ninh Đại Việt, theo La Viễn Chí La Thủ trưởng cùng với Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng từ trên xe chậm rãi đi xuống. Đang lúc bọn hắn vừa xuống xe, an toàn tổng cục nội bộ đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dày đặc, ngay sau đó đã nhìn thấy một đám tay cầm súng thật đạn thật sĩ binh xuất hiện, đem mọi người toàn bộ vây quanh, theo liền có một đạo thanh âm nghiêm nghị phẫn nộ vang lên các ngươi là cái gì? Triệu tỉnh trưởng. Ngươi thế nào? Ngài là La Lão. Chỉ thấy Tiêu Bắc Lá một chút đẩy ra súng thật đạn thật sĩ binh, dựa vào tiến lên đây, chính đầy mặt dại ra chuẩn bị chào quân lễ, không biết đây tột cùng là tình huống gì. Có thể tiếp, xem hắn khóe mắt dư quang phiết đến La Viễn Chí La Thủ trưởng Trương hắn vừa xa là có hơi khuôn mặt quen thuộc sau, nhất thời nhìn không được mạnh rụt một chút cái cổ, cảm giác cả người đều ở đây mạo hàn khí, cũng hít một hơi khí lạnh. Cái này... Đây không phải là La Lão sao? Lão nhân gia ông ta làm sao sẽ tự mình xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ? Tiêu Bắc Diệp tâm trong bỗng nhiên đánh run một cái, vẻ mặt rung động. Bởi vì hắn hình như, đoán được một chút. La Viễn Chí, tên này có thể ở hôm nay hơi có vẻ điệu thấp, nhưng nếu là đặt ở 20-30 năm trước, cũng tuyệt đối là một cái làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, chỉ là nghe được cũng đủ để chấn động, kiêng kỵ không ngớt tồn tại. Bởi vì đây chính là đường đường tiền nhậm lĩnh Nam Tư lệnh quân khu. Đại quân khu thủ trưởng cấp bậc. Coi như là hôm nay Tiêu gia Tiêu lão gia tử, cũng không có vị này chủ nhân năm đó vị trí cao. Bởi vì Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão gia tử, năm đó lợi hại nhất thời gian, cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là tỉnh Giang Nam Tư lệnh quân khu mà thôi. Quân khu, đại quân khu. Vẻn vẹn chỉ là kém một chữ, cũng khác nhau trời vực. Nhưng bây giờ... Tiêu Bắc Lá là thật không cách nào tưởng tượng loại này có thể nói truyền thuyết cấp bậc nhân vật, đều đã hơn 90 tuổi, từ lâu nhạt ra mọi người phạm vi nhìn, hôm nay, lại cư nhiên sống sờ sờ tự mình xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây quả thực so với trời sập xuống cũng còn làm cho nghĩ bất khả tư nghị. Thậm chí, làm cho không khỏi có chút lạnh run. Ngươi nhận thức ta, nghe vậy, La Viễn Chí La Thủ trưởng nhàn nhạt nhìn lướt qua Tiêu Bắc Lá, thần thái lạnh lùng nói. Ừ. La Lão, gia gia ta là Tiêu Hạc Núi, năm đó lão nhân gia ông ta qua đời thời gian, người đã tới, vì vậy vãn bối nhớ kỹ ngài khuôn mặt. Nghe vậy Tiêu Bắc Lá không chút do dự hồi đáp. Nga, nguyên lai là Tiêu Hạc Núi tôn tử, trách không được có chút quen mắt. Nghe vậy La Viễn Chí La Thủ trưởng nhàn nhạt nỉ non một tiếng, sau đó cặp kia khàn khàn đôi mắt quét về phía đối phương, rơi vào Tiêu Bắc Lá trên người, kỳ mâu quang dần dần toát ra một loại ngưng túc màu sắc trang nhã. Sau đó, một chữ một cái, nói ta hỏi ngươi, Trần Phi, ở đâu? T. Nghe được La Viễn Chí La Thủ trưởng nói, dù là Tiêu Bắc Lá lúc này đã trong lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn là không khỏi chợt thất sắc, khó nén nội tâm chấn động, cũng hít một hơi khí lạnh. Đường đường La Viễn Chí La Thủ trưởng, đó là nhân vật nào? 20-30 năm trước lĩnh Nam Ba tỉnh quân đội hệ thống tột cùng nhất một trong mấy người, lúc này hôm nay cư nhiên thật là vì Trần bay tới. Để cũng chỉ có hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Nghĩ đến đây, dù là Tiêu Bắc Lá loại trình độ này cũng không nhịn được cả người run run, một lòng bỗng nhiên nhắc tới tiếng nói mắt. Bởi vì hắn lúc này coi như lại ngu xuẩn,
cũng khẳng định minh bạch, tên kia Vi Trần Phi hơn 20 tuổi thanh niên nhân, kỳ thân phận bối cảnh tuyệt không bình thường, chỉ địa vị nghịch thiên. Bằng không, La Viễn Chí là thủ trưởng làm thế nào có thể tự mình xuất hiện ở đây? Như vậy, hắn Tiêu Bắc Lá đột nhiên có chút may mắn bản thân trước cũng đủ cẩn thận chặt chẽ, sớm cho mình tròn tràng, thoát khỏi cái này than nước đục. Dù sao lúc này La Viễn Chí là thủ trưởng cũng đích thân tới, có lão nhân gia ông ta đích thân tới, cái gì tỉnh quân khu, cái gì đặc thù an toàn tổng cục những. Này hoàn toàn chính là một chuyện thiếu lâm, thậm chí coi như là bọn họ cục trưởng, bọn họ Tiêu gia Tiêu Tam gia Tiêu Nam Sơn, đối mặt với đối phương đều chỉ có thể thành thật cúi đầu, cụp đuôi đối đãi. Bởi vì những người khác có thể không rõ ràng lắm, nhưng hắn Tiêu Bắc Lá, lại hơi chút biết một ít dấu vết. Cái kia hoành khóa toàn bộ lĩnh Nam Ba tiết kiệm quái vật lớn ngành đặc biệt phi báo, kỳ người khai sáng một trong, chính là hắn lúc này trước mắt vị này La Viễn Chí La thủ trưởng. Mà cùng loại trình độ đó đích thực chính ý nghĩa trên ngành đặc biệt so với, bọn họ cái gọi là tỉnh quân khu an toàn tổng cục, đơn giản là một chuyện tiếu lâm. Không đáng giá nhắc tới. Dù sao nói xong khó nghe giờ, thật phải nghiêm khắc lại nói tiếp, bọn họ tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục, trên thực tế còn là treo đối phương phi báo thuộc hạ chi nhánh ngành danh nghĩa. Cho nên đối phương hoàn toàn là có quyền lợi đưa bọn họ bộ môn lau đi. Chớ nói chi là bọn họ tỉnh quân khu an toàn tổng cục thành viên, tuyệt đại đa số đều là người thường, là binh sĩ. Nhưng đối phương, cái kia hoành khóa lĩnh Nam Ba tiết kiệm quái vật lớn phi báo, kỳ thành viên lại tất cả đều là cổ vũ giả. Quân đội siêu cấp tinh anh, hoàn toàn phi nhân loại. Như vậy đối lập, trên dưới lập phán, bọn họ căn bản là không thể trêu vào. Nghĩ đến đây, Tiêu Bắc Lá thẳng thắn cũng lười che giấu trong lòng trống vắng, run run mở miệng nói hồi bẩm thủ trưởng. Trần Tiên Sinh hắn hiện tại đang bị quan đang tra hỏi lúc trong. Tiêu cục trưởng hắn đã ở. Ngươi nói cái gì, phòng thẩm vấn. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng ngữ điệu chợt lên cao, mặt mũi già nua không khỏi hiện ra lau một cái chấn nộ màu sắc. Nói đùa, Trần Phi là nhân vật nào, hắn La Viễn Chí lại không rõ lắm. Đây chính là chính mình cổ vũ giả tiên thiên thực lực siêu cấp yêu nghiệt. Tuổi còn trẻ tông sư, kỳ nguy hiểm hệ số cao đến làm người ta giận sôi, coi như là bọn họ phi báo, cũng không dám chút nào vượt quá, mạo phạm đối phương. Nhưng bây giờ hắn nghe được cái gì? Hắn cư nhiên nghe được Trần Phi loại nhân vật đó lại giam giữ đến rồi phòng thẩm vấn, cái này hắn ma các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Quả thực vô liêm sỉ a. Như vậy. Dù là lấy hắn La Viễn Chí trầm ổn trọng, lúc này cũng không nhịn được trong lòng vô cùng lo lắng lên, nghiễm nhiên thất thố hét lớn một tiếng nói thực sự là vô liêm sỉ. Hiện tại ngay tức khắc mang ta đi qua, nhanh, La Thúc. Mà ở nhìn thấy La Viễn Chí cư nhiên phát lớn như vậy lửa, thất thố như vậy, dù là Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng cũng không nhịn được lại càng hoảng sợ, sửng sốt nói. Phải biết rằng đều đã nhiều năm như vậy, ở trong mắt hắn. Hắn La Viễn Chí La Thúc vẫn luôn là Thái Sơn băng vu trước mà không đổi màu hình tượng. Không có khả năng thất thố như vậy. Nhưng bây giờ, hắn Triệu Chính Quốc lại chính mắt thấy cái này vô cùng phá vỡ tính, cùng với cực kỳ xa lạ một màn. Làm hắn nhịn không được nội tâm hơi run một chút chiến. Lẽ nào ở trong lòng hắn, vị kia tên là Trần Phi người, thật kinh khủng như vậy. Thật nguy hiểm như vậy. Thật sao như vậy làm người ta kiêng kỵ. Quả thực khó có thể tin. Đừng nói nữa, nhanh lên dẫn đường, thế mà La Viễn Chí lúc này lại không tâm tư giải thích cái gì, hướng Tiêu Bắc Lá quát. Vâng, La Lão, Triệu tỉnh trưởng, hai vị mời đi theo ta. Nghe vậy Tiêu Bắc Lá không khỏi cả người một cái giật mình, vội vã không chút do dự, thần sắc hốt hoảng đem người mang hướng phòng thẩm vấn phương hướng. Cùng lúc đó một lát sau, phòng thẩm vấn nội Tiêu Nam Sơn, Tiêu Thiên Nhượng hai người. Chính vẫn còn cùng Trần Phi rằng co trong. Rất hiển nhiên, có vừa rồi không gì sánh được chấn động lòng người một màn tự mình ghi vào mi mắt, dù là Tiêu Thiên Nhượng vị này Tiêu thị tập đoàn tổng tài, dù là Tiêu Nam Sơn vị này tỉnh Giang Nam Tiêu gia Tiêu Tam gia, lúc này vô luận như thế nào cũng không dám coi khinh thân ở đang tra hỏi bên trong đạo kia khuôn mặt trẻ tuổi thân ảnh. Phải biết rằng, đây chính là thương súng A. Tùy tiện tiện một phát đều có thể muốn nhân mạng. Chớ nói chi là chúng ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia trong tay cây súng kia, còn là đặc chế, uy lực siêu cấp khủng bố. Ít nhất phải vượt qua phổ thông quân dụng súng ống gấp đôi.
coi như là trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp lớn đường kính lợi khí giết người Desert Eagle đều so ra kém. Nhưng bây giờ, từ loại này súng ống bắn ra đạn, hơn nữa còn là trên cao nhìn xuống, lại bị đối phương tiện tay cản lại, thuần túy lấy huyết nhục chi khu làm được, đây quả thực làm người ta sởn tóc gáy, khó có thể tin. Như vậy dù là Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia loại này, qua nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều như vậy những mưa gió đại nhân vật, cũng không nhịn được hơi hơi sợ, trong lòng dao động lên. Bởi vì hắn biết rõ, ở trên thế giới này, đáng sợ nhất là cái gì? Đáng sợ nhất là một nắm chính mình siêu phàm vũ lực phi nhân loại tồn tại. Những người này nếu là quyết tâm muốn gây sự, bất luận cái gì pháp luật đều ước không được. Mà giờ khắc này ở trước mắt hắn Trần Phi, xuất hiện lại chính là loại người kia, hơn nữa còn là loại người kia trong cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Là tối trọng yếu còn là cùng hắn Tiêu Nam Sơn triệt để xé rách ra mặt, bị hắn dùng thương súng bắn chết, lại không giết chết. Như vậy, đối phương hôm nay nếu thật thoát khốn ra, vậy hắn Tiêu Nam Sơn, chẳng phải là đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, thời thời khắc khắc trên cổ đều muốn sẽ treo một thanh hung khí. Không. Nghĩ đến đây, Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia không khỏi mặt cũng thay đổi, tay khô héo bắt khẽ run, nhìn Trần Phi sắc lệ nội cha nói tiểu tử, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem chuyện mới vừa rồi di vong, chuyện này, ta liền có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, cứ tính như vậy. Nếu là ngươi, phải như vậy khăng khăng một mực, mưu toan cùng Tiêu gia ta đối nghịch, hậu quả, tự phụ. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này hắn tuy rằng trong lòng đã mất so với sợ, nhưng vẫn là không bỏ xuống được cái gọi là mặt mũi, cái gọi là thân phận. Hắn bày làm ra một bộ khoan dung, thể hiện cái gọi là Tiêu gia rất nhiều bức hình dạng, muốn cho Trần Phi kiêng kỵ phía sau hắn bối cảnh tồn tại, uy hát yêu ta kỳ quên mất chuyện này. Tiểu nhân không nhớ tiểu nhân quá, quên đi. Không hổ là Tiêu gia lão nhân gia, thực sự là ý chí rộng a. Bất quá, lão nhân gia người đây là sợ sao? Người thật nghĩ người bây giờ có cùng ta đàm phán tư bản. Nghe vậy Trần Phi cười lạnh một tiếng, bất tiết nhất cố nói. Bây giờ mới biết sợ, không cảm thấy đã có một ít đã quá muộn sao? Tiểu tử, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nghe vậy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia ra mặt tử điên cuồng run run, vẻ mặt dữ tợn giận dữ hét. Tam gia, đừng nói nữa, ta xem hắn là thành tâm nếu ta các đối nghịch. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Có thể nhưng vào lúc này Tiêu Thiên Nhượng đột nhiên hình như không nhịn nổi, vẻ mặt thần sắc dữ tợn nhảy dựng lên, trên cao nhìn xuống, tức miệng mắng to tiểu tử thối, ta cho ngươi biết, ngươi hắn ma thật cho rằng tay chân lợi hại một ít thì ngon. Có biết hay không bây giờ là thời đại nào, bây giờ là công nghệ cao thời đại, coi như ngươi lì lợm thì như thế nào. Lẽ nào ngươi còn có thể đỡ nổi bom, chống đỡ được công nghệ cao sinh vật bệnh độc? Ngươi tin hay không, hiện tại chỉ cần lão tử một câu nói, con mẹ nó ngươi phải. Không biết là bởi vì không chịu nổi trong lòng to lớn khủng bố áp lực, hay là bởi vì trong lòng hắn vốn chính là muốn như vậy, hắn điên cuồng gầm hét lên. Không sai, lẽ nào ngươi thật đúng là cho là mình lì lợm, vô địch phải không? Nơi này là quân khu, là ngành đặc biệt, có khi là thuốc nổ, đạn đạo. Thậm chí các loại công nghệ cao vũ khí, sinh vật bệnh độc. Ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia muốn tại đây giết chết ngươi, dịch như phản. Nghe vậy chúng ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia cũng tốt giống như tìm được rồi lòng tin, trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Phi châm chọc nói. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết, phía sau phòng thẩm vấn đại môn lại đột nhiên truyền đến phịch một tiếng nổ, sau đó lại bị người từ bên ngoài ngạnh sinh sinh đá văng. Theo liền thấy cả đám nối đuôi nhau mà vào. Bước nhanh đi vào. Lớn mật, ai cho phép các ngươi? Ngươi. Thấy thế Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia theo bản năng lão mặt tối sầm, khàn khàn đôi mắt hiện ra lau một cái tức giận vẻ. Phải biết rằng, hắn thế nhưng cái này tỉnh quân khu đặc biệt cục an ninh cục trưởng, và lại hắn bây giờ còn đang ở cái này phòng thẩm vấn nội thẩm vấn phạm nhân, nhưng bây giờ, đã có người dám ở vào thời điểm này xông tới. Thế mà hắn câu kia vô ý thức thốt ra răn dậy cũng còn chưa nói ra khỏi miệng trong, kỳ khàn khàn lão đôi mắt quang lại bỗng nhiên dừng lại ở hai người, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là trong đó một vị đầy tóc bạc đường trang lão trên thân người, không khỏi chợt con ngươi co rụt lại, cả người run lên, cột sống hàn khí cọ 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 tựu xông ra. La thủ trưởng, ta, theo sát mà hắn không khỏi nói rốt cục lắp ba lắp bắp, một đôi khàn khàn lão mắt tràn đầy run vẻ, khó có thể chấn định.
Rất hiển nhiên, hắn đương nhiên nhận thức đầy tóc bạc Đường Trang lão người là ai. Lại là La Viễn Chí La thủ trưởng, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tiêu Nam Sơn. Mà đang nghe Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam ra răng trên răng dưới răng run lên thanh âm, La Viễn Chí La thủ trưởng hơi hơi hí mắt, ánh mắt cấp tốc ở trong tầm nhìn tìm Trần Phi thân ảnh, nhưng không được tung tích, chợt sắc mặt âm trầm nói Tiêu Nam Sơn, ta hỏi ngươi, Trần Phi Trần Tiên Sinh ở đâu? T. Cái gì? Trần Tiên Sinh. La Viễn Chí La thủ trưởng lời vừa nói ra, tha là chúng ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này vẫn đang cũng bị rung động rối tinh rối mù, cả người đều ở đây mạo hàn khí, khó có thể chấn định. Phải biết rằng, đây chính là La Viễn Chí La thủ trưởng a. Coi như là ca ca hắn Tiêu Trấn Quốc tự mình đến đây, cũng muốn mơ hồ đối địch phương một đầu đại nhân vật, nhưng bây giờ, lại cư nhiên từ đối phương trong miệng thốt ra nói vậy, như vậy tôn xưng, Trần Tiên Sinh. Ông trời của ta, cái này Trần Phi đến tột cùng là ai a? Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, khàn khàn đôi mắt run. La thúc, phía dưới hình như có người. Nhưng vào lúc này Triệu Chính Quốc hình như phát hiện cái gì, chỉ vào thật lớn cửa sổ thủy tinh ngoại phía dưới nói. Phía dưới. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng ra mặt mạnh run lên, mâu quang run lên, nhanh chóng bán ra bước chân hướng cửa sổ thủy tinh đi đến, nhìn thấy Trần Phi tung tích, không khỏi quá sợ hãi nói Trần Phi. Ngươi không sao chứ, vừa nói, một bên liên chính hắn cũng không nhịn được phẫn nộ cùng khẩn trương. Bởi vì hắn là thật thật không ngờ, đối phương Tiêu Nam Sơn lại dám như vậy to gan lớn mật, tùy ý làm bậy, vận dụng hình phạt riêng. Đem Trần Phi nhốt vào cái loại này thẩm vấn trọng phạm lúc mới cần dùng đến phòng thẩm vấn. Thậm chí còn từ bốn phương tám hướng đánh lên chói mắt cường quang, dùng tới loại này không thỏa đáng thẩm vấn thủ đoạn, nhục nhã người. Oanh! Nhưng ngay khi hắn ngôn ngữ thanh hạ xuống trong sát na, hắn trong tầm nhìn lại bỗng nhiên bắt được phía dưới một đạo hắc ảnh xẹt qua, theo phóng lên cao, cư nhiên đất bằng phẳng chí ít nhảy dâng lên 5-6m cao độ. Một khổng lồ sóng xung kích hung hăng xông tới tại nơi mặt đặc chế cửa sổ thủy tinh trên, phát sinh đinh tai nhức óc nổ vang. Chỉ nghe thấy đỏ một tiếng vang thật lớn, mặt to lớn đặc chế cửa sổ thủy tinh ầm ầm sập, Trần Phi cứ như vậy giống như tùy ý theo xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng ngươi hỏi ta. Ta đương nhiên không có chuyện gì, chỉ bằng theo hai cái phế vật có thể làm gì ta. Có thể một màn này, loại này tràng cảnh lại khiến ở đây tất cả mọi người lông tơ lập lên. Cột sống cọ 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 điên cuồng ra bên ngoài mạo hiểm hàn khí, cả người run, da đầu tê dại, khó có thể tự ức. Cái này, vãi, ta, cái này hắn mà ta đến tột cùng đã từng nhìn thấy gì? Dù là La Viễn Chí La thủ trưởng cái loại này thân phận, cái loại này địa vị. Hơn nữa hắn đã từng còn là một vị đỉnh binh vương cường giả, tự thân tự từng chính mình quá đủ để có thể so với nhất lưu cổ vũ giả đỉnh phong mạnh mẽ thực lực. Lại vào lúc này cũng không nhịn được khóe miệng điên cuồng co quắp, trên mặt gợn sóng khó có thể bình tĩnh trở lại. Hắn theo nhìn phía Trần Phi ánh mắt, hãy cùng thấy quái vật. Phải biết rằng từ thật lớn cửa sổ thủy tinh ngoại phía dưới đến bọn họ hiện tại vị trí cái này cao độ, ít nói cũng có 5-6 thước cao, thế nhưng Trần Phi tiểu tử kia lại cư nhiên tùy tiện dễ dàng vừa nhảy, tự nhảy lên. Hơn nữa cái này đều còn chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là hắn La Viễn Chí nhận thức loại này đặc chế thủy tinh. Đây là hôm nay nội bộ quân đội đặc chế cực kỳ cao độ cứng thủy tinh, coi như là hiện tại dẫn theo súng máy đến quét ngang, cũng vô pháp đem bắn thủng, thế mà loại vật này cư nhiên cũng bị Trần Phi lăng không nổ sụp. La Viễn Chí chỉ cảm giác mình nhịn không được đầu đầy mồ hôi. Mà liên hắn đều bị sợ thành như vậy, những người khác rất tốt không đi nơi nào, tất cả đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Trách không được La Thúc vừa nghe đến đối phương bị nắm, sẽ khẩn trương như vậy. Nguyên lai hắn khẩn trương không phải là vị này Trần Tiên Sinh bị nắm, mà là khẩn trương sợ đối phương bởi vậy bị làm tức giận, trở thành bom A. Triệu Chính Quốc ở phía sau phương không khỏi lau một cái mồ hôi chán tích, tự lẩm bẩm. Rất hiển nhiên, ở chính mắt thấy cái này chấn động nhân tâm một màn sau, hắn rốt cuộc minh bạch bản thân La Thúc tại sao lại khẩn trương như vậy. Nguyên lai cái này Trần Phi Trần Tiên Sinh. Quả thực chính là một cái chính mình bất khả tư nghị năng lực phi nhân loại, thậm chí so với hắn trong ấn tượng cổ vũ giả, dị năng giả cũng còn cường gấp mấy lần, quả thực làm người ta khó có thể tin. Ngươi, dĩ nhiên, hắn và La Viễn Chí La thủ trưởng có thể sẽ khá hơn một chút, có thể Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia cùng với Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng lại chỉ có thể sợ.
sợ đến da mặt run, nghiễm nhiên lúc này đã sợ đến hai chân như nhũn ra, hai trương khuôn mặt hoàn toàn tràn đầy vẻ không dám tin. Ta cái gì ta, lão nhân gia ngươi không phải mới vừa rất bá khí sao? Cũng dám cầm súng bắn ta, hiện tại thế nào như thế túng? Nói lắp bắp có thể không tốt lắm. Trần Phi thấy thế nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. Cái gì, dùng thương súng xả kích ngươi? Tiêu Nam Sơn ngươi thật to gan, dám một mình làm như vậy. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng tay nhìn không được run lên, chợt thần sắc nổi giận nói. La thủ trưởng ngươi lời nói này có chút quá phận đi. Nghe vậy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia ra mặt tử điên cuồng run run, khàn khàn mâu quang khẽ run, nhưng vẫn là mạnh mẽ chấn định lại, lạnh lùng nói La thủ trưởng ngươi nên biết thân phận của ta. Chúng ta an toàn tổng cục là đặc thù tồn tại, chỉ cần chúng ta cần, bất luận kẻ nào đều phải phục tùng vô điều kiện. Ai bảo hắn không phối hợp chúng ta công tác? Rất hiển nhiên, hắn hiện tại cũng chỉ có thể dắt ra hổ WC kỳ, mạnh mẽ cho mình giảng hòa. Vậy ngươi có biết hay không Trần Phi Trần tiên sinh thế nhưng ở chúng ta phi báo nội bộ treo danh, là chúng ta phi báo cao tầng. Trừ phi Trung ương tự mình hạ mệnh lệnh, bằng không, không ai có thể động hắn, coi như là ta La Viễn Chí, đều không tư cách này. Nhưng ngay khi tiếp hắn lại nghe được làm hắn không gì sánh được sợ hãi một phen nói. T. Thập, cái gì? Chúng ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia nhìn không được cũng hít một hơi khí lạnh. Nhìn phía La Viễn Chí La thủ trưởng vẻ mặt đều là sai lầm. Thập, cái gì, tiểu tử kia dĩ nhiên là phi báo người, và lại còn là trong đó cao tầng, điều này sao có thể? Nhất thời hắn trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, cả người cũng không từ run rẩy, thần sắc chợt trở nên hốt hoảng cùng sợ hãi. Bởi vì nếu là trước, Trần Phi nếu như không bối cảnh gì hoặc là chỗ dựa vững chắc nói, vậy hắn Tiêu Nam Sơn dắt ngành đặc biệt quyền lợi ra hổ. Mặc dù là vận dụng hình phạt riêng, đào thương súng xả kích người, cũng vẫn là có thể miễn cưỡng dùng thân phận của hắn đối phó đi qua. Có thể tình huống bây giờ lại không giống nhau. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Trần Phi lại là phi báo người, và lại còn là phi báo cao tầng, mà bọn họ tỉnh quân khu an toàn tổng cục lại là trên danh nghĩa phi báo thuộc hạ chi nhánh bộ môn. Cái này thì tương đương với đương trúc dưới, cư nhiên to gan lớn mật hướng về phía mặt trên người động thủ. Đây quả thực là tự tìm tử lộ. Bởi vì loại hành vi này, vô luận lý do gì, nguyên nhân, đều là không có biện pháp tha thứ, bị truy cứu tới, được cũng xui xẻo. Lão nhân gia, tất cả nói đối đãi tốt nhất đàng hoàng một chút, cậy già lên mặt là vô dụng. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không cho ta bắt người. Thấy thế Trần Phi cười lạnh một tiếng, cư nhiên vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. Vâng, ở đây phi báo thành viên không ít đều là nhận thức Trần Phi. Nghe vậy nhất thời không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Một trận trận lành lạnh lỗ châu mai hay là đao, chủy thủ gác ở Tiêu Thiên Nhượng còn có Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia trên cổ, sợ đến cục an ninh những người đó một trận run run. Phải biết rằng, Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia có thể là bọn hắn cục an ninh cục trưởng, càng Tiêu gia lão thái gia thân tam đệ, nhưng bây giờ, thứ đại nhân vật này lại cư nhiên bị người cầm thương súng chỉ vào đầu. Làm càn! Các ngươi có biết hay không ta là thân phận gì? Ta là Tiêu Nam Sơn, ta là tỉnh Giang Nam tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục cục trưởng, là quốc gia cán bộ cao cấp. Các ngươi không có quyền lực làm như vậy. Nghe vậy thấy thế Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia nhất thời gầm hét lên, vẻ mặt phẫn nộ. Thế nhưng kỳ khàn khàn đôi mắt lại khó nén vẻ bối rối, bắt đầu sợ. Không có quyền lợi, Tiêu Nam Sơn ta xem ngươi là lão hồ đồ. Chúng ta phi báo thế nhưng lĩnh Nam ba tỉnh sở hữu ngành đặc biệt rõ ràng hợp lý, có mặt trên trao quyền. Chúng ta có bất kỳ cần, bất luận kẻ nào cũng phải phục tùng vô điều kiện, phối hợp chúng ta. Thế mà La Viễn Chí lại cười lạnh nói. Không có quyền lợi. Nói đùa, tại đây lĩnh Nam ba tỉnh, còn thật không có bọn họ phi báo không quyền lợi việc làm. Thậm chí lời nói không dễ nghe, coi như là Triệu Chính Quốc loại này tỉnh uy số 2 lãnh đạo. Đường đường quyền to nếu cắm ở trên tay bọn họ, chỉ cần hắn La Viễn Chí dám mạo hiểm phiêu lưu hạ lệnh, bọn họ phi báo, vậy có quyền lợi bắt. Như vậy chớ nói chi là ngươi chính là Tiêu Nam Sơn, không một điểm có thể sánh bằng tính. Tâm tắc, nguyên lai chúng ta phi báo xấu như vậy a. Còn có loại này quyền lợi, lão tiên sinh, không có ý tứ lạc, hiện tại chúng ta mang ngươi đi, thế nhưng có lý do tránh đáng. Ngươi có quyền bảo trì trầm mặc. Bởi vì ngươi mặc dù không trầm mặc cũng không chứng dùng. Ha ha ha, Trần Phi chào phúng lên.
Tục ngữ nói thật tốt, phong thủy thay phiên chuyển. Hắn những lời này nghe thế nào như vậy chín ni? Dù thế nào chúng ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia nghe vậy, thoáng cái liền không nhịn được buồn bực hộc máu. Bởi vì, này câu đúng là hắn trước đúng Trần Phi nói, nhưng bây giờ rồi lại đáp lễ đến rồi hắn trên người mình. Ngươi, các ngươi dám động dùng hình phạt riêng. Chúng ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia tức giận bể phổi, vẻ mặt âm trầm. Dù sao lấy thân phận của hắn, đã bao nhiêu năm, chưa từng bị đãi ngộ như vậy nhục nhã, bị mang đi. Bất quá là muốn xin ngươi phối hợp chúng ta phi báo công tác mà thôi. Thế nào, ngươi nghĩ kháng mệnh? La Viễn Chí vẻ mặt khinh thường lãnh đạm nói, bởi vì hắn đã từ đối phương giọng trong, nghe được sợ. Nghe vậy Tiêu Nam Sơn sắc mặt thần sắc động lại, tràn đầy phẫn nộ cùng nhục nhã vẻ, trầm mặc hồi lâu, mới nghe hắn khàn giọng nói, La thủ trưởng, thân phận của ta không bình thường, tự coi như các ngươi đem ta mang đi, tối đa cũng chỉ có thể quan ta 3 ngày. Vì vậy, hà tất nghiêm túc như vậy? Hiển nhiên giờ này khắc này hắn là thật có chút sợ, khẩu khí cũng nữa không cứng nổi, như vậy cầu xin tha thứ nói, muốn cho La Viễn Chí La thủ trưởng đừng nghiêm túc như vậy. Thân phận của ngươi không bình thường, vậy hắn ni, có thể nhưng vào lúc này, La Viễn Chí La thủ trưởng còn chưa đáp lời, một bên Trần Phi chợt híp mắt cười nói. Chỉ thấy hắn chính dùng ngón tay chỉ vào Tiêu Thiên Nhược, người sau không khỏi đột nhiên biến sắc. Hắn, nghe vậy La Viễn Chí quét Tiêu Thiên Nhược liếc mắt, phát hiện mình cũng không nhận ra, chợt thản nhiên nói, chúng ta phi báo là ngành đặc biệt, có cực lớn giữa lúc quyền lợi, phàm là có cần, bất luận kẻ nào đều phải phục tùng vô điều kiện. Hắn, chỉ cần chúng ta nguyện ý, hiện tại tự xử quyết đều được. La Viễn Chí La thủ trưởng chỉ dùng để cái loại này rất bình tĩnh giọng nói ra lời nói này, thật giống như đang nói giết con gà làm thịt dê vậy, làm cho cực sợ, cột sống hàn khí cọ 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 xông ra, cả người thẳng run run. Nhất là chúng ta Tiêu Thiên Nhược, Tiêu Tổng, lúc này nghe vậy càng thoáng cái chân đều mềm nhũn, vẻ mặt trắng bệch nói, không. Các ngươi không có khả năng làm như vậy, ta là Tiêu gia người phát ngôn. Ta là Tiêu thị tập đoàn tổng tài, gia gia ta là Tiêu Trấn Quốc. Không, các ngươi không có khả năng đối với ta như vậy, không có khả năng làm như vậy. Càng nói, thanh âm hắn càng là run, sợ hãi càng nhiều. Không, các ngươi không có khả năng làm như vậy. Ta là Tiêu gia người phát ngôn, ta là Tiêu thị tập đoàn tổng tài, gia gia ta vâng. Rất hiển nhiên chúng ta Tiêu Thiên Nhượng Tiêu tổng lúc này đã triệt để rối loạn đầu trận tuyến, vẻ mặt sợ hãi cùng run, cuồng loạn hét lớn. Câm miệng. Thế mà đáp lại hắn cũng một tiếng hừ lạnh, cùng với băng lãnh, cứng rắn báng súng hướng về phía đầu hắn hung hăng chính là một chút, trong nháy mắt tiên huyết tựu theo tóc của hắn tích tích chảy xuống, thân thể về phía trước mềm nhũn, cả người nghiễm nhiên đã bất tỉnh đi. Bị cái đi. Nói đùa, lúc này đi theo La Viễn Chí La thủ trưởng bên cạnh phi báo thành viên, đây chính là trong tinh anh siêu cấp tinh anh. Làm thế nào có thể đem chính là một cái Tiêu Thiên Nhượng để vào mắt. Chớ nói chi là lúc này còn là Trần Phi tự mình hạ lệnh. Tại nơi một ít phi báo thành viên trong mắt, Trần Phi mệnh lệnh, không thể nghi ngờ là vô thánh chỉ, bởi vì thực lực của đối phương quá kinh khủng, khủng bố đến làm bọn hắn trong lòng run sợ. Ngươi, các ngươi dám can đảm vận dụng hình phạt riêng. Mà ở nhìn thấy phi báo thành viên như vậy sạch sẽ lưu loát lãnh khốc cách làm, dù là Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia lúc này cũng có chút không chịu nổi, không khỏi trong lòng sợ hãi hốt hoảng. Lúc đó nhìn hai chân tự có chút run rẩy lên, thần sắc cũng mắt thường có thể thấy được trắng bệch lên. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cục ý thức được, đối phương tựa hồ đến thực sự, bằng không, tuyệt không khả năng hướng hắn các Tiêu gia trên mặt nổi người phát ngôn hạ thủ. Đem hắn cũng mang đi, thế mà nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng đã khó có được nhiều lời nữa, chỉ thấy kỳ sắc mặt âm u vung tay lên hạ lệnh, bên cạnh thuộc hạ lập tức tuân lệnh, một cái bước nhanh về phía trước. Trực tiếp đã đem Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam ra giữ lại, một cái con dao đánh ngất xỉu cái đi. Thấy tình cảnh này Trần Phi buồn bực trong lòng và lửa giận rốt cục thoáng chiếm được một ít thả ra, nắm tóc nói, La lão, làm sao ngươi biết ta tại đây? Là Lôi Long Lôi huấn luyện viên gọi điện thoại cho ta, hắn bên kia tốt đến chiếm được tin tức gì? Không nói những thứ này, ngươi, không có sao chứ? Nghe vậy La thủ trưởng đầu tiên là giải thích một chút, sau đó giọng nói chợt một ngưng nói. Ta, không có việc gì là không có chuyện gì, bất quá chỉ là trong lòng không quá thoải mái. Trần Phi nghe vậy sờ sờ mũi, thản nhiên nói. Tuy nói Trần Phi lời nói này tùy ý,
có thể dù là La Viễn Chí La thủ trưởng nghe vậy cũng không nhịn được trái tim hơi căng thẳng, miễn cưỡng lộ ra một tia nụ cười nói tiểu tử ngươi hiện tại cũng không có chuyện gì sao. Ngươi yên tâm, hắn Tiêu Nam Sơn dám như thế lạm dụng chức quyền, coi như là phá hư quy củ, phạm vào kiêng kỵ, ta sẽ nhường hắn cho ngươi một cái công đạo. Nhượng hắn cho ta một cái công đạo. Không, ta muốn Tiêu gia cho ta một cái công đạo. Có thể nghe nói, Trần Phi cư nhiên lắc đầu, giọng nói chợt trở nên có chút lãnh mạc nói ta trước lười cùng bọn họ tính toán, tựa hồ bọn họ Tiêu gia, tự thật cho là ta Trần Phi là trái hồng mềm, dễ khi dễ. Ngày hôm nay chuyện này Tiêu gia phải cho ta một cái công đạo, bằng không, coi như ta theo chân bọn họ chính thức tuyên chiến. Giảng đạo lý, hắn thật cho là mình tính tình đã cũng đủ tốt rồi. Đối mặt Tiêu gia khiêu khích không biết nhịn bao nhiêu lần, có thể kết quả ni. Kết quả lại là đối phương bây giờ ngày càng táo tợn thêm, đưa hắn bắt lại, cầm súng bắn hắn. Mẹ, có phải là thật hay không cho là hắn Trần Phi dễ khi dễ? Nếu không chúng ta liền trực tiếp tuyên chiến thử xem. Tiểu tử ngươi, nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng cùng với Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng nghe được Trần Phi lời như vậy, cùng với Kỳ trong giọng nói rõ ràng có thể cảm giác được khó chịu. Sát khí, hai người tất cả không tự chủ được hết hồn một chút. Sau đó bọn họ một người trong đó trên mặt lộ ra cười khổ, khiến trên mặt người tắc hơi hiện ra sai lầm vẻ. Lộ ra cười khổ tự nhiên là La Viễn Chí La thủ trưởng, bởi vì hắn hiểu rõ Trần Phi nội tình, biết Kỳ thực lực, chính là cái kia trong truyền thuyết cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới. Vì vậy hắn lời nói này cũng không biết lượng sức hoặc cuồng vọng tự đại, mà là chân chính có tư cách nói ra câu nói này. Tiêu gia. Nếu thật chọc giận một vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả, chỉ sợ cũng xem như là Tiêu gia cái loại này quái vật lớn, đường đường tỉnh Giang Nam đệ nhất hào môn vọng tộc, cũng phải quá, như lâm siêu cấp lớn địch. Mà lộ ra hơi sai lầm vẻ tự nhiên là Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng, bởi vì hắn cũng không biết Trần Phi lai lịch chân chính, cũng không rõ ràng lắm thực lực của hắn, vì vậy, hắn cũng không cho là Trần Phi có tư cách, có năng lực, đi khiêu chiến Tiêu gia cái loại này quái vật lớn. Bởi vì coi như là hắn Triệu Chính Quốc bản thân, mặc dù tự phụ thân chức vị cao, tay cầm quyền to, chính là tỉnh Giang Nam danh chánh ngôn thuận số 2 lãnh đạo. Cần phải hắn chính diện chống lại Tiêu gia cái loại này quái vật lớn, hắn cũng là cảm thấy cực kỳ vướng tay chân, thậm chí có một ít lực bất tòng tâm. Đã có thể ở hắn trong lòng nghĩ như vậy lúc, bên tai lại chợt vang lên làm hắn hết hồn một phen đối thoại. Chỉ thấy La Viễn Chí La thủ trưởng lắc đầu cười khổ nói ta chỉ biết tiểu tử ngươi sẽ nói như vậy. Bất quá đây chính là Tiêu gia, sợ rằng không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Không có vấn đề, phản đúng là bọn họ trước hướng ta động thủ trước đây, dựa theo quy củ, chỉ cần ở không ảnh hưởng tình huống của những người khác dưới, ta thế nào hoàn thủ, cũng không tính ra cách đi. Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt bĩu môi ba, nói. Phải biết rằng lấy bọn họ cổ vũ giả vòng tròn đương sơ cùng mặt trên ký kết một tờ giấy ước, mặt trên rất rõ ràng viết, nếu là có tư nhân chủ động hướng bọn họ hạ thủ, chỉ cần lý do bất chính làm, ở không ảnh hưởng tình huống của những người khác dưới, bất luận cái gì hoàn thủ cũng không tính ra cách, quốc gia cao tầng đều sẽ chọn làm như không thấy. Ngươi sẽ là muốn trực tiếp giết tới cửa đi thôi. Nghe được Trần Phi lời như vậy, La thủ trưởng không khỏi ra mặt tử run lên, nhịn không được giọng nói hơi sợ hãi. Lấy hắn đúng Trần Phi hiểu rõ, tiểu tử này, nói không chừng thật có khả năng sẽ làm ra loại sự tình này mà. Chợt hắn nhịn không được vẻ mặt bất đắc dĩ nói cần phải vâng, Tiêu Trấn Quốc lão gia hỏa kia cũng không biết chuyện này ni. Người cứ như vậy cây đuốc rơi tại trên đầu hắn, có đúng hay không có chút không lớn hợp. Ngự dưới không nghiêm, lẽ nào hắn không nên vì chuyện này mà phụ trách. Nghe vậy Trần Phi căn bản không nghe khuyên, mặt lạnh thản nhiên nói. Cái này, được rồi. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng á khẩu không trả lời được a. Đúng vậy, người Tiêu Trấn Quốc làm Tiêu gia người chấp trưởng, nhưng ngay cả bên trong gia tộc bại hoại, sâu mọt đều xử lý không tốt, do đó đưa đến chuyện lớn như vậy phát sinh, chẳng lẽ không hẳn là vì thế phụ trách. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn không khỏi nghiêm túc mấy phần, nhìn Trần Phi lãnh đạm khuôn mặt chậm rãi nói trước cho ta chút thời gian đi. Ta cũng muốn nhìn một chút Tiêu Trấn Quốc lão già kia, là thái độ gì. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói bất quá ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm cho bọn họ Tiêu gia, cho một mình ngươi thỏa mãn trả lời thuyết phục. Hơn nữa ta tin tưởng Tiêu Trấn Quốc cũng không như thế ngu xuẩn, sẽ nguyện ý đắc tội một vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Hắn lúc nói lời này, ánh mắt vẫn đối với Trần Phi.
Rất hiển nhiên, hắn lời này hiển nhiên là ở hỏi thăm có thể cho đối phương Tiêu gia tiết lộ hắn Trần Phi thân phận. Nếu là có thể, chuyện này dĩ nhiên là dễ làm rất nhiều. Bởi vì Tiêu Trấn Quốc không có khả năng như vậy ngu xuẩn, sẽ không nguyện ý bọn họ Tiêu gia không hiểu chọc một vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Dù sao đây chính là siêu cấp lớn phiền phức, bởi vì này loại chuyện này, loại lý do này chọc, thực sự quá không đến làm. T. Cái gì? Cổ vũ giả tiên thiên? Có thể nhưng vào lúc này hắn bên tai lại đột nhiên vang lên một đạo cũng hút lương khí có tiếng. Chỉ thấy Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng lúc này chính vẻ mặt rung động, miệng há thật lớn, nghe vậy nhìn Trần Phi ánh mắt tràn đầy nồng nặc khó có thể tin. Rất hiển nhiên, lấy thân phận địa vị của hắn, đương nhiên rất rõ ràng cái gọi là cổ vũ giả tiên thiên, ý vị như thế nào. Ý nghĩa đó là đám kia chính mình siêu phàm vũ lực, tên là cổ vũ giả đặc thù trong đám người cực kỳ đẳng cấp cao thực lực cảnh giới, coi như là dùng quái vật, phi nhân loại trở thêm phân từ ngữ để hình dung, đều không quá đáng chút nào. Nhưng bây giờ, hắn nghe được cái gì? Hắn cư nhiên nghe được ở trước mặt hắn vị này hơn 20 tuổi thanh niên nhân, lại rất có thể là một vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Nghĩ đến đây dù là Triệu Chính Quốc loại này kinh nghiệm sóng gió đại nhân vật, cũng không nhìn được thần sắc hơi có chút ngốc trệ, cư nhiên nói ra một câu nói như vậy La Thúc, lẽ nào vị tiểu đồng chí này, là một vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Nói, ngữ khí của hắn còn có chút không quá tin tưởng. Dù sao không có biện pháp hơn 20 tuổi cổ vũ giả tiên thiên cường giả, mặc dù là hắn loại này người mang cao như vậy vị đại nhân vật, cũng chưa từng thấy qua, thậm chí nghe đều tốt giống như chưa nghe nói qua, vì vậy thật thật tại tại quá kinh người. Vị này chính là, nghe vậy là Viễn Chí La thủ trưởng còn chưa mở miệng, nhưng thật ra Trần Phi hỏi trước. Có chút ngạc nhiên Triệu Chính Quốc là ai? Đây là Triệu Chính Quốc, hôm nay tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng. Phụ thân hắn theo ta là Mạc Nghịch Chi Giao, vì vậy ngày hôm nay để hắn cùng nhau đi theo. Chính Quốc vị này chính là Trần Phi Trần Tiên Sinh, chúng ta phi báo hôm nay danh nghĩa huấn luyện viên. La Viễn Chí La thủ trưởng giới thiệu. Xòe ra, tỉnh trưởng. Nghe vậy Trần Phi không khỏi cả người một cái giật mình, trên mặt theo nhất thời hiện ra lau một cái trăm triệu không nghĩ tới vẻ. Tỉnh trưởng, dù là lấy hắn loại này tính tình, lúc này cũng không nhịn được óc có chút kịp thời, vẻ mặt dại ra. Phải biết rằng đây chính là tỉnh trưởng A, đường đường tỉnh uy số 2 lãnh đạo, công nhận một tỉnh tột cùng nhất một trong, quyền cao chức trọng, thân chức vị cao, lại không nghĩ tới hôm nay cư nhiên tự mình ra hiện ở trước mặt hắn. Trần Phi tiểu đồng chí xin chào, ta là Triệu Chính Quốc, rất hân hạnh được biết ngươi. Mà đang nghe là Viễn Chí La thủ trưởng giới thiệu. Triệu Chính Quốc trước hết bừng tỉnh, nhiệt tình đưa tay ra nói. Triệu tỉnh trưởng xin chào, ta là Trần Phi. Ngươi đừng có khách khí như vậy, gọi ta Tiểu Phi được rồi. Trần Phi ngay tức khắc vươn tay cùng đối phương cầm, còn nói như thế. Thấy thế là Viễn Chí La thủ trưởng có chút tức giận, phiền muộn mở miệng nói nhìn thấy tỉnh trưởng tiểu tử ngươi tựu đàng hoàng. Ta nói tiểu tử ngươi thế nào đối với ta sẽ không như vậy tôn kính, lại nói tiếp. Chính Quốc tiểu tử này còn so với ta ải đồng lứa, có được hay không? La Thúc. Nghe vậy Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng lúng túng cười cười, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng bừng tỉnh, không khỏi sờ sờ đầu, chê cười nói cái này không chúng ta không phải người của mình. Muốn như vậy tôn kính làm gì? La Thúc, Trần Phi đồng chí, nếu không chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng càng tức giận, Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng theo đi ra hòa giải, cười nói. Cũng là, La lão chúng ta đi thôi, ta đây phá địa phương ta nhìn liền không nhìn được nổi giận trong bụng, sớm đi, sớm mắt không gặp tâm không phiền. Nghe vậy Trần Phi ngay tức khắc tán đồng gật đầu, chợt cả đám ly khai phòng thẩm vấn, cưỡi hắc sắc đại hình quân dụng xe ly khai nơi này. Từ tỉnh quân khu đặc biệt an toàn tổng cục sau khi đi ra, Trần Phi liền cùng La Viễn Chí La thủ trưởng cùng với Triệu Chính Quốc tìm tỉnh trưởng làm cáo biệt, một thân một mình ly khai. Một là bởi vì gây ra lớn như vậy cái sọt, vô luận là La Viễn Chí La thủ trưởng hay hoặc là Triệu Chính Quốc Triệu tỉnh trưởng đều cần riêng phần mình hồi đi xử lý, chuẩn bị một chút. Lại tựu là mới vừa cùng tỉnh lớn như vậy quan mà nhận thức, Trần Phi bao nhiêu vẫn còn có chút không có thói quen, không được tự nhiên. Cái này kỳ thực tựu là một loại thực chất cảm, dù sao từ nhỏ đến lớn về tỉnh trưởng loại này chức vị, trong TV chân thực tuyên truyền nhiều lắm, dần ra. Tự sẽ cho người theo bản năng nhớ ở trong lòng, phân lượng cảm càng 10 phần một ít. Này,
là ta Trần Phi, Kiến Huy ngươi bây giờ ở đâu? Mà ở cùng La Thủ trưởng, Triệu Tỉnh trưởng phân biệt sau, Trần Phi phát hiện mình hình như cũng là ở không chỗ có thể, thẳng thắn lại bấm Đồng Kiến Huy điện thoại. Bay, Phi ca, ngươi không sao? Mà ở nhận được điện thoại, Đồng Kiến Huy phản ứng đầu tiên chính là chấn động, đệ nhị phản ứng tắc là hoàn toàn dại ra không dám tin tưởng. Cái này vãi mới bao lâu thời gian, Phi ca cư nhiên tự không sao. Từ trong đó cho thả ra rồi. Lời thừa, ta có thể có chuyện gì mà. Các ngươi hiện tại ở đâu, ta mới ra đến, không địa phương đi hình như. Nghe vậy Trần Phi tức giận mở miệng nói, sờ sờ mũi. Nga, Nga, ta bây giờ còn đang thượng ca Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ. Phi ca ngươi bây giờ ở đâu? Ta tới đón ngươi. Nghe vậy Đồng Kiến Huy sửng sốt nửa ngày, vội vã không chút do dự, hỏa cấp hỏa liệu mở miệng nói. Trần huynh đệ không có chuyện gì, nhưng vào lúc này Chu Thượng từ một bên đi tới, mâu quang lóe lên nói. Lấy hắn đúng Trần Phi thực lực hiểu rõ, ngược lại cũng đương nhiên minh bạch đối phương ngày hôm nay không có khả năng có việc mà. Chỉ là, hắn lại không nghĩ rằng vào tỉnh quân khu an toàn tổng cục cái loại địa phương đó, đối phương đều có thể đủ thật sao nhanh được thả ra. Xem ra, đối phương có con bài chưa lật rất kinh người a. Ừ, Phi ca không sao. Bây giờ chuẩn bị đi qua đón hắn. Đồng Kiến Huy nghe vậy nói như thế, lại nghe được microphone nội truyền đến Trần Phi cắt đứt thanh âm, nói quên đi, không cần phiền toái như vậy. Ta biết địa phương, bản thân đón xe đến được rồi, người ở đây cửa chờ ta. Ngạch, Nga, tốt lắm, ta hiện tại ngay tức khắc xuống phía dưới chờ ngươi. Nghe vậy Đồng Kiến Huy hơi sững sờ, sau đó còn là ngay tức khắc mở miệng đáp. Như vậy lớn như vậy ước chưa tới nửa giờ sau. Trần Phi vẻ mặt buồn bực xuất hiện ở từ lâu chờ ở Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ trước đại môn Đồng Kiến Huy trước mặt. Hơn nữa Chu Thượng Thượng ca cũng ở đó. Trần huynh, thế nào? Không có sao chứ? Vừa thấy được Trần Phi xuất hiện, Chu Thượng Thượng ca ngay tức khắc mở miệng nói. Chuyện này đến không có, chỉ là mạc danh kỳ diệu bị nắm tiến cái loại này, tâm tình có chút khó chịu mà thôi. Thượng ca, các ngươi cái này câu lạc bộ có cái gì? Không hảo ngoạn đích. Ta thật là nhớ phát tiết một chút, nghe vậy Trần Phi đầu tiên là lắc đầu, sau đó đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Đúng vậy, cho dù ai mạc danh kỳ diệu gặp gỡ loại sự tình này mà, khẳng định tâm tình không có khả năng tốt được, rất không thoải mái. Vì vậy hắn hiện vào thời khắc này thầm nghĩ phát tiết một chút, biểu đạt trong lòng oán khí. Phát tiết một chút, nếu không, nhượng thượng ca cho Phi ca ngươi an bài hai cái tiểu minh tinh hoặc là người mẫu. Nghe vậy Đồng Kiến Huy hơi ngẩn người, theo không khỏi trần chờ nhỏ giọng nói. Tiểu minh tinh, người mẫu. Nghe vậy Trần Phi nhìn không được khóe miệng giật một cái, tức giận nói người đây đều là chút gì ôi thiêu chủ ý. Ta không tốt cái này một ngụm, ta xem TV trên không đều có chút gì cận chiến lôi đài thi đấu sao. Cùng châu thì có hay không, có thể hay không ta đem ta an bài đi vào đánh hai chàng vui đùa một chút. Cận chiến lôi đài thi đấu. Nghe vậy Đồng Kiến Huy nao nao, nhưng lại không khỏi trần chờ nói thế nhưng đồ chơi kia đại thể đều là động tác võ thuật đẹp, mặc dù là trong đó có chút lợi hại, có đúng không Phi ca ngươi tới nói, chỉ sợ cũng là nhược tiểu chính là cùng trẻ con vậy, có đánh nhau hay không không kính nhỉ a. Kiến Huy nói không sai. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca cũng không nhìn được gật đầu nói trừ Phi là toàn quốc tính chất cao cấp nhất dưới đất cận chiến lôi đài thi đấu, bằng không đối với chúng ta người như thế mà nói. Quả thực hãy cùng quá ra ra vậy, không hề lực hấp dẫn, cũng trên cơ bản không có khả năng đưa đến phát tiết tác dụng. Là như thế này. Nghe thế Trần Phi không khỏi phạm vào khó khăn, hắn bây giờ là thật tâm tình rất không thoải mái, muốn tìm một chỗ phát tiết một chút, thế nhưng... Mà ở nhìn thấy Trần Phi loại vẻ mặt này, Chu Thượng Thượng ca do dự một chút, chậm rãi nói nếu Trần huynh đệ ngươi chân thực muốn đánh, ghê gớm ta sẽ thấy liều mình bồi anh hùng một lần. Chơi với ngươi chơi. Nói những lời này trước, hắn kỳ thực trong lòng rất do dự, bởi vì Trần Phi thực lực chân thực vượt qua hắn nhiều lắm, vì vậy chơi nữa chơi, kỳ thực tại bị đánh một trận mà thôi. Ngạch, hay là thôi đi, tay ngươi hai ngày này tốt nhất đều đừng, nữa động, bằng không rất có thể sẽ lưu lại di chứng, không có lời. Nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc sửng sốt, chợt ngượng ngùng lắc đầu nói. Nói đùa, đối phương lời này nói rõ chính là nhường hắn lại đánh một trận, phát tiết một chút. Hắn coi như là ra mặt dày nữa, cũng không làm được loại sự tình này a. Dù sao bọn họ nhưng là hôm nay vừa mới nhận thức. Thế nhưng,
Nhưng ngay khi Chu Thượng Thượng ca nghe được thần phục cự tuyệt, còn muốn nói cái gì nữa là lúc, một gã cả người khí chất cực kỳ sảng giọng hắc y nhân, chợt xuất hiện, đồng thời đi tới, tiến đến Chu Thượng Thượng ca bên tai nhỏ giọng nói Thượng ca, Okoni bọn họ đuổi tới. Cái gì, Okoni? Nghe vậy dù là Chu Thượng Thượng ca cũng không nhìn được hơi biến sắc, dùng một loại ngưng túc giọng mở miệng hỏi hắn không phải là ở New York Manhattan sao? Làm sao sẽ truy đến nơi này? Thượng ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe vậy thấy thế Trần Phi nhìn không được hiếu kỳ nói. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, hình như phiền phức tới. Ta trước từ New York Manhattan cướp về nhất kiện đồ vật, đối phương chắc là không cam lòng đi. Cư nhiên từ Mỹ quốc truy đến nơi này, thật là có đủ tính tình lớn, hanh. Chu Thượng Thượng ca một bên giải thích, một bên nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Phải biết rằng đây là Hoa Hạ, không phải là Mỹ quốc. Lại dám đuổi tới trên địa bàn của hắn đến, lá gan ghê gớm thật a. Người Mỹ, có ý tứ, chúng ta đi qua nhìn một cái đi. Nghe vậy Trần Phi nhất thời tới hăng hái, vẻ mặt hăng hái bừng bừng nói. Có thể cả người khí chất sẵn giọng hắc y nhân nghe vậy lại thần sắc dừng một chút, sau đó hơi nhỏ giọng nói Thượng ca, thế nhưng Houston gia tộc đầu kia quái vật, hình như cũng theo Okoni tới. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca cư nhiên nhìn không được con ngươi chợt co rút lại một chút, khuôn mặt thần sắc chợt trở nên ngưng túc lên, tự lẩm bẩm đầu kia quái vật cũng tới. Muốn thật là như vậy nói, chuyện này có thể tự có chút phiền phức. Đầu kia quái vật, vật gì vậy? Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại nhìn không được dò hỏi. Là người Mỹ ứng dụng công nghệ cao chế tạo ra người nhân bản, vũ khí chiến tranh. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca giải thích nói Houston gia tộc, chính là Mỹ quốc thập đại gia tộc cao cấp một trong, có người nói chính mình không chỉ một vị S cấp dị năng cường giả tỏa chấn. Cũng mà còn có thực lực chế tạo ra vũ khí chiến tranh người nhân bản. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói loại này vũ khí chiến tranh người nhân bản thực lực phân cấp phương thức cùng dị năng giả tương đồng, đều là từ thấp đến cao D, C, B, A, S. Mà đầu kia quái vật. Chính là Houston gia tộc có chừng mấy cái A cộng cấp người nhân bản một trong, thực lực cùng ta không sai biệt lắm, thậm chí còn có khả năng so với ta hơi chút cường một ít. Người nhân bản, vũ khí chiến tranh. Nghe vậy Trần Phi khuôn mặt thần sắc thoáng cái hưng phấn, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười nói thực sự là buồn ngủ tới thì có người đưa gối đầu. Đây là lão thiên gia biết ta ngày hôm nay tâm tình không tốt, vì vậy chuyên môn cho ta đưa cái thịt bia ngắm đến có tiết tấu. Có thể. Có chút ý tứ. Ngạch, Trần huynh ngươi chuẩn bị cùng đầu kia quái vật động thủ. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca sửng sốt, sau đó cái này mới đột nhiên nhớ tới hình như giờ khắc này ở trước mắt hắn Trần Phi, mới là một chân chính quái vật. Đây chính là hơn 20 tuổi cổ vũ giả tiên thiên A. Cái gọi là A cộng cấp bậc vũ khí chiến tranh người nhân bản, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể nhằm nhò gì. Không đáng giá nhắc tới. Nếu không ni, nếu không tự ngươi bây giờ cái này trạng thái. Còn có thể cùng đối phương cái loại này tên động thủ. Nghe vậy Trần Phi thường liếc mắt Chu Thượng Thượng ca nói. Có đúng hay không cái này có trò hay để nhìn. Theo ta nói biết, một khi Phi ca xuất thủ, hình như một lần đều không thất thủ quá a. Cái gì Okoni lại dám lớn lối như vậy, đuổi tới chúng ta người Hoa trên địa bàn đến, không cho bọn hắn chút dạy dỗ, để cho bọn họ phồng phồng trí nhớ, sao được. Nghe vậy Đồng Kiến Huy nhất thời cũng e sợ cho thiên hạ không loạn. Dù thế nào đây chính là Hoa Hạ, hơn nữa còn có Phi ca tại đây chống, sợ cái gì? Sợ rằng đối phương những tên kia, này người Mỹ mới hẳn là sợ, cái này còn không sai biệt lắm. Vậy được rồi, Lý Uyển, đi đem Okoni bọn họ trực tiếp mang đến, đều lâu như vậy không gặp, lại nói tiếp, ta vẫn còn có chút tưởng niệm a. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca đôi mắt xẹt qua một tia hàn mang, lau một cái lạnh lùng vẻ nổi lên khuôn mặt, chậm rãi nói. Vâng. Nghe vậy bị trở thành Lý Uyển cả người khí chất sẵn giọng hắc y nhân tuy rằng nghĩ có chút sai lầm, cực kỳ kinh ngạc nhìn Trần Phi liếc mắt, nhưng cũng vẫn là không có lời thừa, không có kháng mệnh. Chợt chỉ thấy hắn hơi khom người, lui ra phía sau ly khai. Đi thôi, câu lạc bộ nội bộ thì có cận chiến buổi diễn, chúng ta trực tiếp đi chỗ đó chờ đi. Thấy tình cảnh này Chu Thượng Thượng ca cũng là vung tay lên, lôi kéo Đồng Kiến Huy cùng với Trần Phi lần nữa tiến vào Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ. Một lần nữa về tới trước hắn và Trần Phi hai người so tài sân huấn luyện nội. Như vậy ước một hai tiếng đồng hồ sau,
tên kia tên là Lý Uyển, cả người khí chất băng lãnh, hắc y nhân mang theo mấy vị tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc trở về. Nga, thân ái Hoa Hạ Chu, Chu Thượng, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Chỉ thấy trong đó một vị thân mặc Âu phục tóc vàng bạch nhân ở vào thủ lĩnh vị trí, đi bước một chậm rãi bước vào sân huấn luyện nội, một đôi mắt xanh đạm mạc, phảng phất tràn đầy lành lạnh cùng dữ tợn vậy, nhìn Chu Thượng một chữ một cái điềm nhiên nói. Cả người sát khí không chút nào che lấp hiển lộ. Nếu không phải là bởi vì Chu Thượng, Chu Thượng từ trong tay hắn đoạt đi rồi phân vô cùng trọng yếu nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hắn đường đường Oconee Houston, lại làm sao có thể như vậy trèo non lội suối, không xa vạn lý đến đây cái này xa lạ quốc gia báo thù. Bởi vì mặt trên hôm nay đã cho hắn hạ tử mệnh lệnh. Hoặc là ở Chu Thượng đem phân nghiên cứu khoa học kỹ thuật giao cho Hoa Hạ phía chính phủ trước, đem cướp về. Hoặc là chính là dẫn theo cái kia chết tiệt người Hoa đầu trở lại. Trừ lần đó ra, lại không cái khác bất luận cái gì con đường thứ ba có thể đi. Ta có thể không có hứng thú cùng ngươi phản cái gì giao tình. Oconee, ngươi cho là đây là Mỹ quốc sao? Còn là nói ngươi cho là đem tên kia mang đến, là có thể đắc ý vênh váo, không chút kiêng kỵ. Nghe vậy, Chu Thượng Thượng ca khuôn mặt thần sắc nhất thời lãnh xuống tới, theo sát mà híp mắt thản nhiên nói. Theo chỉ thấy hắn nghiêng đầu đi, hơi kiêng kỵ nhìn phía tóc vàng mắt xanh Oconee sau lưng hắc bào nhân. Người sau liền đầu đều bị hắc bào mũ đắp lên, chỉ có một đôi xanh mượt ánh mắt lộ ra, lạnh lẽo, làm người ta cực sợ. T. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo giống như độc hạt vậy than nhẹ thanh âm đang lúc mọi người bên tai bỗng nhiên nhớ tới, nhất thời tất cả mọi người cảm giác được một loại không rõ hàn ý kéo tới. Xông lên đầu, tất cả nhìn không được dùng một loại sợ hãi ánh mắt nhìn hắc y nhân kia. Nguyên bản kiếm bạt nỗ trương khói thuốc súng bầu không khí, trong nháy mắt này bỗng nhiên tĩnh lại, trở nên càng đọng lại. Càng làm cho người trong con ngươi lấp lánh kinh khủng. Đồ chơi này đến cùng là vật gì? Dù là trước còn hăng hái bừng bừng Trần Phi, lúc này cũng không nhịn được hơi có chút nhíu. Bởi vì giờ khắc này ở trước mắt hắn cách đó không xa cả người bị hắc bào che đậy hắc y nhân. Cư nhiên cho hắn một loại không phải người cảm giác. Có chút sờn tóc gáy. Hanh. Đã có thể sau đó một khắc, tóc vàng kia Bích Oconee hừ lạnh một tiếng, chợt khóe miệng kéo ra lau một cái chẳng đáng cùng uy hát yêu ta độ cung nói Chu Thượng, ta biết tay ngươi chân lợi hại. Có thể tay ngươi chân lợi hại hơn nữa, có thể hơn được nhiều mẫu sao. Ngươi nên biết hắn là chúng ta Houston gia tộc kiêu ngạo. Hiện tại, đem đồ vật gọi ra đi, đây là ngươi có thể sống mệnh duy nhất cơ hội. Khẩu khí thật là lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có thể lời của hắn đều còn chưa nói hết, lại bị một đạo nghe trẻ tuổi thanh âm cười lạnh cắt đứt. Chỉ thấy Trần Phi vẻ mặt đạm mạc nói ta nói, ngươi có đúng hay không ở Mỹ quốc kiêu ngạo đã quen, vì vậy thật cho rằng cái này không người không quỷ gì đó, có thể chúng ta Hoa Hạ, coi là vật gì vậy. T. Oanh, oanh, oanh. Thế mà Trần Phi cái này vừa dứt lời. Oconee đều còn chưa kịp nói tiếp, kỳ sau lưng hắc bào nhân lại bỗng nhiên phát sinh một đạo tiếng gào chát chúa. Theo sát mà, đạo thân ảnh kia về phía trước giẫm trận tại chỗ, quanh thân áo bào chập chờn cư nhiên vỡ vụn, một khí thế đáng sợ áp bách bao phủ ra, giống như kinh đào hãi lãng vậy, lại thích tự độc hạt vậy âm lãnh, khiến mọi người tại đây nhất thời biến sắc. Ngươi, muốn chết phải không? Đạo kia thanh âm cư nhiên có thể nói, mặc lục con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Một chữ một cái, điềm nhiên nói. Thấy thế mọi người tại đây vô luận là Chu Thượng Thượng ca hay là cả người khí chất băng lãnh hắc y nhân Lý Uyển, nhất là Đồng Kiến Huy cũng không nhịn được cả người biến sắc lên, vẻ mặt ngưng trọng. Quái vật này, thực lực là thực sự rất khủng bố a. Chỉ có Chu Thượng Thượng ca một lát sau, liền lập tức bừng tỉnh, nhịn không được ánh mắt lặng yên hướng về Trần Phi trên người quét tới, ánh mắt phức tạp. Hắn kỳ thực cũng không biết Trần Phi thực lực chân chính. Suy nghĩ trong lòng cũng chỉ là đoán, nhưng trải qua trước lần luận bàn giao thủ, nghĩ đến cũng có thể xác định xuống tới, đối phương Trần Phi thực lực, tối thiểu cũng là cái cảnh giới kia biên giới. Vì vậy dùng đến đối phương đầu kia quái vật, hẳn là dư giả đi. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết cổ vũ giả tiên thiên, không có thể như vậy nói chơi. Ta nghĩ chết. Đã có thể lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó. Một làm cho người kinh hãi thịt nhảy đáng sợ khí thế mang tất cả, giống như vua bách thú mãnh hổ xuống núi vậy, nhất thời làm ở đây tất cả mọi người mơ quang kinh hãi lên, nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy giật mình.
Ngươi, làm sao có thể? Dù là kiệt ngạo kiêu ngạo Okoni lúc này nhìn phía Trần Phi ánh mắt, cũng thay đổi, trở nên tràn đầy quỷ dị cùng không dám tin tưởng. Nga, Thượng Đế, ta hắn mà giờ này khắc này nhìn thấy gì? Chính là một cái hơn 20 tuổi người Hoa, làm sao có thể khí thế cường đại như vậy, cư nhiên có thể cùng nhiều mẫu chạy song song với. Ta giác được các ngươi hẳn là làm rõ ràng một việc. Nơi này là Hoa Hạ, có thể không phải là các ngươi Mỹ Quốc, vì vậy các ngươi nếu muốn tại đây đùa giỡn uy phong, tựa hồ lầm địa phương. Tự sau đó một khắc Trần Phi nhàn nhạt cùng khởi, tràn đầy lạnh lùng độ cung nói. Hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người bỗng nhiên bắn ra một đạo sắc bén hàn mang, tựa hồ có lạnh lùng hàn ý xẹt qua. Hắn nhìn chằm chằm đối phương con người xanh mượt người nhân bản, quả đấm cầm, chợt trên mặt lộ ra lau một cái khiêu khích vẻ, nói còn ngươi nữa, nếu không phục tức giận, đi thử một chút. Từ trong cơ thể hắn dần dần chảy ra lau một cái tuôn ra khí thế, như ba đào vậy cuộn trào mãnh liệt, cũng như kinh đào hãi lãng vậy làm người ta chấn động, bàng bạc trình độ. Bất ngờ đạt tới nửa bước tiên thiên đỉnh, hầu như cùng đối phương ngang hàng. Mà ở thấy tình cảnh này, theo Okoni sau lưng người ngoại quốc, thậm chí cầm Okoni bản thân, giờ này khắc này cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, đầu đầy mồ hôi, da đầu tê dại. Bởi vì bọn họ chân thực không cách nào tưởng tượng, ngoại trừ Chu Thượng ở ngoài, tại đây Hoa Hạ, cư nhiên còn có người có thể thực lực đi đến loại trình độ này, cư nhiên có thể cùng nhiều mẫu khí thế sánh vai. Phải biết rằng, loại trình độ này cao thủ không có thể như vậy cái gì rau cải trắng. Mặc dù là tại bọn hắn Houston bên trong gia tộc, suy nghĩ nhiều mẫu loại này A cộng cấp bậc khủng bố vũ khí chiến tranh người nhân bản, cũng tuyệt không vượt lên trước 5 cái, nhưng bây giờ. Thế mà con người xanh mượt người nhân bản nhiều mẫu lại giống như không nghe thấy. Hắn chỉ là một trương tái nhợt mặt cương thi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thật giống như độc hạt ở nhìn mình chằm chằm con mồi vậy. Mâu quang thực sự rất lạnh, làm người ta cực sợ. Khàn giọng nói ngươi, nhục mạ ta, ngươi, đáng chết. Nghe vậy Trần Phi hơi biến sắc, không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ nói như vậy, chợt trong con ngươi hơi lướt qua một tia xin lỗi vẻ. Nếu không phải là bởi vì hắn ngày hôm nay tâm tình không tốt, nói không chừng, hắn cũng sẽ không nói như vậy. Nhưng theo hắn nhưng vẫn là đem loại này xin lỗi tâm lý ném sau ót. Nhìn đúng mới thản nhiên nói lẽ nào các ngươi chạy tới chúng ta Hoa Hạ Dương Oai, ta thì không nên nói một chút vài câu. Dương Oai, không, ta sẽ giết ngươi. Rất hiển nhiên đối phương tiếng Trung bản lĩnh cũng không tốt, vẻn vẹn chỉ là nghe hiểu Dương Oai hai chữ, chợt vẻ mặt âm trầm nói. T. Ngay hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một giống như độc hạt vậy cắn người khác âm lãnh khí tức tản ra, đồng thời ở rất ngắn trong thời gian rất ngắn. Cư nhiên lan tràn đến rồi ở đây mỗi một cái khe hở, mỗi khắp ngõ ngách, mọi người cả người run run, trong không khí mơ hồ nhiều hơn làm người sợ hãi khí tức. Lạnh quá, Đồng Kiến Huy vô ý thức ôm sát y phục, trên mặt hiện ra run. Mà Lý Uyển thậm chí Chu Thượng Thượng ca lúc này sắc mặt đều hiện lên ra lau một cái ngưng trọng, hơn nữa còn là cái loại này sâu đậm ngưng trọng, bởi vì loại khí thế này chân thực quá kinh người, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Mà Okoni thấy thế rốt cục sắc mặt dễ nhìn mấy phần, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trần Phi, đột nhiên nhếch miệng cười lạnh nói nhiều mỗ, thủ tiêu hắn. Vâng, nguyện cho ngươi cống hiến sức lực. Nghe vậy con ngươi xanh mượt người nhân bản nhiều mỗ khàn giọng mở miệng, đi bước dài chậm rãi về phía trước, theo sát mà ngón tay xẹt qua bên hông, tiếp theo xiếp, hàn quang nở rộ, lại có một thanh màu bạc trắng đoản đao từ bên trong thân thể của hắn tuốt ra khỏi vỏ, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Phảng phất trong nháy mắt, giống như nếu nhanh như tia chớp vào tới Trần Phi trước mặt, một đao chém xuống. Thương. Nhưng mà kế tiếp nhưng chỉ là thương một tiếng, một tay bình thản đem một đao kia nhận xuống tới. Không sai. Vẻn vẹn chỉ là tay không nhận dao sắc, thế mà lại khiến ở đây mọi người con ngươi rụt một cái. T. Phi ca hắn, chảy máu. Chỉ thấy Đồng Kiến Huy có chút bất khả tư nghị nhìn một màn này, nhìn đối phương tiếp được đối phương một đao kia ngón tay. Tiên huyết chậm rãi chảy xuôi xuống, hiện lên lục sắc, nhìn thấy mà giật mình. Phải biết rằng ở trong lòng hắn, Trần Phi Phi ca hôm nay nghiễm nhiên đã là vô địch vậy tồn tại, lại cư nhiên sơ vừa thấy mặt tựu lại chảy máu, điều này làm cho hắn chân thực không nghĩ tới, có chút ngây người. Mà ở chàng mọi người trừ hắn ra, sợ rằng ở không ai sẽ giống như nữa hắn nghĩ như vậy, vẻn vẹn chỉ là quan tâm Trần Phi ngón tay chảy máu, nhưng không có chú ý. Hắn lại là tay không tiếp đối phương một đao này.
phải biết rằng Đồng Kiến Huy không biết người nhân bản điểm mấu chốt, cái khác vô luận là Oconi hay là Lý Uyển, hay là Chu Thượng, đều nhất thanh nhị sở. Phải biết rằng nhiều mẫu thế nhưng đủ để sánh ngang nửa bước tiên thiên đỉnh cường giả A cộng cấp bậc người nhân bản, chớ nói chi là Đoản Đao nhìn như không chớp mắt, lại là bọn hắn Houston gia tộc công nghệ cao, sắc bén dọa người, coi như là xe tăng thiết giáp đều có thể xuyên thủng, nhưng bây giờ... Có ý tứ, đao này trên có độc. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, mọi người lại một lần nữa nhìn không được biến sắc. Cái gì, có độc? Thế mà con người xanh mượt người nhân bản nhiều mẫu lại không trả lời hắn bất luận cái gì nói, chỉ là trên da thịt hiện lên một tầng mặc lục, nắm thật chặt trong tay Đoản Đao, cư nhiên lại một lần nữa hướng Trần Phi kéo tới, kình phong làm cho, cuồng phong sóng trùng điệp. Ngươi có phải là thật hay không cho rằng không nói lời nào, ta cũng sẽ không động thủ. Thấy thế Trần Phi không khỏi trong lòng ngoan lệ hiện lên bắt đầu, lè lưỡi Liota môi một cái, đột nhiên động, dưới chân một đạp, thân thể tựa như mũi tên vậy mang theo cuồng phong đi phía trước phương phóng đi. Kỳ quả đấm dần dần hiện ra lau một cái xích hồng sắc diễm quang. Rất hiển nhiên, Trần Phi mặc dù là đã nghiền phát tiết một chút, cũng không có bộc lộ ra mình thực lực chân chính, thế nhưng... Trong tay đối phương có vũ khí, hắn vẫn còn có chút bất lợi, vì vậy cảm thấy lấy kiếm khí đến đối kháng. Dù thế nào diễm quang loại vật này cũng không phải hắn một nhà có một, nếu là có người hỏi, tùy tiện mượn cớ đều có thể ứng phó đi qua. Dù sao hắn thế nhưng cổ vũ giả tiên thiên. Oanh, oanh, oanh. Mà tự sau đó một khắc, Trần Phi mang theo diễm quang quả đấm cùng đối phương màu ngân bạch Đoản Đao mãnh liệt đánh. Sau đó song phương hai người hầu như đồng thời triển khai làm người ta ánh mắt hỗn loạn đụng nhau, cũng tràn ra làm cho cuộn sóng, khiến không khí phát sinh chói tai bén nhọn thanh âm. Ăn ta một quyền thử xem. Sau đó chợt nghe đến Trần Phi hét lớn một tiếng, giơ quả đấm lên liền hướng phía đối phương ngực ném tới, kiếm quang mọc lên. T. Đây là người nhân bản nhiều mẫu bản năng cảm giác được thật lớn nguy cơ, cư nhiên tại đây chỉ mảnh treo chuông thân thể run rẩy, dường như xà vậy nhuyễn động. Ngạnh sinh sinh tránh thoát Trần Phi một quyền này, sau đó ngay mặt cứng ngắc khuôn mặt cư nhiên hiện ra lau một cái giữ tợn màu sắc trang nhã, cổ tay lắc một cái, trong tay đao phong liền hướng về Trần Phi ngực đâm tới. Thế mà Trần Phi phản ứng lại nhanh hơn hắn, cư nhiên cũng là thoáng cái tránh thoát một đao này, sau đó tay no trên mặt đất, một cái 180 độ đinh ốc đại xoay tròn, một cước căn căn cầm ở đối phương trên vai, răng rắc một tiếng, nghe thanh âm, cư nhiên trực tiếp đem đối phương vai chật khớp. Tốt, thật mạnh, mà ở nhìn thấy song phương loại trình độ này khủng bố đối chiến, dù là hắc y nhân Lý Uyển chờ cũng không nhịn được thần sắc ngốc trệ, không nghĩ tới song phương cư nhiên sẽ mạnh như vậy. Chỉ có Chu Thượng Thượng ca nhìn như vẻ mặt bình tĩnh dáng dấp, có thể hắn giấu ở sau lưng hai tay, nhưng ở hơi run. Bởi vì lấy thực lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra, tựa hồ không chỉ là Trần Phi, ngay cả người nhân bản nhiều mỗ, cũng là thật so với hắn cường. Vững vàng thực lực đè nặng hắn một đầu, điều này làm cho hắn có chút không cam lòng. T. Đem người nhân bản nhiều mỗ một cái cánh tay lộng chật khớp sau, Trần Phi nguyên tưởng rằng cái này coi như là tạm thời phế bỏ đối phương một cái cánh tay, có thể nào biết, người nhân bản nhiều mỗ cư nhiên khàn giọng khẽ nói một tiếng sau, các khớp ở cánh tay, cơ thể quỷ dị nhuyễn động, một trận bùm bùm, sau đó chật khớp cánh tay trực tiếp khôi phục nguyên dạng. Thấy tình cảnh này dù là Trần Phi cũng hơi giật mình. Sau đó con người đen nhánh hiện lên một tia hàn mang. Có chút ý tứ, chỉ thấy kỳ thần sắc ngoan lệ Liota môi một cái, bàn tay nắm chặt, năm ngón tay khúc trương, một đạo kiếm hình hỏa diễm cứ như vậy lặng yên không hơi thở di động hiện tại lòng bàn tay của hắn, dâng trào vô cùng nhiệt năng khiến ở đây mọi người giật nảy mình, da đầu tê dại, thần sắc dại ra tới cực điểm. Cái này chính là cái đó. Lẽ nào hắn ngoại trừ là một vị hoa hạ cổ vũ giả ở ngoài, hay là chúng ta phương Tây hắc ám thế giới hỏa hệ dị năng giả? Tóc vàng kia mắt xanh người Mỹ Oconi vẻ mặt chấn động nói. Tay không nắm giữ cao như vậy nhiệt độ hỏa diễm, khi hắn trong ấn tượng, trừ bọn họ ra phương Tây hắc ám thế giới hỏa hệ dị năng giả, cái khác coi như là cao cấp người nhân bản, đều làm không được. Thế nhưng tiểu tử kia cái này mới bay lớn, kinh khủng như vậy hỏa diễm nhiệt năng, ít nói, sợ rằng chí ít cũng phải A cộng cấp bậc hỏa hệ dị năng giả. Mới có khả năng làm được đi. Vì vậy bằng thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi người Hoa, làm sao có thể làm được. Thượng ca, cái này, đây là dị năng. Lẽ nào Phi ca còn là một vị dị năng giả? Đồng Kiến Huy lúc này cũng không nhịn được giật mình nói,
vẻ mặt rung động vẻ. Phải biết rằng cổ vũ giả thân kiêm dị năng giả, đây cũng không phải là nói chơi, trong lịch sử, hầu như không vài người có thể làm được, chớ nói chi là Trần Phi Phi ca còn trẻ tuổi như vậy, cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Không, không phải là hỏa hệ dị năng, hình như là nào đó từ xưa nội công tâm pháp. Thế mà Chu Thượng Thượng ca lại lắc đầu, chậm rãi nói. Ngươi, đáng chết. T. Ngay tại lúc tất cả mọi người rơi vào cây Ethiota sợ là lúc, người nhân bản nhiều mẫu lục sâu kín con người bỗng nhiên co rụt lại, khàn giọng, bén nhọn gầm hét lên, thật giống như cắn người khác độc xà vậy, một lạnh lẽo khí tức nhất thời bao phủ đi ra, khiến không khí trở nên hàn lên. Theo chỉ thấy người nhân bản nhiều mẫu thân thể một trận nhúc nhích, cư nhiên từ bàn tay kia tâm biến thành nòng súng vậy đồ vật, đen như mực, thoạt nhìn băng lãnh, lành lạnh, đường kính cực đại, bốn phía ngọn đèn nhỏ phao vậy vật thể trong khoảnh khắc thần tốc bị điểm sáng lên, một làm người ta rung động ba động từ đen nhánh nòng súng nội tuôn ra. Nhất thời Trần Phi đôi mắt hơi híp, bởi vì, hắn cư nhiên từ đen nhánh nòng súng nội cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Trần Huynh cẩn thận, đó là laser vũ khí. Không chỉ là hắn, nhìn thấy một màn này Chu Thượng Thượng ca đột nhiên biến sắc, thậm chí cơ thể trên đều run rẩy nổi lên hàn ý, một nguy hiểm ba động xông lên đầu, hét lớn. Hiển nhiên đồ chơi kia hắn đã không phải là lần đầu tiên thấy, thậm chí dĩ vãng còn ăn xong vật kia thiệt thòi. Là laser vũ khí. Ong ong ong. Nhất thời tại nơi người nhân bản nhiều mỗ lòng bàn tay tối như mực nòng súng trong, phảng phất có đáng sợ ba động đang nổi lên, bỗng nhiên ngưng tụ. Sau đó nổ bắn ra ra một đạo laser trùm tia sáng, mang theo làm người ta run rẩy khí thế, trực tiếp hướng về phía thành bay mang tất cả đi, bộc phát ra bùm bùm sấm sét ba động. Cái này lại là trong truyền thuyết laser vũ khí. Oanh! Không thể không nói đồ chơi này thật thật tại tại quá kinh người, đáng sợ kia ba động chưa chạm đến thực vật, lại cư nhiên loáng thoáng tản mát ra sóng xung kích, một vòng, lấy làm người ta kinh hãi tốc độ tản ra. Càng khiến tóc vàng mắt xanh người Mỹ Oconi, Chu Thượng, Đồng Kiến Huy đám người sắc mặt chợt biến. Mau lui lại, cho lão tử cút ngay. Người Mỹ Oconi nhìn thấy một màn này cư nhiên không chút do dự điên cuồng rút lui, như là biết sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng vậy, thần sắc rung động. Mà đang ở hắn lui về phía sau đi tiếp vài giây sau, hư vô sóng xung kích cuốn tới, khiến mặt đất xuất hiện vết rạn, thậm chí có phong bạo hình thành long quyển. Đáng chết! Thấy tình cảnh này dù là Chu Thượng Thượng ca cũng không nhìn được hơi biến sắc, bước về phía trước một bước, chắn Đồng Kiến Huy phía trước, kỳ toàn thân ngay sau đó nhộn nhạo ra hơi yếu thanh mang, hình thành vòng bảo hộ vậy đồ vật, ngược lại cũng chưa thụ nhiều ảnh hưởng. Ha ha! Mà nhưng vào lúc này mọi người bên tai hình như đều mơ hồ truyền đến một tiếng cười nhạt, sau đó chỉ thấy trong tầm nhìn Trần Phi chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia đen kịt con ngươi nội phản chiếu theo laser nổ bắn ra tới hình ảnh, như sơn hô hải khiếu vậy. Khí thế kinh người. Có thể hắn giờ này khắc này sắc mặt, lại không có mọi người trong tưởng tượng như vậy ngưng trọng, trái lại, vẻ mặt bình tĩnh. Không hổ là Mỹ quốc lão công nghệ cao kết tinh, không thể không nói, cái này người nhân bản quả thực đem hắn lại càng hoảng sợ. Trần Phi như vậy ở trong lòng nghĩ. Bất quá, chỉ bằng loại trình độ này, đã nghĩ nhường hắn Trần Phi cúi đầu, rất hiển nhiên, cũng không phải như vậy hiện thực đi. Oanh! Nghĩ đến đây. Từ bên trong thân thể của hắn nhất thời nhanh chóng tuôn ra ra ngập trời khí thế, theo sát mà hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt đôi mắt, bắn ra lau một cái đao phong vậy khí thế, theo sát mà lại có từng đạo hỏa diễm sợi tơ từ hắn lòng bàn tay xì ra, theo trong tay hỏa diễm kiếm ảnh điên cuồng quấn. Một chốc, một thanh hỏa diễm kiếm ở trong tay hắn ngưng tụ thành. Cho ta chém. Theo chợt nghe đến một tiếng giống, Trần Phi trong tay hỏa diễm kiếm thẳng tắp hướng về phía trước chém ra. Thật giống như muốn đem phía trước khu vực chém bạo vậy, bổ về phía laser. Nhất thời tất cả mọi người nghe được liên tiếp đinh tai nhức óc nổ vang, phảng phất là có lệnh người đầu đầy mồ hôi nhiệt năng bạo hướng ra, bao vây lấy hỏa diễm kiếm ăn mòn đạo kia laser, dung chuyển không khí, thật giống như chẳng phân biệt được trên dưới vậy, có thể tiếp một kiếm này lại trực tiếp đem laser từ đó gian chặt đứt. Và lại dư lực không nghỉ, tiếp tục hướng phía trước chém tới. Chém về phía người nhân bản nhiều mẫu cánh tay. Phốc suy. Chỉ nghe được một tiếng trầm muộn tiếng vang, cùng với đạo thân ảnh kia bay rớt ra ngoài tư thái, cuối cùng chật vật hung hăng đụng vào sân huấn luyện sự giãn ra trên vách tường, phát sinh trầm muộn nổ vang, một trận lay động. Ven đường mặt đất tràn đầy tiên huyết, lại là mặc lục sắc, lục yếu ớt. Cái gì?
Điều đó không có khả năng, nhiều mẫu cường đại như vậy người nhân bản chiến sĩ, cư nhiên bị đánh bại. Thấy thế Okoni khó có thể tin, trong mắt tràn đầy sai lầm. Phải biết rằng nhiều mẫu có thể là bọn hắn Houston gia tộc vũ lực giá trị chí ít có thể đứng vào trước ba sinh vật người chiến sĩ, lại cư nhiên ở loại địa phương này, bị chính là một người hoa đánh bại, quả thực quá bất khả tư nghị. Chớ nói chi là hắn còn đã từng nhìn thấy gì. Tiểu tử kia hắn cư nhiên có thể chính diện đối kháng laser vũ khí, cái này ý vị như thế nào? Hắn Okoni quả thực không dám đã qua phương diện kia suy nghĩ. Ngươi, mà người nhân bản nhiều mẫu lúc này chật vật ngã vào tường góc, một ngụm mặc lục sắc tiên huyết cuồng phún ra, mặt cương thi, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng với sai lầm vẻ. Bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng đối phương cư nhiên có thể chính diện ngạnh hám hắn laser vũ khí, đây quả thực. Đến lúc này, hắn rốt cục mơ hồ có một ít hiểu, Trần Phi trước quả thực chính là đùa hắn đùa, bởi vì. Này loại người, cư nhiên đều có thể chính diện chống lại laser, hơn phân nửa chí ít cũng là S cấp bậc tồn tại. Mà nhân vật như vậy nếu muốn giết lời của hắn, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì đường sống. Bởi vì thực lực trình tự, thực sự chênh lệch quá cách xa. Không hổ là cổ vũ giả tiên thiên, thực lực như vậy quả thực thật là đáng sợ, cư nhiên có thể chính diện ngạnh hám laser vũ khí. Chu Thượng Thượng ca than nhẹ ra, ánh mắt phức tạp. Phải biết rằng dĩ vãng hắn ở Mỹ quốc thời gian, mặc dù là lấy hắn nửa bước tiên thiên cảnh giới, đang đối mặt laser vũ khí lúc, cũng chỉ có thể tuyển trạch thoái nhược, bởi vì loại vật này tính nguy hiểm chân thực quá, hắn không dám ngạnh kháng. Nhưng bây giờ, ai có thể nghĩ tới, chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân, cư nhiên có thể làm được loại trình độ này, không chỉ là cổ vũ giả tiên thiên tu vi trình tự, lại còn có thể chính diện ngạnh kháng laser, quả thực mạnh đáng sợ, xưng là khủng bố vạn phần. Chỉ là thế này thì không được, ta còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta cái gì kinh hỉ ni. Sân huấn luyện nội, Trần Phi cầm trong tay hỏa diễm kiếm, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, lại cư nhiên không chút nào thiêu đốt y phục của hắn hoặc thân thể. Hắn lẳng lặng nhìn chật vật ngã xuống đất người nhân bản nhiều mỗ, thản nhiên nói xem ra các ngươi loại này cái gọi là công nghệ cao sinh hóa chiến sĩ, tệ đoan cũng quá nhiều quá rõ ràng. Ta nếu là vừa rồi một kiếm kia trực tiếp hướng về đầu của ngươi chặt bỏ đi, ngươi sợ rằng đã chết, không sống nổi đi. Thân thể quá yếu. Đây là Trần Phi cho trước mặt hắn vị này người nhân bản duy nhất đánh giá. Trên thực tế nếu không phải là bởi vì hắn không khởi sát tâm, không hướng về đối phương chỗ hiểm hạ thủ, trận này cái gọi là chiến đấu, sớm mấy trăm năm cũng kết thúc. Đối phương căn bản không khả năng có cơ hội phóng xuất ra đạo kia laser. Vì vậy hắn hiện tại kỳ thực cũng có chút tiểu thất vọng, quả nhiên, Bạt Miêu trợ trường đồ vật vẫn không đi, không chỉ có con đường phía trước hoàn toàn bị chặt đứt, ngay cả tệ đoan cũng rõ ràng như thế, hơi thêm nhằm vào phỏng chừng phải triệt để xong đời, không có ý nghĩa. Nghe vậy người nhân bản nhiều mẫu lục sâu kín con ngươi thiểm giật mình, tựa hồ có chút không phục, nhưng hắn nhưng vẫn là thành thật nhắm miệng không phản bác. Trước hắn là không biết Trần Phi thực lực, hiện tại đã biết, nào còn dám làm càn. Ha ha! Đã có thể lúc này, một đạo cười khẽ tiếng vang lên, khiến Trần Phi trên mặt nguyên bản không kiên nhẫn thần sắc bỗng nhiên một trầu, con ngươi nội màu sắc lóe lên, sau đó nghiêng đầu, hướng thanh âm truyền tới phương hướng không nói được một lời nhìn đi qua. Chỉ thấy ở nơi này, tất cả mọi người không biết khi nào, cư nhiên nhiều hơn một vị tóc trắng xóa mắt xanh con ngươi ngoại quốc lão nhân. Mà khi nhìn rõ sợ tóc trắng xóa, mắt xanh con ngươi ngoại quốc lão khuôn mặt, vô luận là Okoni, hay là hắn sau lưng những người ngoại quốc kia, thậm chí ngay cả người nhân bản nhiều mỗ đều thất kinh, trên mặt thần sắc chợt biến, cấp tốc hướng về đạo thân ảnh kia cúi người xuống hành lễ, thần thái trang nghiêm và lại tất cung tất kính. Tôn kính Benson các hạ, ngài thế nào? Đích thân đến. Nghe vậy đạo kia niên mại thân ảnh khàn giọng cười cười, cư nhiên đang lúc mọi người sợ hãi trong ánh mắt của lăng không đi xuống sân huấn luyện, chậm rãi tới gần mọi người, hắn nâng lên, lộ ra một trương tràn đầy nếp nhăn lại phá lệ tràn đầy sinh mệnh lực gương mặt. Tại nơi dạng gương mặt trên, ánh mắt của hắn phá lệ làm người khác chú ý, rất sâu thúy, nhưng là rất âm trầm. Ta nếu là không đến, các ngươi mấy cái này phế vật, không mà đắc tội với không nên đắc tội đại nhân vật. Ngươi nói là sao, các hạ, hắn xem đều không xem Okoni đám người liếc mắt, vẻn vẹn chỉ là nhìn Trần Phi, khanh khách có chút âm trầm cười. Đại nhân vật, ngươi là đang nói ta sao? Như thế nghe cũng là có chút vinh hạnh a. Trần Phi nghe vậy híp mắt cười cười,
cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt hai mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị, sau đó, rốt cục chậm rãi trở nên có chút ngưng trọng. Lão nhân này, là S cấp bậc dị năng giả. Mà đang ở Trần Phi không nói được một lời nhìn phía mắt xanh con người ngoại quốc lão nhân lúc, cách đó không xa Chu Thượng Thượng ca, hắn quyển kia hẳn là sẳng giọng và lại đao tức phủ khắc lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt, lúc này lại chợt lay động, con người trong, thậm chí có một loại tên là sợ hãi cảm xúc ở nhộn nhạo. Mà loại tâm tình này, ở bình thường, ở trên người hắn cũng không thấy nhiều. Ha ha! Mắt xanh con người người ngoại quốc lão nhân nghe vậy, rốt cục như cây khô vậy ra mặt hơi đầu giật mình. Ngay sau đó thì dường như hắn thâm thúy, âm trầm hai tròng mắt bắn ra một đạo phong mang, như toàn thân có làm người ta run rẩy khí tức vậy, phá lệ quỷ dị, cũng phá lệ khiến da đầu tê dại. Xem ra chúng ta lấy được tin tức không giả, tiểu tử, là ngươi trộm chúng ta Houston gia tộc đồ vật. Lão giả kia nhìn lướt qua Chu Thượng, âm xâm xâm khàn giọng nói ta nói, đúng không? Chu Thượng Thượng ca nghe vậy nhìn không được mạnh ra mặt run lên, toàn thân tràn ngập thanh mang. Quả đấm nắm chặt, thần sắc ngưng túc, không nói được một lời. Ha ha, được rồi, các hạ ngươi còn ở chỗ này đây, đã quên tự giới thiệu. Tên của ta là Benson Houston, chính là Houston gia tộc người. Thấy thế lão giả kia chỉ là âm trầm cười, sau đó cư nhiên lại đưa mắt một lần nữa trở xuống Trần Phi trên người, khiêm tốn lễ độ nói. Chỉ là sợi khiến người da đầu tê dại âm trầm, lại không hiểu thủy chung tản ra không đi, khiến da đầu tê dại. Houston gia tộc, Mỹ quốc cao cấp nhất 10 đại một trong những gia tộc, đại biểu cho phương Tây hắc ám thế giới vô thượng quyền uy. Dĩ nhiên, Oconee, người nhân bản nhiều mẫu cũng đồng dạng đến từ chỗ đó. Mà người trước mắt, không nghĩ tới cư nhiên cùng bọn chúng đám người là cùng tộc. Houston gia tộc, ta hình như cũng chưa từng nghe qua loại này tên. Bất quá, lấy thực lực của ngươi, nghĩ đến ở trong miệng ngươi cái gọi là Houston trong gia tộc, hẳn là địa vị không thấp đi. Trần Phi nhìn vị kia vẻ mặt âm trầm mắt xanh con người ngoại quốc lão nhân, đột nhiên đột ngột nở nụ cười, nói. Địa vị, kỳ thực lấy tuổi của ta, đã không cần phí óc cân nhắc cái nào. Bất quá nếu là các hạ ngươi thật muốn biết, phía sau ngươi vị kia đồng bạn, hẳn là rất rõ ràng đi. Nghe vậy tên kia vị Benson lão nhân âm trầm cười cười, vươn đỏ sậm đầu lưỡi liota môi của mình, mâu quang nhìn chăm chú vào Chu Thượng, lãnh nở nụ cười lạnh. Nga. Nghe vậy Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhàn nhạt xẹt qua một đạo phong mang, sau đó chỉ thấy hắn hơi nghiêng đầu hướng về Chu Thượng Thượng ca, bình tĩnh vô cùng hỏi, Thượng ca, hắn là? Hắn là Houston gia tộc Benson, được khen là có khả năng nhất bước vào SS dị năng giả cấp bậc người. Chu Thượng Thượng ca nghe vậy thở một hơi thật dài, lảng tránh rất đối phương hơi lộ ra âm trầm con ngươi, chậm rãi mở miệng nói Mỹ quốc Houston gia tộc. Chính là Mỹ quốc cao cấp nhất 10 đại một trong những gia tộc. Cần gia tộc chính mình hai vị S cấp dị năng giả tỏa chấn, tương đương với chúng ta cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới. Mà hai người kia một người trong đó tục danh, đó là Benson, Benson Houston. Nói đến đây hắn vì hơi dừng một chút, nhỏ giọng nói hơn nữa tục truyền nghe thấy, hắn trở thành S cấp dị năng giả đã vượt lên trước 30 năm, kỳ thực lực hoàn toàn có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung, được khen là tối tiếp cận SS cấp người. SS cấp, cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, nghe vậy Trần Phi khẽ cau mày nói. Ừ, không sai. Chu Thượng Thượng ca gật đầu một cái nói dị năng giả cảnh giới trong SS cấp bậc, thì tương đương với chúng ta hoa hạ cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ. Nguyên lai là như vậy. Nghe vậy Trần Phi như có điều suy nghĩ gật đầu, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người đi ngang qua một tia vẻ kinh dị. Hắn lại quay đầu nhìn phía đối phương, khóe miệng cong lại. Tự tiếu phi tiếu nói các hạ, lấy thực lực của ngươi sẽ không có biện pháp ở quốc gia chúng ta tùy ý đi lại đi. Chẳng lẽ là len lén tiến vào, không sợ có người tìm ngươi phiền phức, không nhọc phí tâm. Nghe vậy vẻ mặt âm trầm nụ cười Benson nhàn nhạt đáp lại một tiếng, chợt sau đó giọng nói có chút sẳng giọng nói có con chuột trộm chúng ta Houston gia tộc đồ vật, không thuận lợi xử lý một chút, sao được. Nói, hắn còng xuống, giả yếu thân thể về phía trước một nhảy qua. Cư nhiên nhất thời liền có một làm người ta khó có thể tưởng tượng khí thế chảy ra đến, nếu như gió nhẹ vậy yên tĩnh, lại thích tự phong bạo vậy bẻ gãy nghiền nát, khiến nguyên vốn đã yên lặng xuống sân huấn luyện, lại lần thứ hai trở nên đáng sợ lên. Một tương tự với phong bạo khí tức, tràn đầy sân huấn luyện trong không khí. Mà cái loại này hơi thở bàng bạc,
cường thế trình độ, dĩ nhiên so với trước Trần Phi còn mạnh hơn Hoành, gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Loại trình độ đó, không thể nghi ngờ, đã hoàn toàn đạt tới cái loại này trong truyền thuyết hoàn cảnh. Dĩ năng giả trong S cấp bậc, được khen là thế giới dưới đất vương, chúa tể, tương đương với cổ vũ giả cảnh giới trong cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ. Tốt, tốt, thật mạnh. Lý Uyển, Đồng Kiến Huy đám người sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, bởi vì lấy bọn họ trình độ, sợ rằng ngày hôm nay tuyệt đối là lần đầu tiên, may mắn tiếp xúc được loại trình độ đó đáng sợ tồn tại. Dĩ nhiên, Trần Phi là một trường hợp đặc biệt. Ngay cả Chu Thượng Thượng ca lúc này cũng là vẻ mặt ngưng trọng, trong miệng đại khí cũng không dám lung tung xuyễn một chút. Ở vào thời điểm này, chớ nhìn hắn là nửa bước tiên thiên, có thể ở loại trình độ đó, cái loại này tầng thứ người trước mặt, chỉ sợ cũng cùng trẻ con vậy nhỏ yếu, cùng những người khác khác biệt không lớn. Các hạ chạy tới chúng ta người Hoa địa bàn đùa giỡn uy phong, có đúng hay không có chút, quá coi trọng mình. Ngay tại lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm nhẹ tiếng vang lên, tất cả mọi người vô ý thức dùng một loại chấn động nhãn thần nhìn phía đạo kia trong tầm nhìn tuổi nhỏ thân ảnh. Hắn cư nhiên, dám cùng Sâm các hạ, dám cùng một vị tối tiếp cận SS cấp phương dị năng giả nói như thế, lấy loại giọng nói này, là ở muốn chết sao? Ha ha, người Hoa các ngươi không cũng giống vậy. Chạy tới chúng ta Mỹ quốc trộm đồ vật, nhưng lại trộm được chúng ta Houston gia tộc trên đầu. Tên kia vì Benson lão nhân âm xâm xâm nở nụ cười, chỉ là nụ cười này, lại lạnh đến làm cho đầu khớp xương đều ở đây rung động. Lẽ nào các người người bên kia, tự cho tới bây giờ không làm như vậy quá? Nghe vậy Trần Phi không thể đưa không bĩu môi, con người đen nhánh bắn ra lau một cái vẻ kinh dị nói nếu là ngầm đồng ý hành vi, vậy các bằng thủ đoạn, các hiền thần thông. Hôm nay đồ vật đều đã đến chúng ta Hoa Hạ tới, lẽ nào, người còn muốn theo đuổi cứu phải không? Lúc nói lời này, hắn nhìn chằm chằm đối phương giọng nói có chút không khách khí. Tuy nói chuyện này, bọn họ là có chút đối lý. Nhưng loại này rõ ràng chính là song phương quốc gia ngầm đồng ý hành vi, người Mỹ quốc lão hình như cũng làm không ít, từ chúng ta Hoa Hạ âm thầm ăn cắp, cướp giật các loại nghiên cứu khoa học thành quả, công nghệ cao kỹ thuật vân vân chờ đã hiện tại rốt cục đến phiên các người bị tội một lần. Lại cư nhiên lớn như vậy tính tình, đến mức sao? Dù thế nào tựa hồ có chút không quá hợp đi. Ngươi, mắt xanh con người Mỹ quốc lão nhân Benson nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, lúc này đứng ở trước mặt hắn Trần Phi, cũng là có chút không biết phân biệt, lại dám làm cho hắn lão Benson mặt mà nói lời như vậy, hơn nữa còn là sáng loáng trào phúng cùng trách tội giọng nói, nhượng hắn trong lòng có chút ngọn lửa xông lên, có chút mất hứng. Các hạ, chuyện này vốn là cùng ngươi không có vấn đề gì, bất quá ngươi bây giờ là muốn xen vào đi vào sao? Ngay sau đó hắn nhìn Trần Phi thản nhiên nói, nếu không phải là bởi vì Trần Phi thực lực làm hắn hơi có chút kiêng kỵ, hắn đã sớm xuất thủ, sao sẽ ma ma thẳng thẳng đến bây giờ? Nghe vậy vô luận là Đồng Kiến Huy, hay hoặc là Lý Uyển, thậm chí Chu Thượng Thượng ca đều cảm giác được không hiểu một hàn khí phủ xuống, nhất tề không hẹn mà cùng trong ánh mắt thấu lộ ra một tia rung động vẻ. Bất quá tiếp Trần Phi lại nhàn nhạt lên tiếng, lấy một loại bình tĩnh giọng nói là thì như thế nào? Ngươi phải hiểu rõ, ta có thể là một gã người Hoa, loại sự tình này mà, lẽ nào ngươi còn muốn nhượng ta khoanh tay đứng nhìn sao? Không sai, dứt bỏ đúng cùng sai thị phi quan, hắn đầu tiên là một gã địa đạo đạo người Hoa, sau đó mới có cái gọi đúng cùng sai. Hôm nay Chu Thượng Thượng ca rõ ràng chính là vì bọn họ Hoa Hạ mang về cái gì không được gì đó. Đối với quốc gia có cống hiến, chỉ lần này một điểm, hắn Trần Phi lại không thể có thể bỏ mặc, không quan tâm. Bởi vì đây là làm một danh người Hoa, tối thiểu phải làm đến, nhưng cầu không thẹn với lòng. Hanh, nếu là như vậy, để ta lão Benson biết một chút về đi, trẻ tuổi như vậy cổ vũ giả tiên thiên, có lợi hại dường nào. Lão Benson thâm thúy, âm trầm con người bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một thường nhân khó có thể tưởng tượng phong bạo khí lãng hiện lên đi ra. Trong sát na mang tất cả cả tòa sân huấn luyện, bẻ gãy nghiền nát. Ngươi có phải là thật hay không đã cho ta sợ ngươi? Nghe vậy Trần Phi đồng dạng cũng là trên mặt thần sắc một lệ, một bàng bạc mà lại bén nhọn tam dương chân hỏa kiếm khí bộc phát ra, lần thứ hai phóng lên cao, sau đó lại có đủ ba đạo hỏa diễm hình thái kiếm khí di động hiện tại chung quanh thân thể hắn, đưa hắn xoay quanh quấn, trên dưới phập phồng, nuốt nhổ ra nhiệt lượng có thể nói kinh người. Cái này hỏa diễm hình thái kiếm khí không phải là cái gì khác, chính là tam dương chân hỏa kiếm khí. Hiển nhiên kể từ ngày đó tu luyện ra đạo thứ nhất cần hỏa diễm kiếm khí sau,
Cho tới bây giờ, thực lực của hắn cảnh giới cũng đã đột nhiên tăng mạnh, ngưng tụ ra đạo thứ ba tam dương chân hỏa kiếm khí. T. Mà ở thấy tình cảnh này, vô luận là Chu Thượng Thượng Ca hay hoặc là người nhân bản Nhiều Mỗ, cũng không nhịn được vô ý thức cũng hít một hơi khí lạnh, mãn mâu đều là vẻ cây ết yêu ta sợ. Thẳng đến lúc này, bọn họ rốt cuộc biết Trần Phi trước cùng bọn chúng giao thủ, hoàn toàn đều là quá ra ra làm cho theo đùa, căn bản không có xuất ra 1/5, thậm chí 1/10 thực lực. Bởi vì Trần Phi lúc này triển hiện ra khí thế, chân thực quá mạnh mẽ, cường đến làm người ta giận sôi. Các hạ lực lượng cũng không nhường ta thất vọng. Oanh! Có thể mặc dù là loại trình độ này cuộn trào mãnh liệt ngập trời khí thế, ở đối phương vị kia lão Benson trong mắt, cũng cư nhiên vẻn vẹn chỉ là không nhường hắn thất vọng. Chặt tiếp theo liền thấy hắn cặp kia thâm thúy, âm trầm con người thanh mang bùng lên, chợt dạ yếu thân thể cư nhiên trong sát na bị một đáng sợ phong bạo bao vây lại, ùng ùng tại đây sân huấn luyện nội đinh tai nhức óc, như vậy chiến trận tràn ngập gian. Theo sát mà cư nhiên biến thành một đạo to lớn phong bạo thủ ấn nghiền hướng Trần Phi, từ trên trời giáng xuống. Phong ma pháp, phong long răng, lão Benson ngâm hát lên. Ùm ùm, từ phong tinh linh ngưng tụ cường đại ma pháp trong nháy mắt này triển lộ ra làm người ta kinh hãi chiến trận, thậm chí đều còn không có rơi xuống đất, cũng đã phảng phất liên không khí áp bạo xuống phía dưới. Phía dưới đại địa, ngạnh sinh sinh vết dạn bí mật chậm rãi xuất hiện lên. Cái này. Thấy thế dù là Trần Phi cũng không nhìn được con ngươi hơi rụt một cái, cùng lúc đó dưới chân cố sức một đạp, thân hình bùng lên, tại nơi trong chớp mắt tiêu thất ở tại chỗ, vẻn vẹn chỉ để lại tàn ảnh. Phong là thế gian này trên nhanh nhất nguyên tố, vì vậy, ngươi có thể có hắn nhanh sao? Có thể nhưng vào lúc này, lão Benson âm sâm sâm nở nụ cười, Lâm Trần Phi sắc mặt một chốc chợt biến. Bởi vì phong hệ ma pháp phong long răng, cư nhiên ngay đối phương nói chuyện trong sát na. Đã ở phía sau hắn. Sau đó, ung ung, ù ù long. Lập tức sẽ 51 năm, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 51 năm hồng bao bảng, đến 5 tháng 1 năm nhật cùng ngày hồng bao mưa có thể trở về quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hảo hảo càng. Cẩn thận, oanh, Chu Thượng Thượng Ca phản ứng nhanh nhất, ngũ giác bắt được Trần Phi nguy hiểm một màn kia. Phong ma pháp phong long răng hung hăng từ phía sau lưng của hắn thượng không nghiền ép xuống, dắt cuốn phong bạo. Có thể giữa lúc hắn câu kia khẩn trương thốt ra nói hô lên, cổ cuồng bạo vô cùng phong bạo lực lượng cũng đã bao phủ Trần Phi nổ bể ra đến, giống như cuồng bạo vô cùng sóng xung kích vậy, cơ hồ là trong nháy mắt, một đạo mãnh liệt chấn động khuếch tán ra, khiến chung quanh mặt đất ra nẻ, thậm chí tỏa thép đáp kiến khởi lai lôi đài cũng bắt đầu rung chuyển, tả hữu lay động. Thế mà tức đã là như thế, mọi người trong tầm nhìn phong bạo trong đạo kia trẻ tuổi thân ảnh, lại còn là có thể đồ sộ bất động. Thật giống như, loại trình độ đó đáng sợ trùng kích, phong ma pháp, cư nhiên không có thể đối với hắn tạo thành dao động. Phi, đã có thể sau đó một khắc đạo thân ảnh kia lại đột nhiên nghiêng đầu xì một tiếng khinh miệt, lau một cái tiên hồng sắc trạch từ trong miệng hắn bị phun ra, mọi người thần sắc khẽ biến. Phi ca bị thương. Đồng Kiến Huy có chút thần sắc run rẩy nhìn một màn này, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là vòng thứ nhất giao phong, Trần Phi Phi Ca lại cư nhiên bị thương, mà nếu như thế, chẳng phải là chứng minh, Phi Ca thực lực không bằng Mỹ Quốc lão. Mà nhưng vào lúc này, huấn luyện nội phong ma lực phong long răng nhấc lên gợn sóng đã chậm rãi tiêu tán. Mọi người nhìn ma pháp bao phủ khu vực từng mảnh quy liệt mặt đất, đã thậm chí đã gãy mất lôi đài thép, đang nhìn hướng trong chiến trường ương một già một trẻ hai đại thân ảnh. Thần sắc tất cả có chút run rẩy cùng với kính nể. Nguyên lai, đây là cổ vũ giả tiên thiên S cấp dị năng giả thực lực. Hô! Ở nơi này cũng trong lúc đó, lau một cái nhàn nhạt uy phong thổi lất phất mà qua, lão Benson cặp kia thâm thúy, âm trầm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đạo kia tuổi còn trẻ khuôn mặt thanh âm, nhẹ phun ra một hơi thở, lau một cái sẳng giọng chợt lại nảy lên trong tròng mắt. Xem ra tốc độ của ngươi cũng không thể tránh thoát bay nhanh phong. Phải. Các hạ, lão Benson nhìn Trần Phi âm sâm sâm cười nói. Đúng vậy. Trong chiến trường, cái này tuổi trẻ khuôn mặt thân ảnh, cũng chính là Trần Phi khẽ gật đầu, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, bất ngờ xẹt qua một tia phong mang vẻ, quay chung quanh ở bên cạnh ba đạo tam dương chân hỏa kiếm khí chợt tỏa ánh sáng bất quá, loại trình độ này cũng còn chưa đủ để lấy đánh bại ta, không phải sao? Oanh! Chỉ thấy kỳ tiếng nói vừa dứt. Một đạo cực nóng như nham tương phun trào khí tức chợt mọc lên,
trong không khí nhiệt độ trong sát na lên cao, chỉ thấy quay chung quanh ở chung quanh thân thể ba đạo tam dương chân hỏa kiếm khí bộc phát ra lăng liệt quang thải, kiếm khí tận trời liệt địa, thậm chí so với vừa rồi lão Benson thi triển phong ma pháp phong long răng còn khủng bố. Long. Cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ không khí cũng bắt đầu táo động, phảng phất bị trưng khô, sau đó cực nóng hỏa diễm cùng với sắc bén kiếm khí vặn cùng một chỗ, phóng lên cao, riêng phần mình chiếm cứ Trần Phi trên đỉnh đầu nửa bên phía chân trời. Ngay sau đó cổ lực lượng kia căn căn dường như lũ bất ngờ vậy phát tiết đi ra, dính dấp mọi người nhãn cầu, không gì sánh được chấn động. Nó hướng về ngay phía trước, lão Benson phương hướng đánh tới. Tiếp hình như cần ta, tam dương kiếm điển, viêm bạo kiếm, Trần Phi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người bùng lên, như vậy ngôn ngữ thốt ra. Oanh! Cái này rất hiển nhiên là một loại cực nóng, sắc bén lực lượng cường đại, hết thảy toàn bộ ngưng tụ ở tại một kiếm trong, dung chuyển không khí, nghiền diệt phong linh, thậm chí ngay cả thép chú thành lôi đài đều bị nướng hỏa hồng lên. Uy áp bao phủ chính phía dưới, mặt đất bất ngờ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ra nẻ, sụp đổ xuống phía dưới, thậm chí còn mang theo một tia diễm quang. T. Lúc này đây đến phiên Houston gia tộc Oconee đám người cũng hít một hơi khí lạnh, thần sắc rung động, ngây dại ra. Nhất là vị kia A cộng cấp bậc người nhân bản nhiều mỗ, lúc này càng nhãn thần không hề chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, cặp kia lục sâu kín con người vô ý thức kinh khủng theo. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là trước Trần Phi đối với hắn sử xuất loại năng lực này nói, hắn phải không thể nghi ngờ, không có khả năng sống. Rất có lực uy hát Iota năng lượng. Thấy tình cảnh này, dù là lão Benson cũng không nhịn được thốt ra giọng điệu như vậy. Hắn cặp kia thâm thúy, âm trầm con ngươi không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trước mặt sở hữu tất cả, tập trung tinh thần phòng bị, thậm chí vô ý thức phi thân thể của chính mình thi triển ra một đạo phòng ngự ma pháp. Phong ma pháp, phong thần thủ hộ, một luồng nhàn nhạt thanh phong bao phủ lên thân thể hắn, ánh sáng nhạt tùy ý. Cái này không chỉ có riêng là lực uy hát Iota mà thôi. Ngay tại lúc sau một khắc, vẻ mặt lãnh dặm Trần Phi bộc phát ra một cái hô quát, chợt đáng sợ viêm bạo kiếm hướng về phía phía trước, hướng về phía lão Benson phương hướng mãnh liệt rơi xuống, dắt cuốn kiếm khí cùng hỏa diễm, nhấc lên một mảnh phong bạo. Trong sát na sân huấn luyện nội dung chuyển khởi thanh âm điếc tai nhức óc, chỉ thấy ở kinh khủng kia khí lực nhấc lên phong bạo trong, kiếm khí cùng hỏa diễm đan vào quấn, cho nhau đụng nhau, cư nhiên tạo thành một loại khó có thể dùng lời nói mà hình dung được bùm bùm kỳ quái dị năng. Như cuồng bạo muốn hủy diệt diệt trước mắt vậy, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem lão Benson thân thể bao phủ. Thậm chí không chỉ có như vậy, bởi vì lão Benson lúc này chỗ ở vị trí tương đối gần sân huấn luyện biên giới duyên cớ. Cư nhiên ngay cả tòa sân huấn luyện bên cạnh tường đều bị lực lượng kinh khủng bao phủ, trong khoảnh khắc bắt đầu đổ nát, phát sinh ù ù nổ, dính dấp cả tòa sân huấn luyện cũng bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Kiến Huy, đến thân ta bên cạnh đến. Thấy tình cảnh này Chu Thượng Thượng ca thần sắc mạnh biến đổi, không khỏi hướng phía cách đó không xa Đồng Kiến Huy quát to. Ngạch, vâng, Thượng ca. Nghe vậy Đồng Kiến Huy trần chờ nửa ngày, vẫn bị đinh tai nhức óc đáng sợ nổ vang sợ đến bừng tỉnh, thần sắc tái nhợt nhanh chóng trốn ở Chu Thượng phía sau đi. Cùng lúc đó, Houston gia tộc Oconee đám người, cũng vẻ mặt sợ hãi trốn được người nhân bản nhiều mỗ bên cạnh. Người sau trong cơ thể tản mát ra một đạo vòng bảo hộ vậy ánh sáng màu trắng. Đưa bọn họ mọi người hết thảy bao phủ đi vào. Tiếp cũng liền vài giây sau, cả tòa Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ bất ngờ đổ nát, phát ra chu vi mười mấy dặm đều rõ ràng có thể nghe ầm ầm nổ. Thủ đương trong đó trong câu lạc bộ người bị lại càng hoảng sợ. Mẹ, chuyện gì xảy ra? Động đất? Không là địa chấn, hình như là có vật gì vậy sụp. Hình như là từ sân huấn luyện bên kia chuyển tới. Không biết là câu lạc bộ sân huấn luyện sụp đi, không đạo lý a, không là mới vừa mới sửa tốt sao? Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ các nơi truyền đến nghi ngờ nghị luận sôi nổi thanh. Lý Uyển, người đi xử lý một chút chuyện này, nhớ kỹ đừng làm cho người tới gần chu vi năm trong vòng trăm thước. Phế tích trong, Chu Thượng Thượng ca đứng ở ta khối tương giác dưới, hơi lộ ra trống trải khu vực, nhìn thấy trước mắt một màn này hơi hoạt kê. Sau đó hướng về phía cách đó không xa Lý Uyển lớn tiếng nói. Vâng, Thượng ca, Lý Uyển nghe vậy nhất thời nhảy mấy cái ly khai phế tích. Cùng lúc đó, lại là một đạo nhàn nhạt gió nhẹ lướt qua,
lúc này đây cũng chân chính thiên nhiên thổi lất phất, lộ ra giữa sân hai đạo nhân ảnh, đây đó tương đối. Chỉ thấy tại nơi giữa sân, tên là Benson mắt xanh con ngươi người ngoại quốc lúc này đang lẳng lặng đứng vững vàng, trên y phục cho dù là bất luận cái gì dung chuyển vết tích cũng không có, làm người ta nhìn không được bỗng nhiên đôi mắt co rụt lại, Chu Thượng Thượng ca càng vô ý thức sợ hãi nói lông tóc không tổn hao gì, cái này, làm sao có thể. Mặc dù hắn biết rõ, vị kia ngoại quốc lão chính mình hắn Chu Thượng khó có thể tưởng tượng thực lực, đã vô hạn tiếp cận SS cấp bậc dị năng giả. Có thể, hôm nay ngạnh sinh sinh tiếp nhận Trần Phi loại trình độ đó công kích đáng sợ, cư nhiên có thể lông tóc không tổn hao gì, cái này. Đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin đi. Trái lại Trần Phi, mặc dù là vừa rồi chấn động nhân tâm một màn chủ đạo người, nhưng bởi vì sớm hơn trước bị phong ma pháp phong long răng chính diện đánh trúng, vì vậy hôm nay trạng thái cũng không tốt, vẻ mặt tái nhợt, thân thể hơi run run, hô hấp rất mất trật tự. Thật giống như bị thương không nhẹ vậy. Có thể dù vậy, hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lại trước sau như một bình thản, thậm chí hơi còn có một tia tên là tự ngạo cảm xúc đang rung chuyển. Chúng ta đi, theo, mọi người bên tai liền vang lên lão Benson khàn giọng đạm mạc thanh âm. Vâng, Benson các. Tuy rằng trong lòng có sở nghi hoặc không rõ vì sao lão Benson phải đi, thế nhưng Oconi đám người đương nhiên cũng không cam nghi vấn cái gì, cúi đầu cung kính nói. Có thể giữa lúc hắn lời còn chưa nói hết, khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy lão Benson xoay người sau, khóe miệng hơi chảy xuôi xuống xóa sạch chói mắt vết máu, không khỏi đang ở nói ra bỗng nhiên cứng lại rồi, vẻ mặt chấn động, con người mãnh liệt co rút lại. Lão Benson các hạ hắn cư nhiên bị thương. Thế mà hắn chấn động cũng còn chưa duy trì chỉ chốc lát, lại đột nhiên có một loại khí tức âm xâm làm hắn cả người run lên, thần sắc không khỏi tái nhợt, run rẩy nói tôn kính Benson các hạ, là ta sai lầm rồi, thỉnh ngài, tha thứ ta. Sai. Tuy rằng không người biết hắn vì sao sai lầm rồi, bất quá loại thời điểm này hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, bằng không, chỉ sợ cũng cách cái chết không xa. Dù sao tức giận dưới Benson các hạ, cũng sẽ không cùng hắn loại này tiểu nhân vật nói cái gì đạo lý, bởi vì hoàn toàn không cần. Hanh! Nghe vậy lão Benson hừ lạnh một tiếng, cước bộ bán ra, không chút do dự ly khai. Đến bây giờ, hắn đã cảm thụ rõ ràng người Hoa thực lực, tự nhiên cũng hiểu không tất muốn tiếp tục nữa, là thời gian tốn công trở về. Dù sao coi như người Hoa trộm đi gì đó chân quý nữa, có thể cùng một vị liên hắn lão Benson đều có thể đủ kích thương Hoa hạ cổ vũ giả so với, cũng còn là quá giá hạ. Không đáng bọn họ Houston gia tộc làm ra cái loại này lựa chọn, đắc tội như vậy một vị kinh khủng đông phương thế giới cường giả. Phốc suy. Cùng lúc đó, nhìn đúng mới chậm rãi rời đi bóng lưng, Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt đôi mắt ánh sáng nhạt lóe lên, đột nhiên, trên mặt hiện ra không bình thường hồng nhuận, lại một búng máu đảm bị hắn phun ra. Như vậy trên mặt hắn thần sắc lại thay đổi càng tái nhợt mấy phần, khí tức có chút như loạn. Mẹ, cái này Mỹ quốc lão thật lợi hại. Dù là Trần Phi loại này tính tình, lúc này cũng có chút vui lòng phục tùng, nghĩ Mỹ quốc lão quả thực lợi hại. Hơn nữa loại trình độ đó, khủng bố không phải là S cấp, mà là SS cấp đi. Dù sao hắn tu luyện Tam Dương kiếm điển, chỉ cần ngưng tụ ra một đạo, tối đa lưỡng đạo Tam Dương chân hỏa kiếm khí, liền đủ để ở cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ tầng thứ này cảnh giới trong xưng hùng. Nhưng hôm nay, trong cơ thể hắn ngưng tụ ra Tam Dương chân hỏa kiếm khí đều đã ba đạo, lại còn là bị đối phương một đạo ma pháp, có liên thổ huyết hai lần. Cái này ý vị như thế nào, đã hoàn toàn không cần nói cũng biết. Không hổ là SS cấp bậc dị năng giả. Thật mạnh. Lập tức sẽ 51 năm, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 51 năm hồng bao bảng. Đến 5 tháng 1 năm nhật cùng ngày hồng bao mưa có thể trở về quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hảo hảo càng. Mà đang ở Trần Phi không nói được một lời, thần sắc tái nhợt, mặt không biểu tình nghĩ vị kia SS cấp bậc ngoại quốc lão dị năng giả thời gian, ở chung quanh hắn bầu không khí đã chợt trở nên an tĩnh lại, tĩnh mịch một mảnh, chỉ có gió thổi phất lá cây cùng với hòn đá mất trật tự trên mặt đất lăn thanh âm, rất là rõ ràng. Dù sao từ vị kia Houston gia tộc người mạnh nhất lão Benson cách không một cái phong hệ ma pháp phong long răng, hung hăng đánh vào Trần Phi lưng, đến người sau lại ngạnh sinh sinh ăn Trần Phi một cái viêm bạo kiếm, khóe miệng chảy xuôi dưới tiên huyết, đây hết thảy tất cả miêu tả lên tựa hồ rất dài, nhưng trên thực tế cũng cứ như vậy hai lần giao phong mà thôi,
cũng chỉ có 2 chiêu. Nhưng chỉ có cái này 2 lần giao phong trong thời gian, Trần Phi vị này cũng chỉ có hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người, lại dĩ nhiên cho thấy như vậy rung động năng lực. Chính mình thực lực như vậy, không chỉ có đem riêng lớn câu lạc bộ sân huấn luyện một kiếm nổ sụp, thậm chí ngay cả phương Tây hắc ám thế giới có mặt mũi vương, Mỹ quốc Houston gia tộc người mạnh nhất một trong đích thực lão Benson đều bị đả thương, đây là hạng thực lực khủng bố. Cho dù là Chu Thượng Thượng ca ở Mỹ quốc đã ngây người nhiều năm như vậy, và lại hắn thực lực của chính mình cũng đã đạt tới nửa bước tiên thiên, không thể khinh thường, có thể hắn hiện tại cũng vẫn bị rung động rối tinh rối mù, một đôi mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy ngoại nhân khó có thể tưởng tượng cây Iota sợ cùng cảm thán. Như vậy kinh thế kỳ tài, nếu như cho hắn thêm 10. Không, dù cho hắn thêm 5 năm, sợ rằng kỳ đến lúc đó thành tựu, cũng đủ lấy khiến toàn thế giới đều rung động đi. Phi ca, bọn họ đi. Ngươi không sao chứ? Một lát sau Đồng Kiến Huy hơi đi tới Trần Phi bên cạnh, thận trọng nói. Rất hiển nhiên, khi hắn hôm nay chính mắt thấy cái này có thể nói thay đổi tai cấp bậc quyết đấu sau, trong lòng hắn đối với Trần Phi ý tưởng, đã hoàn toàn không bao giờ. Nữa là trước cái loại này tôn kính, đơn giản như vậy, mà là biến thành sâu đậm kính nể, cùng với sợ hãi. Cho đến hôm nay, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lấy phụ thân hắn như vậy tôn quý thân phận, đường đường tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ cùng châu thị số một lãnh đạo, kiêm nhiệm tỉnh ủy thường ủy cùng tỉnh tuyên truyền bộ bộ trưởng, còn vẫn như cũ đúng Trần Phi Phi ca như vậy tôn kính nguyên do. Bởi vì ở trên thế giới này, có ít người tồn tại, có thể, thật không vậy cái gì cái gọi là thân phận. Cái gọi là chức quan, có thể áp chế a. Hắn trong lòng bây giờ mặt chính là loại cảm giác này, hơn nữa, loại cảm giác này còn càng phát mãnh liệt lên. Không có việc gì, bị chút ít thương mà thôi. Nghe vậy Trần Phi khẽ lắc đầu một cái, nhạt cười rộ lên nói. Tuy rằng hắn nói dối, kỳ thực hắn lúc này thương thế cũng không phải tiểu, nhưng cái này cũng không coi vào đâu, bởi vì, hắn mình chính là bác sĩ, hơn nữa còn là rất lợi hại cái loại này. Vì vậy không có vấn đề nữa. Trần tiên sinh, chuyện ngày hôm nay, đa tạ ngươi. Mà nhưng vào lúc này, Chu Thượng Thượng ca đột nhiên đi tới Trần Phi trước mặt, thật sâu bái một cái, sau đó giọng nói tràn đầy thành ý nói. Hắn biết rõ, ngày hôm nay chuyện này nếu không phải là bởi vì Trần Phi, sợ rằng, hắn hiện tại cũng đã đầu rời đi chỗ khác. Dù sao, vừa rồi thế nhưng vị kia đích thân đến, đường đường Houston gia tộc hai đại người mạnh nhất một trong. Một ngón tay cũng đủ để nghiền chết hắn. Hơn nữa giống như là nghiền chết con kiến, đơn giản như vậy. Tạ cũng không cần, bất quá có thể nói cho ta biết ngươi từ trong tay bọn họ đoạt vật gì không? Là vì chính ngươi, vẫn là vì. Mặt trên, Trần Phi ý có điều chỉ nói. Hai phương diện đều có đi, ta cũng có ta tư tâm của mình, bất quá coi như là vì mặt trên làm một ít cống hiến. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca trực tiếp làm nói ra ta từ trong tay bọn họ bắt được, là một vị chúng ta Hoa Hạ khoa học gia ở trước khi chết, tổng kết thứ nhất sinh thành quả nghiên cứu trọng yếu nghiên cứu khoa học tự tay viết bản thảo, thế nhưng lại bị Houston người của gia tộc, chính là vừa rồi cái kia Oconi, dùng khôn vật thủ đoạn cưỡng bức tranh đoạt đi qua, cuối cùng lại bị ta giữa đường cướp đi. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại phảng phất cảm thán nói sau đó ta sẽ trở lại. Đem phân bản thảo giao cho người của phía trên. Sau cùng, ta chiếm được có thể một lần nữa danh chính ngôn thuận hiện tại mảnh đất này trên quyền lợi. Mà ngày này, ta không biết đợi bao lâu, thực sự quá dài dằng dặc. Năm đó, còn nhớ rõ hắn bởi vì bị người lừa gạt hại người, lỡ tay giết một cái địa vị người rất lợi hại vật, sau cùng bị ép đi xa tha hương, ở Mỹ quốc phố người Hoa bên kia đợi 5-6 năm. Bất quá bây giờ hắn rốt cục có tư cách đã trở về. Là như thế này. Nghe vậy Trần Phi kinh ngạc gật đầu, chợt khóe miệng cong lại nói trách ta. Nếu là ta sớm một chút hỏi ngươi, vừa rồi cái kia cái gì gọi là Oconi tên, ta có thể, cũng sẽ không nhượng hắn dễ dàng như vậy rời đi. Trên thực tế, hắn nguyên tưởng rằng Chu Thượng là trộm Mỹ quốc lão gì đó, mới có thể bị đối phương như vậy thiên lý xa xôi truy đến nơi này, nhưng chưa từng nghĩ, lại là này Mỹ quốc lão đoạt bọn họ người Hoa gì đó. Trách không được lão gia hỏa kia đi như vậy sạch sẽ lưu loát, nguyên lai là biết mình đối lý, bản chính là bọn họ danh không tránh nói không thuận. Nghe vậy Chu Thượng Thượng ca cười cười, đương nhiên cũng sẽ không nghi vấn Trần Phi nói, tùy tiện nói cũng không sao. Dù thế nào bọn họ Houston gia tộc lần này là tiền mất tật mang, tự làm tự chịu. Đi thôi, ta phải đi nghỉ ngơi một chút, có thể an bài cho ta cái đơn độc gian phòng sao?
Trần Phi lắc đầu cười cười, chuẩn bị xoay người. Phi ca ta mang ngươi đi qua đi. Quả thực Đồng Kiến Huy ngay tức khắc đỡ lấy Trần Phi, mở miệng nói. Cùng lúc đó, ngay Trần Phi bên này mới vừa cùng một vị SS cấp bậc dị năng giả đã giao thủ sau, được khen là tỉnh Giang Nam đệ nhất hào môn vọng tộc Tiêu gia bên này, cũng nghênh đón một vị thân phận đặc thù khách nhân, đó chính là Phi báo La Viễn Chí, La thủ trưởng. Tiêu gia khu biệt thự, ta thoạt nhìn cực kỳ phổ thông tầm thường nhà trệt bên trong tiểu viện, một vị tuổi già sức yếu, đầy tóc bạc, khuôn mặt trên da thịt như chết héo cổ thụ ra vậy lão nhân, lẳng lặng ngồi ở xe lăn, cười nhạt một tiếng. Vị lão nhân này không là người khác, chính là được khen là Tiêu gia duy nhất đính thiên trụ, Định Hải thần châm Tiêu lão gia tử Tiêu Trấn Quốc. Đã từng tỉnh Giang Nam quân khu một tay, tiền nhậm tư lệnh viên. Mà ở phía sau hắn, lúc này còn đứng ở một vị đồng dạng dung mạo thoạt nhìn rất già yếu lão nhân, dĩ nhiên là dân quốc thời đại trang phục, trải mái tóc, mang theo tiểu dê mạo, thoạt nhìn buồn ngủ, có thể thường thường từ hắn trong con ngươi nổi lên tinh mang, lại làm người ta bất luận kẻ nào cũng không dám xem hắn, thậm chí sẽ cảm thấy kiêng kỵ. La lão ca đại giá quang lâm, thực sự là khách hiếm a. Lại nói tiếp, hai anh em chúng ta tựa hồ đã có thật lâu không gặp mặt đi. Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão gia tử khuôn mặt hiền hòa cười, tự mình tiếp nhận người hầu chén trà trong tay, đặt ở La Viễn Chí La thủ trưởng trước mặt, thiếu ý nhẹ nhàng nói. Không nghiêm ngặt lại nói tiếp, bọn họ bản thân là người cùng một thời đại vật, cho tới bây giờ từng tuổi này, cư nhiên đều vẫn có thể gặp mặt, tự nhiên cảm khái thâm hậu, bội cảm thân thiết. Tiêu lão đệ a, ta hôm nay tới là có chuyện quan trọng đăng môn, vì vậy, trà này hay là trước không uống đi. Thế mà La Viễn Chí La thủ trưởng lại cư nhiên đi thẳng vào vấn đề như vậy nói thẳng, liên lời khách khí cũng không có một câu, thậm chí, còn đẩy ra Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão tự mình đưa tới nước trà bôi, khiến Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão sau lưng lão nhân kia, khàn khàn đôi mắt hơi có một tia tàn khốc thần tốc xẹt qua. Nga, nguyện nghe kỳ tường, nghe vậy thấy thế, dù là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão loại thân phận này lão nhân, cũng không nhịn được nao nao, sau một lúc lâu, mới sắc mặt ngưng túc nói. Hắn nghe ra, La Viễn Chí hình như không phải là đang nói đùa. Ta đem Tiêu Nam Sơn bắt. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng hơi dừng lại một hồi, kỳ khàn khàn đôi mắt xẹt qua một tia vẻ phức tạp, sau đó, mặt không chút thay đổi nói trừ hắn ra, còn có các ngươi Tiêu ra một cái tiểu bối, hình như gọi cái gì Tiêu, Tiêu Thiên Nhượng. La lão ca, không biết bọn họ phạm vào chuyện gì mà, cư nhiên đáng giá ngươi tự mình xuất thủ. Lúc này đây đến phiên Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão trầm mặc, hồi lâu sau, hắn mới lắc đầu, khàn khàn đôi mắt xẹt qua một tia sắc bén nói. Bọn họ đắc tội một vị không nên đắc tội người. Chuyện này trên miệng nói quá phiền toái, ta mang đến một vài thứ, chính ngươi xem một chút đi. La Viễn Chí La thủ trưởng từ bên cạnh xuất ra một phần hồ sơ đưa tới Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão trước mặt, thản nhiên nói. Một vị không nên đắc tội người. Nghe vậy dù là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão loại thân phận này, cũng không nhịn được già nua tâm tạng hơi co quắp một chút, khuôn mặt trên không khỏi lộ ra mấy phần ngưng nhưng mà vẻ. Bởi vì hắn biết rõ, mà chống đỡ phương La Viễn Chí La thủ trưởng thân phận, coi như là hắn Tiêu Trấn Quốc cũng phải thành thật kêu một tiếng lão ca, địa vị, bối cảnh quá nhiều, vì vậy, chân thực không cần thiết ở loại chuyện này trên hù dọa hắn hoặc là lừa gạt hắn. Thật là nếu như vậy, hắn không khỏi trong lòng nhất thời cao độ coi trọng. Sau đó từ trong tay đối phương chậm rãi tiếp nhận cuốn hồ sơ, cúi đầu từ từ lật xem. Mà này hồ sơ bên trong ghi lại đồ vật, tự nhiên là về trước phát sinh tất cả. Mà một bên lật xem hồ sơ bên trong ghi lại nội dung, không bao nhiêu thời gian, Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão sắc mặt nhưng có chút từ từ xấu xí. Cái này cũng khó trách, phải biết rằng năm đó hắn nhưng là chân chính cùng đảo quốc người đánh giặc, có huyết hải thâm cừu, nhưng bây giờ, hắn thân đệ đệ. Còn có bọn họ Tiêu gia trên mặt nổi người phát ngôn Tiêu Thiên Nhược, lại vì lấy lòng đảo quốc người, dĩ nhiên làm ra loại này chuyện ỷ thế hát yêu ta người đến, lạm dụng trong tay chức quyền, hắn há có thể không giận. 3. Trong lòng càng nghĩ càng giận, theo sát mà, Tiêu lão gia tử một tay ghé vào xe đẩy tay vịn trên, đem hồ sơ trong tay hướng phía sau phương đệ đi, lạnh lùng nói A Lan, đi điều tra một chút chuyện này cùng còn có người nào quan hệ. Cái này giúp tiểu thằng nhóc thực sự là càng sống vượt đi trở về, có phải là thật hay không đã cho ta Tiêu Trấn Quốc giả rồi, đều không nghe lời. Hanh, hắn nặng nề hừ một tiếng. Hanh hết sau, hắn lại một mặt xin lỗi nhìn La Viễn Chí La thủ trưởng,
vẻ mặt thở dài mở miệng nói La lão ca, thực sự là cho ngươi thêm phiền toái. Chúng ta thế hệ này mọi người già rồi, phía dưới người cũng càng ngày càng không nghe lời. Lão Tiêu, ngày hôm nay chuyện này, không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Có thể nhưng vào lúc này, La Viễn Chí La thủ trưởng lại đột nhiên ra đem cắt đứt, giọng nói mặc dù hơi lộ ra bình thản, lại không hiểu làm người ta có chút nhút nhát nói ngươi biết không. Ta hiện tại đã chuẩn bị hướng về phía trước mặt xin, chuẩn bị đem tỉnh Giang Nam đặc biệt an toàn tổng cục cái ngành này thu về và hủy rơi, chỉ ít, từ nay về sau, không có khả năng tiếp tục lại đọng ở chúng ta phi báo danh nghĩa. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại mở miệng ta hiện tại cũng tuổi tác cao, sợ mạc danh kỳ diệu chịu tiếng xấu thay cho người khác a. Lời vừa nói ra, vô luận là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão hay hoặc là phía sau hắn lão nhân kia, cũng không nhịn được trên mặt thần sắc chợt đổi đổi, theo sát mà kỳ khàn khàn đôi mắt không hẹn mà cùng lộ ra một tia kinh sắc, rung động. Cái này, chuyện này, thật có nghiêm trọng như vậy sao? Thậm chí ngay cả La Viễn Chí loại này lão đầu, đều chính mồm từ miệng hắn thảo luận ra nói vậy đến. Hắn nói hắn sợ. Lập tức sẽ 51 năm, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 51 năm hồng bao bảng. Đến 5 tháng 1 năm nhật cùng ngày hồng bao mưa có thể trở về quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hảo hảo càng. La lão ca ngươi lời này có đúng hay không có chút nghiêm trọng. Tuy nói chuyện này phía dưới người có chút làm ẩu, thế nhưng. Chẳng lẽ là vị kia họ Trần tuổi nhỏ người, lai lịch thân phận không bình thường. Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão trầm mặc hồi lâu, trầm mặt hỏi. Tuy rằng hắn đã sớm chú ý tới. Phân trong hồ sơ hạch tâm giờ hình như là một vị họ Trần tuổi nhỏ người, có thể trước hắn, lại cũng không có đem chuyện này coi trọng. Dù sao lấy thân phận của hắn, Liêu muốn như thế nào lai lịch thanh niên nhân, cũng có thể không trọng yếu như vậy mới đúng, nhưng bây giờ. Lẽ nào, thật là bởi vì vị kia họ Trần tuổi nhỏ người. Nếu là như vậy nói, vậy hắn thì không cần không đem chuyện này coi trọng. Dù sao nếu thật bởi vì chính là một người trẻ tuổi. Tự dẫn tới đường đường La Viễn Chí La thủ trưởng tự mình đăng môn cùng hắn đàm phán, thậm chí còn chính mồm nói vậy nói, cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Đó là một vị rất đặc thù thanh niên nhân, y thuật của hắn rất cao minh, từng là Hứa lão gia tử ân nhân cứu mạng. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng hỏi một chút gật đầu nói. T. Hứa lão gia tử, La lão ca, lẽ nào ngươi nói kinh thành vị kia Hứa gia lão thái gia, Hứa tướng quân. Nghe vậy dù là lấy Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão thân phận, lúc này cũng không nhịn được ra mặt mạnh run lên, cũng hít một hơi khí lạnh. Tuy nói hắn từng là tỉnh Giang Nam tỉnh tư lệnh quân khu, theo lý thuyết cũng là quyền cao chức trọng, từng thân chức vị cao, có thể cùng đối phương Hứa lão gia tử cái loại này khai quốc nguyên xun so với, cũng còn là xa xa chênh lệch không chỉ một bậc. Hoàn toàn không có thể sánh bằng tính. Nhưng bây giờ, La Viễn Chí La thủ trưởng lại còn nói vị kia họ Trần tuổi nhỏ người. Là kinh thành Hứa gia vị kia lão thái gia, Hứa tướng quân ân nhân cứu mạng, hắn há có thể không kinh hãi. Trách không được hắn La Viễn Chí trước sẽ là loại thái độ đó, nguyên lai là như vậy. Phải biết rằng hắn thế nhưng rất rõ ràng, La Viễn Chí từng là Hứa lão thái gia hơn 10 năm thân tín binh, mặc dù sau đó tới độc lập đi ra ngoài, nhưng này phân thượng tình hình bên dưới nghị nhưng vẫn đều ở đây. Mà hắn tam đệ hôm nay lại dám trêu chọc đến Hứa lão thái gia đích thực ân nhân cứu mạng trên đầu. Quả thật có chút thoáng làm được quá phận. Nghĩ đến đây, Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi nói La lão ca, chuyện này là Tiêu gia ta không đúng, cũng là ta Tiêu Trấn Quốc thất trách. Chỉ là, mình nhân bất thuyết ám thoại, không biết La lão ca người bên kia, muốn nên xử lý như thế nào. Tuy nói hắn đã nhận thức được sự thái nghiêm trọng tính, nhưng dù sao hôm nay La Viễn Chí một là bắt hắn Tiêu Trấn Quốc thân tam đệ. Một cái lại là bắt bọn họ Tiêu gia hiện tại trên mặt nổi người phát ngôn, dự tuyển tương lai gia tộc người nối nghiệp, động tác quá, cũng có đúng hay không vị miễn quá không cho bọn hắn Tiêu gia, cho hắn Tiêu Trấn Quốc mặt mũi. Dù sao theo lý thuyết Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng cũng không ít, cùng Châu thị có vị họ Đổng chính là một cái trong số đó. Có thể mặc dù là đem vị kia đắc tội, cũng không đến mức nháo đến bây giờ loại trình độ này a. Như vậy nghĩ. Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão trong lòng vô ý thức hơi có chút bất mãn lên, bất mãn người La Viễn Chí có đúng hay không có chút chuyện bé xé ra to, giết gà dọa khỉ. Minh nhân bất thuyết ám thoại. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng chân mày hơi nhíu, chợt khàn khàn, thâm thúy đôi mắt nhìn lướt qua mặt mang nhiệt giận Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão,
lập tức chậm rãi mở miệng nói, Tiêu lão đệ a, người nghĩ ta là cái loại này không biết phân tất người. Tùy tùy tiện tiện chuyện gì tựu trên cương lock in, tóm không tha. Hiển nhiên, hắn nhưng thật ra khám phá Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão tâm lý, để ý. Ngạch, nghe vậy Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão sửng sốt một chút, chợt một gương mặt già nua hiện ra lau một cái vẻ ngưng trọng, cười khổ nói, La lão ca, ta nói người có thể hay không cho ta câu thống khoái nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Họ Trần tuổi nhỏ người, địa vị thực sự rất dọa người. Địa vị, hắn hình như kỳ thực cũng không có gì địa vị, vì vậy cũng chưa nói tới cái gì sợ không dọa người, thế nhưng. Người biết không, Tiêu lão đệ, ngay đoạn thời gian trước, ta từng tự mình mời hắn đảm nhiệm chúng ta phi báo tổng huấn luyện viên chức. Nghe vậy La Viễn Chí đầu tiên là lắc đầu, sau đó chậm rãi nói ra một phen chấn động lòng người nói. Cái gì? Tổng huấn luyện viên, đó không phải là... Nghe vậy vô luận là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão, hay hoặc là phía sau hắn vị kia vẫn trầm mặc không nói gió xoáy mạo lão nhân, lúc này cũng không nhìn được trên khuôn mặt già nua hiện ra lau một cái rung động, chợt hai tròng mắt trong không hẹn mà cùng, trong khoảnh khắc đã bị nồng nặc chấn động đầy dẫy hầu như không còn. Hiển nhiên là phát ra từ nội tâm. La lão ca, ta nhớ được các ngươi phi báo tổng huấn luyện viên, không phải là vài thập niên trước từ kinh thành tới vị kia sao? Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão nhịn không được hỏi. Đúng vậy, thế nhưng vị kia đoạn thời gian trước bởi vì bị người ám toán, vì vậy, đã cưỡi hạc tây thuộc về. La thủ trưởng chán nản nói. Vậy bây giờ, ta nhớ kỹ vị trí này, không phải là cần chí ít cổ vũ giả tiên thiên thực lực, mới có tư cách đảm nhiệm sao? Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão mím môi một cái môi, do dự nửa ngày, tay vẫn chỉ khẽ run hỏi lên. Đúng vậy, vì vậy ta mới nói hắn bối cảnh cái gì, kỳ thực cũng không dọa người, chỉ là thực lực của hắn. Lại thực sự rất dọa người. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, sau đó một chữ một cái giọng nói chợt cất cao nói cổ. Võ, người, trước, thiên, hắn là nhìn chằm chằm đối phương hai mắt người nói ra khỏi miệng, làm người ta sởn tóc gáy. Không có khả năng, cổ vũ giả tiên thiên, tiểu tử kia hắn mới bay lớn. Gió xoáy mạo lão nhân cũng không nhìn được lên tiếng, run lên tiểu hình tròn gọng kính mắt, thanh âm đã có đủ khàn giọng. Có thể từ hắn lúc này cặp kia khàn khàn đôi mắt lược ra ánh mắt, lại càng thêm cây ết yêu ta người, càng hung hiểm hơn. Alan, ta hiện tại có thể đã không chịu nổi như ngươi vậy khí thế. Vì vậy phiền phức, cảm thụ một thốt nhiên khí thế đáng sợ tới người, La Viễn Chí La thủ trưởng cả người mạnh run lên, chợt nở nụ cười khổ nói. La thủ trưởng, xin lỗi. Nghe vậy gió xoáy mạo lão giả giật mình, sau đó kỳ toàn thân khí thế đáng sợ chợt thu liếm. Theo sát mà có chút xin lỗi hướng La Viễn Chí tạ lỗi nói. Hắn là có chút kích động. La lão ca ngươi vừa rồi lời kia, không phải là đùa giỡn. Tự cái này trong hồ sơ, vị kia cũng chỉ có hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người, hắn thật có. Thực lực như vậy, nhưng vào lúc này Tiêu Trấn Quốc không nhẫn nại được trong lòng run, lại một lần nữa giảng đề tài này dọn lên mặt bàn. Phải biết rằng loại sự tình này mà không có thể như vậy đùa giỡn, nếu thật là cổ vũ giả tiên thiên. Vẻn vẹn chỉ bằng cái này năm chữ ẩn chứa phân lượng, cũng đủ để làm bọn hắn Tiêu gia, làm hắn Tiêu Trấn Quốc như lâm đại địch, ban đêm không ngủ yên giấc. Nói đùa, dù sao cổ vũ giả tiên thiên đó là cái gì khái niệm? Mặc dù là bọn họ Tiêu gia, hôm nay chính là tối hưng thịnh, tột cùng nhất thời gian, cũng bất quá cũng chỉ có một vị như vậy tồn tại mà thôi, hơn nữa kỳ niên kỳ còn cùng hắn, sớm đã thành tuổi già. Mà bây giờ La Viễn Chí lại còn nói. Vị kia cũng chỉ có hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người, cư nhiên chính mình cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới. Chớ nói hắn Tiêu Trấn Quốc không tin, ngay cả phía sau hắn gió xoáy mạo lão nhân A-Lan, cũng đồng dạng không tin. La thủ trưởng, thật có chuyện lạ, chỉ thấy kỳ nhìn La Viễn Chí La thủ trưởng, vẻ mặt ngưng túc nói. Ta không cần thiết nói láo, nếu không, người nghĩ rằng ta ngày hôm nay vì sao biết tự mình đăng môn. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng thản nhiên nói. Nhưng hắn như vậy lời nói này, lại khiến Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão cùng với vị kia gió xoáy mạo lão nhân hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng thay đổi. Hô! Một lúc lâu sau, Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão mới nhịn không được thở ra một khẩu đại khí, nhìn La Viễn Chí La thủ trưởng cười khổ nói La lão ca, cảm tạ. Ngày hôm nay chuyện này, không biết vị kia là có ý gì. Hiển nhiên, ở tại hiểu rõ ràng Trần Phi thân phận cùng với nội tình sau. Dù là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão nhân vật như vậy cũng chỉ có thể buồn bã lắc đầu, cười khổ không thôi.
Tuy nói bọn họ Tiêu gia cũng có một vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả tọa chấn, nhưng vấn đề là đều cô không nói đến, bởi vì bọn họ đối lý mà không hiểu đắc tội một vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả, như vậy lý do đến tột cùng có đáng giá hay không? Mà là hiện tại vấn đề lớn nhất là, đây chính là một vị hơn 20 tuổi cổ vũ giả tiên thiên A, chỉ nghĩ muốn cũng đủ để cho nhân sinh ra một loại cảm giác vô lực, chớ đừng nói gì đắc tội. Bởi vì vậy đơn giản là ở tự tìm tử lộ, nói đùa, hắn Tiêu Trấn Quốc còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Ý tứ của hắn, ai, quên đi, ta cũng liền nói thẳng đi. Ý tứ của hắn vâng, chuyện này các ngươi Tiêu gia phải cho hắn một cái công đạo, bằng không. Hắn cái này lời mặc dù chưa nói xong, nhưng ý tứ cũng đã tương đương hiểu. Một cái công đạo. Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão nghe vậy chân mày hơi nhíu, chợt lộ ra một tia cười khổ nói la lão ca, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Nghe ngươi lời này ý, vị kia là chuẩn bị triệt để miệt mài theo đuổi xuống phía dưới. Có thể Nam Sơn chuyện này mặc dù là làm được nếu không đúng, tóm lại cũng hay là ta thân đệ đệ a, không có khả năng không quan tâm đi. Hắn cái này lời mặc dù nhìn như ở oán giận, nhưng trên thực tế cũng có thể thể hiện ra một ít thái độ. Đó chính là hắn căn bản không có nhắc tới Tiêu Thiên Nhượng tên, mà là vẻn vẹn chỉ nhắc tới đệ đệ hắn Tiêu Nam Sơn, như vậy ý vị như thế nào, hiển nhiên đã rất rõ ràng. Đó chính là Tiêu Thiên Nhượng, bọn họ Tiêu gia có thể buông tha, có thể đệ đệ hắn Tiêu Nam Sơn, có thể hay không hơi chút cho chút thể diện, chuyện này cứ tính như vậy. Tiêu lão đệ, ta có thể hiểu được ngươi, chỉ là... Nghe vậy La Viễn Chí có chút rối rắm. Theo lý thuyết Tiêu Trấn Quốc có thể đại biểu Tiêu gia, làm được loại trình độ này, trên thực tế đã có thể xem như là cực lớn nhượng bộ. Dù sao đây chính là một vị tương lai có hy vọng tranh đoạt Tiêu gia quyền kế thừa kiệt xuất hậu bối, lại đều bị bỏ qua, hy sinh cực đại. Có thể hết lần này tới lần khác chuyện này quan hệ đến Trần Phi. Lấy hắn đúng Trần Phi hiểu rõ, nếu là hắn không muốn nháo hoàn hảo, một khi bắt đầu náo loạn, loại trình độ này hình như căn bản thu lại không được a. Thấy tình cảnh này Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão hơi có chút thần sắc nhục nhã, trần chờ chỉ chốc lát, cau mày nói la lão ca. Nếu không trước cùng đối phương gặp một mặt rồi hãy nói. Có thể nhưng vào lúc này, đứng ở hắn sau lưng vị kia gió xoáy mạo lão nhân lại đột nhiên mở miệng nói, cư nhiên đem Tiêu Trấn Quốc chính thốt ra chính là lời nói cắt đứt. Gặp một mặt. Nghe vậy Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão sợ run nửa ngày, rốt cục biến sắc, cũng ý thức được vấn đề hình như không hắn nghĩ đơn giản như vậy, chợt thở một hơi thật dài, chậm rãi nói la lão ca, nếu không làm phiền mời thay ta các dẫn tiến dẫn tiến. Dẫn tiến, ta bên này không được, không quá hợp. Bất quá Tiêu lão đệ ngươi có thể đi qua các ngươi tỉnh Giang Nam cùng Châu Thị Thị Uy bí thư Đồng Văn Thành, nhượng hắn từ đó xe chỉ luồn kim một chút, bởi vì hắn cùng vị kia nhận thức. Tốt rồi, ta cũng không quấy rầy, cáo từ. La Viễn Chí La thủ trưởng dứt lời đứng dậy rời đi. Lập tức sẽ 51 năm, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 51 năm hồng bao bảng, đến năm tháng 1 năm nhật cùng ngày hồng bao mưa có thể trở về quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hảo hảo càng. Đồng Văn Thành, ta nhớ ra rồi, hình như là họ Đồng lão nhân kia con lớn nhất. Gặp La Viễn Chí nhắc tới Đồng Văn Thành ba chữ này, Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão cau mày suy nghĩ nửa ngày, mới đột nhiên bừng tỉnh, sau đó thần sắc buồn bã. Lớn tuổi. Chí nhớ là có chút không dễ xài. Lão gia, La thủ trưởng đi. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn gió xoáy mạo lão nhân khàn khàn tất cung tất kính nói. Đúng vậy, đi. Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão cười khổ gật đầu một cái, chợt nhịn không được nhỏ giọng hỏi, Alan, người vừa rồi cắt đứt ta, là bởi vì. Hắn đương nhiên có thể đoán được, vừa rồi Alan là cố ý cắt đứt hắn, bằng không, bình thường hắn rất ít nói chuyện. Ừ. Nghe vậy kỳ sau lưng vị kia gió xoáy mạo lão nhân khẽ gật đầu, kỳ khan khan, thâm thúy lão mắt cư nhiên cũng không khỏi xẹt qua vẻ kinh ngạc nói nếu thật như La thủ trưởng theo như lời, hơn 20 tuổi cổ vũ giả tiên thiên, mặc dù là ta đã nhiều năm như vậy, cũng hình như vẫn là lần đầu tiên nghe nói, chớ nói chi là loại này kinh thế chắc tuyệt tuổi nhỏ người bởi vì thành tựu ngạo thị cổ kim, thông thường tính tình có thể so với giác kiệt ngạo. Ta hiểu được, thanh niên nhân tính tình xung động, cũng không muốn thụ ủy khuất gì. Vì vậy nếu thật nhượng hắn đúng Tiêu gia chúng ta lòng có khúc mắc nói, sau đó quả, sợ rằng thiết tưởng không chịu nổi. Nói, Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão không khỏi đã đầu đầy mồ hôi. Dù sao loại sự tình này mà không có thể như vậy đùa giỡn. Một vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả phẫn nộ, mặc dù là bọn họ Tiêu gia,
mặc dù là bọn họ Tiêu gia cũng chính mình một vị cổ vũ giả tiên thiên cường giả tỏa chấn, khủng bố cũng khiêng không được, bởi vì gia đại nghiệp đại. Tối trọng yếu là người trẻ tuổi kia tiềm lực, thiên phú. Nếu hắn thật ở hơn 20 tuổi tựu đạt tới ta loại cảnh giới này, cho hắn thêm 5 năm, 10 năm, ai có thể bảo đảm hắn có thể đi tới thế nào thiên địa. Hắn một lời nói ra chỗ mấu chốt nhất, Kỳ Già Nua khuôn mặt tràn đầy buồn bã cùng kiêng kỵ. Thử nghĩ một chút, hơn 20 tuổi cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ, hơn 30 tuổi sẽ là như thế nào? Hơn 40 tuổi lại sẽ là như thế nào? Loại trình độ đó chỉ nghỉ muốn cũng đủ để cho ra đầu tê dại a. Cái này, ta hiểu được. Nghe được bản thân tối dựa vào lão bộc nói như vậy, dù là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão cũng không nhịn được thở một hơi thật dài, cột sống hàn khí cọ 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 xông ra. Năm đó chiến tranh thời đại, hắn bởi vì cơ duyên xảo hợp cứu đối phương để báo ân, từ đó về sau vẫn đi theo hắn Tiêu Trấn Quốc bên cạnh, cho tới hôm nay. Mà bây giờ, Kỳ sớm đã trở thành nhất tôn cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ cường giả. Không chỉ là hắn Tiêu Trấn Quốc chỗ dựa lớn nhất, cũng là bọn hắn Tiêu gia chân chính định hải thần châm. Nhưng bây giờ, ngay cả đối phương đều như vậy kiêng kỵ vị kia họ Trần tuổi nhỏ người, tuy rằng hắn không cách nào cảm nhận được loại này cái gọi tiềm lực, thiên phú, là cái gì khái niệm, có bao nhiêu khủng bố. Có thể hắn giờ này khắc này cũng đã thật sâu minh bạch một chút. Đó chính là, xem ra hắn được làm ra nào đó lựa chọn, bởi vì nếu thật là như vậy nói, vị trẻ tuổi kia, bọn họ Tiêu gia, tựa hồ không thể trêu vào a. Nghĩ đến đây hắn cũng không lại tiếp tục đình lại, mà là hướng về sau lưng A Lan vẻ mặt ngưng túc nói A Lan, đi đem Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư mời tới một chuyến. Ngươi đừng tự mình đi, nhượng Bằng Trình gọi điện thoại cho hắn đi. Trong miệng hắn Bằng Trình, đúng là hắn con lớn nhất Tiêu Bằng Trình, hôm nay thừa kế hắn đã từng vị trí, mặc cho tỉnh Giang Nam tỉnh tư lệnh quân khu chức. Vâng, ta hiểu được, nghe vậy đạo thân ảnh kia dần dần tiêu thất. Tiêu lão gia tử. Mà ở nhận được tỉnh Giang Nam tỉnh tư lệnh quân khu Tiêu Bằng Trình tự mình đánh tới cú điện thoại này, dù là Đồng Văn Thành loại thân phận này, cũng không nhịn được vi lấy làm kinh hãi, đương nhiên sau đó tối chấn động còn là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão gia tử lại muốn thấy hắn. Như vậy hắn tự nhiên cũng không dám chậm trễ, cấp tốc để tay xuống trong công tác, ngồi xe đi tới Tiêu gia khu biệt thự nội. Tiểu Đồng tới, mời ngồi mời ngồi. Mà ở nhìn thấy Đồng Văn Thành đến, Tiêu lão gia tử thập phần hòa ái cười hô. Tiêu lão gia tử khách khí, bất quá ngươi ngày hôm nay tới tìm ta là. Thấy thế Đồng Văn Thành vô ý thức nghĩ có cái gì không đúng, thận trọng nói. Là như vậy, thấy tình cảnh này Tiêu lão gia tử chân mày cau lại, chậm rãi nói ta nghe La lão ca nói, ngươi tựa hồ cùng một vị tên là Trần Phi tuổi nhỏ người nhận thức. Không biết có thể không thay dẫn tiến một chút, ta muốn cùng hắn ăn một bữa cơm, trò chuyện một chút việc mà. Trần tiên sinh. Nghe vậy Đồng Văn Thành không khỏi vô ý thức trái tim mạnh rút quất, chợt vẻ mặt ngưng túc lên, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói Tiêu lão gia tử, không biết có thể hay không tiết lộ một. Hai, bữa cơm này, thế nhưng hồng môn yến, hắn cư nhiên lấy dũng khí nhìn thẳng đối phương hai mắt nói như thế, khiến người sau da mặt run lên. Tiểu Đồng ngươi lời này đã có thể, là thì như thế nào, không phải là thì như thế nào. Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão có chút mặt không chút thay đổi nói. Nếu là nói, Tiêu lão gia tử vậy xin lỗi, chuyện này ta không có khả năng tham dự. Cáo từ, nào biết Đồng Văn Thành nghe vậy cư nhiên như thế gọn gàng dứt khoát, đứng dậy liền phải ly khai. Ai, ngồi xuống, ngồi xuống. Thấy tình cảnh này, dù là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão cũng có chút ra mặt không nhịn được, vẻ mặt khó xử cùng lắc đầu cười khổ nói ta nói vị kia họ Trần tuổi nhỏ người thật có đáng sợ như vậy. La Viễn Chí lão nhân kia là như thế này. Tiểu tử ngươi cũng là như thế này. Cũng quá không để cho ta Tiêu Trấn Quốc tình cảm đi. Xin lỗi, Tiêu lão gia tử, thật sự là bởi vì. Này sự kiện quá đặc thù, Trần tiên sinh hắn không chỉ là cha ta ân nhân cứu mạng, hơn nữa, hắn còn là một vị địa địa đạo đạo đô thị kỳ nhân, cường đại cổ vũ giả, ta không dám đắc tội a. Thấy thế nghe vậy Đồng Văn Thành cũng không miễn cười khổ nói. Lại là ân nhân cứu mạng, còn là đô thị kỳ nhân. Nghe vậy Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão gia tử ra mặt hơi run lên, nhịn không được chậm rãi nói Tiểu Đồng, xem ở hai nhà chúng ta bình thường quan hệ cũng coi như không tệ phân thượng, ngươi có thể hay không cho ta thấu cái đáy. Tiểu tử kia, vị kia Trần tiên sinh, đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào, giá trị được các ngươi một cái hai đều kiêng kỵ đến loại trình độ này.
Trần tiên sinh có thật lợi hại. Nghe vậy Đồng Văn Thành trầm mặc hồi lâu, tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, chậm rãi nói Trần tiên sinh có thật lợi hại, kỳ thực ta cũng không rõ lắm. Bất quá theo ta được biết, Trần tiên sinh từng ở Hương Cảng chợ đêm đại náo quá hai lần, tất cả bình yên vô sự đã trở về, hơn nữa bên kia còn giống như không có gì truy cứu ý tứ, trái lại. Trái lại cái gì? Từ trong bóng tối đi ra một đạo thân ảnh, khàn giọng và lại trịnh trọng nói. Chính là vị kia gió xoáy mạo lão nhân. Và lại lúc này từ hắn trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài tâm tình sóng gợn, cư nhiên cũng hơi có chút khẩn trương, không sai, tốt lắm giống như thật là khẩn trương a. Trái lại Hương Cảng chợ đêm bên kia, còn giống như có tốt như thế ý tứ. Nghe vậy Đồng Văn Thành thần sắc cảm thán lắc đầu nói. Mỗi khi hắn nhớ tới hắn muội phu Trần Diệu mắt đối với hắn nói những lời này, việc này sau, mặc dù lấy thân phận của hắn, chức cấp, cũng vẫn không từ cảm thán tới cực điểm, cũng bị chấn động tới cực điểm. Dù sao, đây chính là Hương Cảng chợ đêm a. Lấy chức của hắn cấp, đương nhiên minh bạch Hương Cảng chợ đêm bốn chữ này, ý vị như thế nào? Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, gió xoáy mạo lão nhân không khỏi ngây ngô lên, miệng há thật to, thật lâu chưa khép lại đến. Lấy hắn trình tự, cảnh giới, đương nhiên hiểu rõ hơn Hương Cảng chợ đêm, đó là hạng quái vật lớn vậy tồn tại. Cũng không nói vị kia một tay sáng lập Hương Cảng chợ đêm truyền kỳ tông sư, liền nói ở kỳ dưới ba vị phó hội trưởng, tối thiểu cũng là cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ hoặc S cấp dị năng giả cấp bậc. Mỗi người đều cùng hắn lực lượng ngang nhau, thậm chí có còn xa xa mạnh hơn hắn. Nhưng bây giờ hắn lại nghe được cái gì? Hắn cư nhiên nghe được vị kia họ Trần, cũng chỉ có hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người, không chỉ cùng Hương Cảng chợ đêm cái loại này ngón tay cái thực lực nháo quá mâu thuẫn, thậm chí đối phương bây giờ còn không truy cứu, trái lại ở lấy lòng. Giảng đạo lý, lời như vậy nghe được lỗ tai hắn trong, có thể so cái gì sấm sét giữa trời quang tới chấn động hơn. Phải biết rằng đây chính là Hương Cảng chợ đêm a. Lời nói không dễ nghe, chỉ sợ cũng xem như là chính hắn, đất khách chỗ, cũng tuyệt không khả năng đạt được vị trẻ tuổi kia hôm nay loại đãi ngộ này, nhưng là bây giờ. A Lan, mà ở nhìn thấy bản thân lão bộc trình độ như vậy chấn động, dù là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão cũng không nhịn được ra mặt hơi run lên, nhỏ giọng nói. Hô, lão gia, còn là tự mình gặp một lần đi. Bất quá, người tốt nhất còn là làm một ít chuẩn bị tâm lý. Bởi vì nếu thật sự là như thế, vị kia, chúng ta sợ rằng đắc tội không nổi. Trầm mặc sau một hồi, gió xoáy mạo lão giả khuynh phun một ngụm chọc khí nói. Ta, nghe vậy Tiêu Trấn Quốc cả người một cái giật mình, không chỉ có như vậy, ngay cả Đồng Văn Thành cũng không nhịn được mâu quang vi run rẩy. Bởi vì hắn tuy rằng vẫn luôn vô điều kiện tin tưởng Trần Phi Trần tiên sinh nội tình cùng cường đại, có thể, làm hiện tại lời như vậy tự mình từ tiêu ra vị kia trong miệng nói ra lúc. Hắn vẫn không nín được có chút cây ết yêu ta sợ cùng cảm thán. Dù sao, đây chính là cũng là vị địa đạo đạo cổ vũ giả tiên thiên A. Văn Thành đồng chí A, phiền phức mời cho vị kia gọi điện thoại đi. Ngươi yên tâm, hiện tại coi như ta nghĩ, nhưng cái này hồng môn yến, chỉ sợ cũng bầy không đứng dậy A. Sau một hồi, Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão đột nhiên cười khổ lắc đầu, hướng về phía Đồng Văn Thành mở miệng nói. Được rồi. Nghe vậy thấy thế Đồng Văn Thành vẻn vẹn chỉ là trần chờ chỉ chốc lát, còn là lấy điện thoại ra bấm Trần Phi điện thoại. Cùng lúc đó, cùng Châu Thị, Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ, ta đỉnh cấp tư nhân bên trong gian phòng, Trần Phi vừa nằm dài trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, kỳ bên cạnh y phục bao nội chuông điện thoại di động, lại đột nhiên vang lên. Là ai lúc này gọi điện thoại cho ta? Trần Phi một bên có chút buồn bực nói thầm nói, một bên vươn tay dơ dơ. Giấu ở y phục bao nội điện thoại di động nhưng vẫn động lăng không dựng lên, hướng về hắn bay tới. Này, vị ấy, theo hắn cũng không thấy điện báo biểu hiện, đến tột cùng là ai đánh tới cú điện thoại này, nhẹ nhàng điểm một cái, tự nhận nghe điện thoại. Trần tiên sinh là ta, Đồng Văn Thành. Từ microphone nội theo truyền đến Đồng Văn Thành thanh âm, khiến Trần Phi nao nao. Sau đó hắn mở miệng cười nói nguyên lai là Đồng Bí Thư A, có chuyện gì không? Hắn sau lại nhưng thật ra có nghe nói, trước La Viễn Chí sở dĩ sẽ biết hắn bị bắt, hình như cũng là bởi vì đối phương Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư tìm được rồi Lôi Long. Như vậy, chắc là Đồng Kiến Huy tiểu tử kia, thông chi ba hắn đi. Trần tiên sinh, người bên kia đã không sao đi. Là như vậy, Tiêu gia Tiêu lão gia tử, muốn mời ngươi ăn bữa cơm.
Bên đầu điện thoại kia Đồng Văn Thành lại lần nữa mở miệng nói. Tiêu lão gia tử, Tiêu Trấn Quốc. Nghe vậy Trần Phi giật mình, chợt cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt đôi mắt hiện ra lau một cái tiêu ý, chậm rãi mở miệng nói Tiêu lão gia tử muốn mời ta ăn, đó là ta Trần Phi vinh hạnh. Đồng thúc, ta hiện tại hơi mệt, trước nghỉ ngơi một chút, chuyện ăn cơm tình ngươi nhượng Tiêu lão gia tử an bài đi, ta theo gọi theo đến. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền cúp điện thoại, cầm điện thoại di động tự lẩm bẩm, nói Tiêu gia. A, lập tức sẽ 51 năm, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 51 năm hồng bao bảng, đến năm tháng 1 năm nhật cùng ngày hồng bao mưa có thể trở về quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hảo hảo càng. Tiểu nửa ngày rất nhanh liền đi qua, lớn như vậy ước nhanh đến bóng đêm phủ xuống thời gian, một đạo tin nhắn ngắn xuất hiện ở Trần Phi trên điện thoại di động, đến từ Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư, nội dung đại khái là Tiêu lão gia tử đem ở 7 giờ tối nay nửa, ở cùng châu thị Caesar đại tử điếm mở tiệc chiêu đãi hắn, vì vậy xin Trần Phi đến lúc đó cần phải đúng giờ đi qua. 7 giờ tối nay, Caesar đại tử điếm. Nghe được điện thoại kia chấn động thanh âm vang lên. Trần Phi vừa có chút khó chịu trong miệng lẩm bẩm, một bên vươn tay đi qua, đem đầu giường màn hình vẫn còn chiếu sáng điện thoại di động bắt được trước mắt quơ quơ, chợt miệng một phiết, xoa xoa ổ chim tựa như tóc, theo đính trực thân thể ngồi dậy. Tuy rằng hắn cũng không biết cái gọi là Caesar đại tử điếm ở đâu, chỉ bất quá, hiện tại đều đã hơn 6 giờ đồng hồ, nếu không rời giường chạy tới, chỉ sợ cũng có chút không còn kịp rồi. Ước gần 10 phút sau, Trần Phi tùy tiện tắm một cái xấu xấu. Giặt sạch cái đầu, an vị theo một chiếc điệu thấp xa hoa huy đằng từ Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ dưới đất đỉnh bãi đỗ xe ly khai. Cái này tự nhiên là Chu Thượng Thượng ca an bài cho hắn. Cùng lúc đó, cùng châu thị có danh tiếng tửu điếm cấp 5 sao một trong Caesar đại tửu điếm trước cửa, có hai vị thoạt nhìn ước chừng 5-60 tuổi lão nhân, đang lẳng lặng tại nơi chờ. Mà bọn họ tuy rằng nhìn như quần áo bình thường, không quá thu hút, có thể cái loại này thuộc về bọn họ khí chất trên người. Cùng với ánh mắt sắc bén, uy nghiêm tư thái, đều đủ để hiển hiện ra. Cái này hai vị lão nhân sợ rằng cũng không giống như bọn họ khiêm tốn ăn mặc đơn giản như vậy, mà là sợ rằng có nhất định thân phận địa vị, thậm chí, còn có khả năng từ lâu thân chức vị cao. Mà cái này hai vị lão nhân không là người khác, chính là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão con lớn nhất Tiêu Bằng Trình, cùng với con thứ ba Tiêu Linh Sơn. Lúc đầu Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão cùng sở hữu ba nhi tử, một cái hai nữ nhi. Chỉ tiếc trời không làm mỹ, hai nữ nhi, tứ nhi tử lần lượt qua đời, dẫn đến lão nhân gia ông ta hôm nay cũng chỉ có hai đứa con trai thường bạn dưới gối. Không nói câu ca dao nói, hổ phụ không khuyển tử, Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão hôm nay còn sống hai vị này nhi tử, đến chưa cho hắn mất mặt. Hắn con lớn nhất Tiêu Bằng Trình rõ ràng là tỉnh Giang Nam tỉnh quân khu hiện giữ tư lệnh viên, mặc cho quân khu thủ trưởng chức, con thứ ba Tiêu Linh Sơn cũng là có mặt mũi, nhậm chức tỉnh tổ chức bộ bộ trưởng. Hoàn toàn xưng là tiền đồ rộng thoáng. Nhưng bây giờ, Tiêu lão gia tử hai vị này tương môn hổ tử, cư nhiên một cái đều không lọt đều bị lão thái gia ngôn từ thét ra lệnh kêu đến, đừng nói là những người khác, ngay cả hai người bọn họ vị mình cũng có chút buồn bực, không nghĩ ra. Đại ca, người nói chúng ta ba hắn đây là thế nào? Bao nhiêu chuyện này, đến mức đem hai chúng ta cũng gọi tới sao? Tiêu lão gia tử con thứ ba Tiêu Linh Sơn nhìn một chút cổ tay. Có chút bất mãn nói thầm nói. Hắn lúc đầu hắn tối nay là không muốn tới đây, bởi vì hắn trên tay có nhất kiện rất trọng yếu hơn nữa rất khẩn cấp chuyện mà còn không có xử lý tốt, có thể nhưng vẫn là mạnh mẽ bị Tiêu lão gia tử kêu đến, khó tránh khỏi sẽ có một ít phiền muộn. Được rồi, đừng nói nữa, nếu ta đoán không lầm nói, chắc là ra đại sự. Thế mà Tiêu Bằng Trình Tiêu tư lệnh viên nhìn lướt qua hắn tam đệ, lại cư nhiên như thế giọng nói có chút trịnh trọng nói. Nga tương đương nói thế thế nào? Nghe vậy Tiêu Linh Sơn Tiêu tỉnh bộ trưởng thần sắc khẽ biến, nói. Cũng gần 60 năm thân huynh đệ, hắn đương nhiên rất rõ ràng, chính hắn một đại ca nếu là không có nắm chặt, chắc chắn sẽ không loạn để xuống không thì, lung tung nói ra những lời này. Ta vừa nhận được tin tức, tam thúc hắn, còn có ngàn nhượng đều bị bắt, Tiêu Bằng Trình Tiêu tư lệnh viên vẻ mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Nghe vậy Tiêu Linh Sơn Tiêu tỉnh bộ trưởng thiếu chút nữa không bị dọa đến nhảy dựng lên, nhất thời vẻ mặt lão luyện đầy dẫy ra nồng nặc sai lầm vẻ, không dám tin nói đại ca, ngươi không có nói đùa chớ. Ngàn nhượng còn chưa tính, thế nhưng tam thúc hắn. Tại đây tỉnh Giang Nam, hình như không có người nào bộ môn có tư cách, có thể dùng hắn đi.
hắn lời này không có thể như vậy hồ nói lung tung, phải biết rằng bọn họ tam thúc Tiêu Nam Sơn, đây chính là tỉnh Giang Nam tỉnh quân khu đặc biệt cục an ninh cục trưởng, treo chính là tỉnh quân khu cao cấp, trừ hắn ra đại ca Tiêu Bằng Trình nguyện ý tự mình mở cái miệng này, bằng không những người khác đều là không tư cách động. Hoặc là tỉnh Lý Mặt hai vị kia một trong số đó, triệt để hạ quyết tâm, nhưng này, đây không quá khả năng đi. Dù sao bọn họ Tiêu ra tại đây Giang Nam, nếu là xưng đệ nhị nói, cái khác phỏng chừng không có gì người hoặc gia tộc dám xưng đệ nhất. Vì vậy coi như hai vị kia, ở chưa triệt để cùng bọn chúng Tiêu ra xé rách mặt trước, cũng không thể làm như vậy đi. Chớ nói chi là bọn họ Tiêu ra cùng hai vị kia quan hệ, không phải là thật không tệ sao. Hơn nữa hình như, bên ngoài cũng không phong thanh gì à. Tại sao không có, lẽ nào ngươi đã quên phi báo? Có thể nghe nói Tiêu Bằng Trình lại nói như thế, khiến Tiêu Linh Sơn trên mặt thần sắc mạnh cứng lên một chút. Phi báo, cái này, dù là Tiêu Linh Sơn loại tầng thứ này, loại thân phận này, lúc này cũng không nhịn được nói đều có chút cũng không nói ra được. Dù sao phi báo cái loại này bộ môn, hai chữ này ý vị như thế nào, người khác không biết, hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Cái loại này hoàn toàn là từ phi nhân loại tạo thành ngành đặc biệt, không chỉ có chức quyền lớn đến dọa người, ngay cả làm việc cũng không ấn lẽ thường ra biển hiệu, vì vậy bọn họ bình thường đều là e sợ cho không kịp, nhưng bây giờ. Nhưng vào lúc này Tiêu lão gia tử còn có vị kia gió xoáy mạo lão giả A-Lan đến rồi, Tiêu Bằng Trình cùng với Tiêu Linh Sơn lập tức kết thúc nói chuyện với nhau, sửa sang một chút tâm tính, lập tức nghênh đón. Ba, Lan Thúc. Ba, Lan Thúc. Hai người trước sau hướng phía Tiêu lão gia tử cùng với gió xoáy mạo lão nhân tất cung tất kính nói. Đi vào trước đi, ở bên ngoài như vậy chờ, sợ rằng có chút không tốt lắm. Tiêu lão gia tử chậm rãi gật đầu, lại mở miệng nói. Ba, đêm nay đây tột cùng là... Nghe vậy Tiêu Linh Sơn nhìn không được nhỏ giọng nói, thần sắc có chút khẩn trương cùng hiếu kỳ. Vừa đi vừa nói chuyện đi. Nghe vậy Tiêu lão gia tử nhìn lướt qua hai đứa con trai mình, sau đó vừa đi tiến Caesar đại tửu điếm, một bên lắc đầu chậm rãi nói đêm nay, ta chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi một vị đại nhân vật. Vì vậy hai người các ngươi đợi đều cho ta để xuống thông minh một chút mà, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói cũng đừng nói. Thành thật nghe là được. Ba. Là cùng tam thúc chuyện tình có quan hệ đi. Chẳng lẽ là La Viễn Chí La thủ trưởng? Nghe vậy Tiêu Bằng Trình do dự một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. La Viễn Chí, muốn là của hắn nói, chuyện này sẽ không phiền phức như vậy. Tiêu lão gia tử nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi nói tiểu tình huống trước mắt đến xem, người nọ hẳn là so với La Viễn Chí tên kia còn lợi hại hơn một chút. Vì vậy ta mới cho các ngươi lưỡng đêm nay đều phải đến, tỏ vẻ thành ý. T. Nghe được bản thân cha già trong miệng tự mình nói ra những lời này, dù là Tiêu Bằng Trình Tiêu Tư lệnh viên, Tiêu Linh Sơn Tiêu tỉnh bộ trưởng hai vị này, lấy thân phận của bọn họ lúc này cũng không khỏi hơi cũng hít một hơi khí lạnh, theo sát mà trong con ngươi không hẹn mà cùng xẹt qua một tia sợ hãi vẻ. So với La Viễn Chí La thủ trưởng đều còn muốn đại nhân vật lợi hại, đáng chết, sẽ không phải là kinh thành mấy vị kia đi. Bằng Trình, Linh Sơn. Nhớ kỹ như thế này nếu gặp được cái gì giật mình chuyện, nghìn vạn đừng biểu lộ ở trên mặt, đừng làm cho đối phương bởi vậy sản sinh cái gì khúc mắc. Mặt khác, nếu là đêm nay không đàm long nói, cũng không cần xé rách mặt, trước bàn bạc kỹ hơn đi. Nhưng vào lúc này gió xoáy mạo lão nhân đột nhiên mở miệng nói. Lan Thúc, nghe vậy vô luận là Tiêu Bằng Trình hay hoặc là Tiêu Linh Sơn càng sợ nhảy dựng lên, không nghĩ tới cư nhiên có thể từ Lan Thúc trong miệng nghe thế loại nói. Phải biết rằng ngoại nhân không rõ ràng lắm, lẽ nào chính bọn nó vẫn không rõ. Lan Thúc tại bọn hắn Tiêu gia nội bộ địa vị, hoàn toàn là cùng bọn họ phụ thân Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão gia tử một cấp bậc, xưng kỳ vì bọn họ Tiêu gia một. Khác cây định hải thần châm, đều hoàn toàn không quá đáng. Hơn nữa cái này đều còn chưa phải là trọng điểm là bọn hắn cũng đều là biết Lan Thúc nội tình. Đây chính là bọn họ Tiêu gia một vị duy nhất cổ vũ giả tiên thiên cường giả. Siêu phàm vũ lực đệ nhất nhân, nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên chính mồm nói ra lời như vậy. Nếu là đêm nay không đàm long nói, cũng không cần xé rách mặt, trước bàn bạc kỹ hơn đi. Lẽ nào hắn là ở kiêng kỵ? Nghĩ đến đây dù là Tiêu Bằng Trình Tiêu Tư lệnh viên, Tiêu Linh Sơn Tiêu tỉnh bộ trưởng loại thân phận này, cũng không nhịn được sắc mặt hơi có chút trắng bệch lên, ngón tay ở run run. Dù sao đây chính là cổ vũ giả tiên thiên A.
đây cũng không phải là đùa giỡn, nhưng hôm nay loại trình độ đó Lan Thúc lại cư nhiên kỵ, kiêng kỵ. Đừng quên ta và A Lan nói. Đi thôi, đi vào trước. Nhìn hai đứa con trai mình vẻ mặt thất thố hình dạng, Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão gia tử khẽ lắc đầu, tiến nhập tửu điếm. Nếu là ở bình thường, hắn hơn phân nửa còn có thể răn dậy một câu cái này giống như bộ dáng gì nữa. Nhưng lúc này, liền ngón tay hắn nhọn kỳ thực đều ở đây theo bản năng run run, lại còn có tư cách gì giáo huấn người. Mà đang lúc bọn hắn tiến nhập Caesar đại tửu điếm không gặp, Trần Phi ngồi xe chạy tới. Phi ca. Trần Phi, người thế nào tại đây? Ngay Trần Phi chuẩn bị xuống xe tiến nhập tửu điếm lúc, kỳ phía sau chợt truyền đến lưỡng đạo có chút chín thanh âm. Trần Phi nghiêng đầu qua vừa nhìn, nguyên lai trong đó một vị chính là trước ở Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ, cùng hắn từng có ngắn trao đổi Đồng Kiến Huy phát tiểu Quách Khôn, Khôn Tử. Mà một vị khác tác nhượng Trần Phi hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng lại là bản thân đã lâu không gặp Quan Thi Âm, quan đại mỹ nữ. Hắn không phải là ở Bắc Sơn sao? Tại sao lại đột nhiên chạy đến cùng châu thì tới? Phi ca người khỏe, các ngươi quen nhau, ngay Trần Phi nghi hoặc, Quách Khôn Khôn Tử đã tiến lên trước đến, đầu tiên là tất cung tất kính chào hỏi, sau đó có chút ngạc nhiên nói. Trên thực tế hắn cùng với Quan Thi Âm mặc dù là một đường, nhưng tương hỗ trong lúc đó nhưng cũng không quen thuộc, hình như là hắn một cái cũng chưa quen thuộc bạn nữ giới bằng hữu, thuận tiện kêu đến chuẩn bị đêm nay ăn một bữa cơm. Loại sự tình này mà rất bình thường, vì vậy trước hắn ngoại trừ nhiều ngắm hai mắt đối phương khuôn mặt đẹp ở ngoài, cũng không thế nào lưu ý. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên phát hiện hắn lại cùng Phi ca nhận thức. Cái này nhất thời làm hắn có chút ngoài ý muốn lên. Dù sao đây chính là một vị liên Đồng Kiến Huy sáng chói ca đều phải thành thật gọi ca đại nhân vật, đường đường Phi ca, lại cùng như vậy một vị tiểu người nữ chủ trì, hình như là cái người chủ trì đi. Bọn họ cư nhiên nhận thức. Ừ, hắn là bằng hữu ta, ngươi chạy thế nào tới bên này, đến chơi. Nghe vậy Trần Phi gật đầu cười, cũng không tiếp tục lưu ý, bắt chuyện Quách Khôn vị này tỉnh công an thính thường vụ phó thính trưởng con, mà là hướng về Quan Thi Âm cười hỏi. Ngày hôm nay Quan Thi Âm mặc rất hiu nhàn, hạ thân bao vây lấy thon dài mây chân tràn đầy co giãn, đường cong độ cung kiện mỹ khố, lại phối hợp cái này một đôi khéo léo linh lung màu hồng giày thể thao, đem gần như hoàn mỹ. Không thể soi mói đường vòng cung vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện rồi đi ra, rất hấp dẫn người nhãn cầu. Mặt khác của nàng trên thân là nhất kiện hàn hãy thêu hoa bạch sắc tiểu thương cảm, bên ngoài còn thiota thân bội có một cái ngưu tử tiểu mã giáp, đẹp đẽ lại không mất khả ái. Ừ, hai ngày này vừa vặn ta nghỉ, ta có cái bằng hữu mời ta đến đi dạo phố, tự. Có lẽ là thật đã lâu không gặp đến Trần Phi, chúng ta Quan Thi Âm quan đại mỹ nữ lại có một ít ngượng ngùng. Tiếu Mâu có chút nhộn nhạo liếc Trần Phi liếc mắt, sáng tỏ khuôn mặt hai gò má có chút đột ngột hiện ra lau một cái đỏ ửng, nhỏ giọng nói. Phải biết rằng lúc đầu ở Thương Hải tập đoàn cao nguyên cao to ít sinh nhật tiệc tối trên, Trần Phi thế nhưng cho nàng để lại rất sâu khắc ấn tượng rất sâu sắc. Tục ngữ nói thật tốt, tiểu mỹ nhân yêu anh hùng. Tuy nói chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tạm thời còn không đảm đương nổi anh hùng hai chữ, nhưng tốt xấu, cũng còn là so với người bình thường cường nhiều lắm. Dù sao không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện người nào, cũng có thể làm cho Thương Hải tập đoàn cao tổng cùng với Bắc Sơn thị thị trưởng Hoàng Đào loại trình độ đó, đều có thể đủ như vậy nể tình. Loại sự tình này mà nếu là truyền đi, khẳng định không ít người cũng phải dọa cho giật mình. Đang nói, cách đó không xa một vị như là hắn bằng hữu nữ tử đột nhiên đi tới. Tên nữ tử này đồng dạng vóc người rảo tốt, cơ thể trắng nõn, một đôi mắt long lanh sáng sủa thấu triệt. Vừa nhìn chính là cái loại này thập phần câu người đại mỹ nữ. Chỉ thấy kỳ tò mò quan sát Trần Phi liếc mắt, nhìn không được yểu điệu mở miệng nói Thi Âm, Quách Hít, gặp phải người quen sao? Nếu không cũng giới thiệu cho ta giới thiệu, các ngươi vị bằng hữu này thật là đẹp trai a. Ngạch, giảng đạo lý, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu còn là đầu một hồi nghe thế loại tán thưởng, và lại còn là xuất xứ từ một vị yểu điệu đại mỹ nữ, nhất thời trên mặt có một ít ngượng ngùng lên. Nhãn thần bên trái miểu bên phải phiêu, một tay sờ sờ đầu, một tay vươn tay tự giới thiệu mình xin chào, ta là Trần Phi. Thi Âm bằng hữu. Xin chào, xin chào. Bất quá ngươi mặt đỏ như vậy, chẳng lẽ, ngươi xấu hổ đi. À, Thi Âm, người bằng hữu này thật là đáng yêu a, à, lại còn sẽ xấu hổ mặt đỏ. Ngập nước mắt to mỹ nữ vươn tay cùng Trần Phi cầm, chợt có chút khoa nhìn quanh Trần Phi trên mặt đỏ ửng, che miệng cười duyên nói.
Đầu năm nay, loại này thuần khiết đại soái ca cũng không thấy nhiều. Tâm Di, chớ nói lung tung nói. Vị này chính là Trần Phi Phi ca. Có thể nhưng vào lúc này, một bên Quách Khôn lại đột nhiên hướng hắn xử một cái ánh mắt, nhỏ giọng nhắc nhở, khiến người sau nhất thời ngẩn ra. Tên nữ tử này tên là Chu Tâm Di, chính là quan thi âm nguyên lai ở tỉnh Radio đảm nhiệm người chủ trì lúc làm việc khuê mật. Tuy nói đương sơ quan thi âm buồn bã ly khai tỉnh đài truyền hình lúc, cùng không ít người đều cắt đứt liên lạc, bất quá hắn cũng trong đó ít có ngoại lệ, và lại bình thường thỉnh thoảng mời quan thi âm trở về cùng Châu Thị đi dạo phố ăn, quan hệ thật tốt. Hơn nữa kỳ thực gia đình của nàng bối cảnh cũng tương đối không sai, có một vị chánh sử cấp trưởng bối ở cùng Châu Thị chỗ ngồi này tỉnh lỵ thành thị nhậm chức. Cổ ngữ hữu vân kinh quan năm thứ ba đại học cấp, tuy nói hắn vị trưởng bối kia không phải chân chánh kinh quan, nhưng tính chất luôn luôn cái kia tính chất, dầu gì cũng là tỉnh lỵ thành thị đang. Bằng không hắn cũng khả năng không lớn nhận thức Quách Khôn Khôn tử loại này nha nội đại thiếu, tỉnh công an thính thường vụ phó thính trưởng con. Nhưng là bây giờ, hắn lại vẻn vẹn chỉ là trêu chọc một câu, lại cư nhiên dẫn tới Quách Khôn Quách đại thiếu lớn như vậy phản ứng, hắn tự nhiên có chút ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, ngoài ý muốn sau, hắn cũng ngay tức khắc ý thức được vị này ở trước mặt nàng có chút ngại ngùng, ngượng ngùng đại soái ca, sợ rằng địa vị cũng không phải đơn giản như vậy, rất có thân phận. Bằng không, lấy Quách Khôn Quách đại thiếu địa vị, cũng không đến mức bởi vì một câu trêu chọc tựu thật sao nghiêm túc đi. Nghĩ đến đây Chu Tâm Di hơi có chút khẩn trương, chợt mặt cười lộ ra một tia áy náy, nũng nịu nhỏ giọng nói Phi ca xin lỗi, ta không biết thân ngươi. Khiến cho câu nệ như vậy làm gì? Chúng ta đều là thi âm bằng hữu, không có chuyện gì, người một nhà. Ngược lại thì Trần Phi cười đem hắn cắt đứt, lại hướng về phía bên cạnh vẻ mặt mỉm cười quan thi âm nói rằng thi âm, mặt trên có người chờ ta ăn, hiện tại hình như đã muộn, vì vậy, ta đi lên trước. Các ngươi đợi ăn hết nếu có rảnh rỗi, có thể gọi điện thoại cho ta, lại nói tiếp, ta nhớ kỹ ngươi thật giống như còn thiếu ta một bữa cơm đi. Ngươi không biết xấu hổ nói. Nói gọi người cái này đại ân người suốt ngày liên lạc không được, lần trước lúc đầu nói chờ ngươi từ quê nhà sau khi trở về, tự mời ngươi ăn cơm, kết quả, căn bản liên lạc không được ngươi người. Nghe vậy quan thi âm nhất thời bĩu môi có chút bất mãn nói. Ngạch, Trần Phi nghe vậy nhất thời có chút lúng túng sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói ngoài ý muốn, chỉ do ngoài ý muốn. Mấy ngày nay hình như là có chút việc, thiên nam địa bắc chạy khắp nơi, đem chuyện này đã quên. Được rồi, lên đi, đợi chúng ta cơm nước xong nếu còn có hoạt động, tự gọi điện thoại cho ngươi. Thế mà quan thi âm nghe vậy lại trực tiếp mị hắn liếc mắt, đem đang ở nói cắt đứt, gỡ gỡ nhu thuận mái tóc, dục không cần giải thích, mau nhanh đi ăn cơm đi. Ừ, ta đi trước, Quách Ít, vị mỹ nữ này, ta đi trước một bước, cáo từ. Nghe vậy Trần Phi gật đầu cười, xoay người đi vào Caesar đại tử điếm. Này, anh chàng đẹp trai, ta gọi là Chu Tâm Di. Chu Tâm Di hướng về Trần Phi bối cảnh hô một câu, lúc này mới có chút tò mò quay đầu, đang nhìn mình thật là tốt khuê mật quan thi âm cùng với Quách Khôn Quách đại thiếu nũng nịu hỏi, thi âm, Quách Hít, các người vị bằng hữu này đến tột cùng là lai lịch gì? Thật giống như ta trước chưa thấy qua a. Vẻ đẹp của nàng mâu vô ý thức hướng Quách Khôn nhìn lại. Kỳ thực ta cũng là lần thứ hai thấy hắn, bất quá, người biết Đồng Kiến Huy sáng chói ca đi. Ổn áp, Quách Khôn do dự một chút, mới chậm rãi nói. Lời thừa, trong vòng ai không biết sáng chói ca. Đây chính là Đồng bí thư nhi tử, Chu Tâm Di bạch liễu nhất nhãn tha, mở miệng nói. Bất quá Quách Khôn Quách đại thiếu kế tiếp một câu nói, lại khiến hắn một trương thiếu nhan nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì Quách Khôn Quách đại thiếu lại nói lên đến lời như vậy có thể sáng chói ca thấy hắn, cũng gọi hắn ca, phi ca. Thập, cái gì, sáng chói ca thấy hắn, cũng gọi hắn ca. Dù là Chu Tâm Di trước cái loại này hoạt bát tính cách, lúc này cũng không nhịn được có chút cả lăm. Dù sao phải biết rằng, tại bọn hắn cái vòng này nội, người trước người sau một câu ca, đại biểu ý nghĩa thế nhưng rất rõ ràng. Chớ nói chi là Đồng Kiến Huy sáng chói ca loại trình độ đó bí thư con, cư nhiên cũng gọi đối phương ca, chẳng lẽ. Đối phương địa vị so với đường đường tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ thành thị thị uy bí thư công tử Đồng Kiến Huy sáng chói ca, còn lợi hại hơn phải không? Cái này, không quá khả năng đi. Phải biết rằng Đồng bí thư như vậy thân phận địa vị, xưng hô thứ nhất câu bản tỉnh 4 số 5 lãnh đạo, đều hoàn toàn không quá phận. Như vậy sáng chói bớt ở vòng tròn nội, là địa vị gì, tưởng đô tưởng giống đi ra.
Cái này còn có giả, là ta chính tai nghe được. Quan tiểu thư, thoạt nhìn ngươi và Phi Ca rất quen, ngươi biết lai lịch của hắn sao? Quách Khôn Quách đại thiếu cũng không nhìn được có chút ngạc nhiên, nhìn phía Quan Thi Âm. Hắn thấy, Trần Phi biểu hiện ra thái độ, cũng như là cùng vị này họ Quan đại mỹ nữ rất quen thuộc, cho nên nói bất định, đối phương chỉ biết một ít tiểu bát quái ni. Lai lịch của hắn a. Nghe vậy Quan Thi Âm đưa tay lau bản thân trắng noãn thiên nga dưới gáy, hồi tưởng lại ban đầu ở Hào Hưởng câu lạc bộ một màn kia, không khỏi vô ý thức nói kỳ thực ta cũng không biết. Bất quá, ta biết hắn hình như theo chúng ta Bắc Sơn thị hoàng thị trưởng rất quen thuộc, còn có Thương Hải tập đoàn cao tổng, cũng rất cho hắn mặt mũi. Bắc Sơn thị hoàng thị trưởng, Thương Hải tập đoàn cao tổng. Nghe vậy vô luận là Quách Khôn hay là Chu Tâm Di cũng không từ lấy làm kinh hãi. Bởi vì lấy đối phương tuổi, rõ ràng tựu theo chân bọn họ không sai biệt lắm, lại cư nhiên có thể cùng nhân vật đời trước, nhất còn là địa cấp thành phố thị trưởng cùng với thủ phủ tập đoàn lão tổng loại nhân vật đó có điều cùng xuất hiện, và lại còn rất nể tình. Cái này phải làm bọn hắn coi trọng, có chút bội phục. Bởi vì loại trình độ này, vòng tròn nội vậy thanh niên một đời lại làm không được, quá khó khăn. Chính khi bọn hắn bên này vẫn còn nói chuyện với nhau lúc, cách đó không xa, có một chiếc đang chuẩn bị lái vào Caesar đại tử điếm bãi đỗ xe nội Ferrari xe thể thao nội, đột nhiên truyền đến một đạo di kinh ngạc thanh. Đó không phải là Quan Thi Âm thối lẳng lơ, không nghĩ tới hắn lại còn dám trở về, hanh, ngồi ở chỗ tài xế ngồi trên, là một vị thấp bé mập mạp tên, không chỉ có miệng rộng, đổ mũi, đôi mắt nhỏ, hơn nữa kỳ toàn thân trả lại cho người một loại hui, xấu xí cảm giác. Hắn cặp kia hẹp dài đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Quan Thi Vũ cặp kia bị kiện Mỹ khố bao gồm buộc chặt thon dài, hừ lạnh nói. Thế mà hắn trương xấu xí khuôn mặt theo cũng lộ ra lau một cái vặn vẹo vui vẻ, chợt chỉ thấy hắn xuống xe. Lầu 7 Vân Hải Thính, Vân Hải Thính. Cùng lúc đó, Trần Phi đã đi thang máy đi tới Caesar đại tử điếm lầu 7, trong miệng một bên nỉ non trong tin nhắn ngắn mặt gửi tới vị trí. Một bên đi tới một tòa tên là Vân Hải Thính đơn độc xa hoa phòng trước đại môn. Cửa có hai vị thần sắc lạnh lùng hắc y nhân gác theo, lưng thẳng, bên hông phình. Cảnh vệ, thấy thế Trần Phi đôi mắt khẽ híp một cái, đi ra phía trước. Xin hỏi là, chợt một người trong đó coi như có lễ phép đem Trần Phi ngăn lại, thập phần khách khí hỏi. Ta là Trần Phi nhàn nhạt mở miệng. Ngài chính là Trần Tiên Sinh, mời đến. Nghe vậy ngăn cản Trần Phi hắc y nhân hơi kinh hãi, sau đó khách khí mở ra Vân Hải Thính phòng đại môn. Cùng lúc đó, bên trong gian phòng nguyên bản còn có chút xì xào bàn tán nói chuyện với nhau, chợt đình chỉ, một chốc, có chừng bốn đạo ẩn chứa các loại phức tạp tâm tình ánh mắt hướng Trần Phi trông lại, như ưng chuẩn vậy, phảng phất muốn xem xuyên tất cả vậy, có thể theo sát mà trong đó thật có hai người thần sắc khẽ biến lên. Hắn chính là vị kia. Vô luận là Tiêu Bằng Trình hay hoặc là Tiêu Linh Sơn lúc này đều cực kỳ giật mình, không nghĩ tới bọn họ phụ thân trong miệng đại nhân vật, cư nhiên như thế tuổi còn trẻ. Dĩ nhiên là cái mao đầu tiểu tử. Dĩ nhiên, không chỉ là bọn họ, ngay cả Tiêu Trấn Quốc Tiêu Lão Gia Tử, giờ này khắc này ở nhìn thấy Trần Phi trẻ tuổi như vậy khuôn mặt lúc, cũng nhịn không được vô ý thức miệng hơi mở lớn, có chút hoạt kê thất thần lên, lắp bắp nói ngươi, ngươi chính là Trần Phi, Trần Tiên Sinh. Ừ. Là ta là Trần Phi, nghe vậy Trần Phi không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Mà đang nghe Trần Phi loại giọng nói này nhàn nhạt thanh âm, Tiêu Trấn Quốc Tiêu Lão bỗng nhiên hoàn hồn, lập tức già nua khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhiệt tình lên nói ha ha, Trần Lão Đệ, thực sự là phán sao phán ánh trăng, cuối cùng cũng đem ngươi trông. Bất quá, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Sau đó giọng nói thoáng trịnh trọng nói tự giới thiệu mình một chút đi. Ta là Tiêu Trấn Quốc, về phần bọn hắn, một là ta con lớn nhất, Tiêu Bằng Trình, một là ta con thứ ba Tiêu Linh Sơn. Còn không cho Trần Lão Đệ chào hỏi. Lão gia tử cuối cùng những lời này, tự nhiên là hướng về hai đứa con trai mình nói. Trần Tiên Sinh xin chào, ta là Tiêu Bằng Trình Tiêu Linh Sơn. Tuy nói cảm giác có chút cổ quái, nhưng bọn hắn hai vị cũng còn là lập tức phản ứng kịp. Có chút lúng túng cười khan nói. Không có biện pháp, dù sao cũng không nói hai người bọn họ vị thân phận, một vị là tỉnh Giang Nam tỉnh quân khu hiện giữ tư lệnh viên, một vị là tỉnh Giang Nam tỉnh tổ chức bộ hiện giữ bộ trưởng, tất cả thân chức vị cao, quyền cao chức trọng. Liền nói hai người bọn họ vị hôm nay chí ít đều có năm sáu chục tuổi, tuổi già sức yếu, tóc trắng xóa,
cho nên muốn để cho bọn họ như vậy cùng Trần Phi chào hỏi, lấy người cùng thế hệ phương thức, quả thật có chút không thích hợp, cũng không có thói quen. Hai vị các ngươi khỏe. Trần Phi thấy thế lập tức vươn tay cùng bọn chúng cầm, chợt con ngươi hơi một phiết, rơi xuống Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão sau lưng vị kia khóe mắt mao lão trên thân người. Trên thực tế, đánh từ vừa mới bắt đầu đi vào cái này bên trong bao gian, sự chú ý của hắn tự rơi xuống vị kia trên người. Cổ vũ giả tiên thiên, có ý tứ. Ngay Trần Phi mâu quang nhàn nhạt rơi vào vị kia gió xoáy mạo lão trên thân người lúc, người sau khàn khàn đôi mắt vô ý thức tinh mang lóe lên, sau đó da mặt run lên, ngón tay khẽ run, kỳ khóe mắt đang mở hí, bất ngờ theo sát mà chảy ra lau một cái nhàn nhạt cảm thán cùng chấn động. Cư nhiên thực sự là cổ vũ giả tiên thiên. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Bỉ nhân họ Quyền, tên một chữ một cái Lan tự, bất quá ta cái họ này đều đã vài thập niên vô dụng, vì vậy Trần tiểu huynh đệ ngươi nếu là không ngại, liền kêu ta một tiếng Lan lão đầu đi. Theo sát mà hắn cư nhiên từ Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão phía sau đi ra, vừa đi về phía Trần Phi, một bên vươn tay, khàn giọng nói. Mà một màn này, cũng để cho vô luận là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão, hay là Tiêu Bằng Trình còn có Tiêu Linh Sơn hai người tất cả người run lên, trong con người nhìn không được lược ra một đạo tên là cây Iota sợ quang thải. Lan lão khách khí, tiểu tử bất quá là người hiểu biết ít vãn bối, vì vậy còn phải nhiều hướng các ngươi loại này lão tiền bối học tập mới là. Trần Phi cũng khách khí đáp lại nói. Ngươi lời nói này thật là làm cho ta thẹn thùng a. Thế mà gió xoáy mạo lão nhân Lan lão nghe vậy lại nhìn không được cảm thán một tiếng. Chợt đột ngột cả người nhộn nhạo ra một lăng liệt khí tức, hai mắt híp lại, giống như ưng chuẩn chuẩn, rơi vào Trần Phi trên người chậm rãi nói bất quá Trần tiểu huynh đệ có thể không thỏa mãn ta một điều thỉnh cầu, chúng ta luận bàn một chút. A Lan, nghe vậy Tiêu Trấn Quốc nhìn không được khẽ nhíu mày, không muốn thông vì sao bản thân lão bộc người đột nhiên sẽ như vậy. Nếu Lan lão đều nói như vậy, tiểu tử Trần Phi đương nhiên sẽ không phật ngươi lão nhã hứng. Bất quá, ở nơi này sao? Ngược lại thì Trần Phi hơi chút hiểu đối phương có ý tứ, đồng dạng là mắt hơi híp, nhìn lướt qua chung quanh tửu điếm thuê chung phòng lắp đặt thiết bị, cười nhạt nói. Không có gì đáng ngại, tùy tiện luận bàn một chút mà thôi, đến lúc đó lưu mấy phần lực tùy thời chuẩn bị thu tay lại là được. Nghe vậy Lan lão cười nhạt nói. Vậy được rồi, như ngươi mong muốn, xin Lan lão chỉ giáo. Trần Phi nói như thế, cả người khí chất bỗng nhiên dường như tận trời lợi kiếm vậy quật khởi, phá núi liệt địa. Cái này, mà ở nhìn thấy một màn này, cảm thụ được Trần Phi cái này tuổi trẻ thân thể thốt nhiên hiện ra đáng sợ hơn khí thế, ra Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão hơi có vẻ chấn định ở ngoài, Tiêu Bằng Trình cùng với Tiêu Linh Sơn hai vị này huynh đệ lúc này cũng không nhịn được cây ết yêu ta sợ, phụ ở cái ghế trên tay cầm hai tay, đều ở đây hơi run, thần sắc sai lầm. Chẳng lẽ, tiểu tử này còn là một vị cùng Lan thúc vậy cổ vũ giả tiên thiên? Đang lúc bọn hắn hai vị trong lòng tràn ngập khó có thể tưởng tượng rung động lúc, vị kia gió xoáy mạo lão nhân Lan thúc bất ngờ đã xuất thủ, hai tay năm ngón tay ngưng tụ thành ưng chảo, năm ngón tay khúc trương, phảng phất một chốc liền có lực lượng mạnh mẽ hóa thành chảy ra bao phủ ở trên đó vậy, rung động nhộn nhạo, một chảo này dắt xuyên kim nứt đá xu thế chụp vào Trần Phi. Rất hiển nhiên lão nhân này chính là một vị ngoại công cao thủ, cả người sở hữu năng lực đều ngưng tụ ở cặp kia tay hai móng trong lúc đó. Cũng không hiện lên ở ngoài trong, chôn sâu cốt cách, lại đáng người kiêng kỵ tới cực điểm. Thương! Thế nhưng tiếp mọi người bên tai lại vang lên một đạo tương tự với kim qua giao kích nổ vang, sau đó trong tầm nhìn gió xoáy mạo lão giả bất ngờ đã rút lui ba bước, nhìn Trần Phi đánh ra hữu quyền, hơi giật mình nói hình ý quyền. Chính là, Lan lão hảo nhãn lực, Trần Phi ngược lại cũng không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là nhất chiêu giao phong, đối phương tự xem thấu hắn nền tảng, chợt gật đầu nói. Chúng ta đây nên hảo hảo luyện luyện, nghe vậy Lan lão thể hiện tư thế, theo sát mà cư nhiên kỳ toàn thân tuôn ra một loại dã tính cảm giác, cặp kia khàn khàn đôi mắt chợt trở nên sắc bén lên, nếu hùng cứ thương khung hùng ưng, thân thể vừa chuyển, lại là một móng hướng về Trần Phi xé phong kéo tới, tràn đầy bá khí. Tới tốt, Trần Phi thấy thế nhịn không được sướng thoải mái hô quát một tiếng, sau đó cả người một cung, bỗng nhiên buộc chặt. Chợt một vua bách thú mãnh hổ cuồng tiếu khí tức trong nháy mắt chấn động đi ra. Hắn nắm tay hung hăng cùng đối phương móng vuốt đụng vào nhau, phát sinh leng keng hữu lực đụng nhau tiếng ngựa hí, khiến Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão bọn người xem ngây người, khóe miệng khô khốc. Phải biết rằng loại này từng quyền đến thịt chấn động đối chiến tràng diện,
thế nhưng tầm thường không thấy nhiều, chớ nói chi là đối chiến song phương còn đều là cổ vũ giả tiên thiên trình tự, hiếm thấy đến cực điểm. Phanh, phanh, phanh. Cũng may là cái này Caesar đại tử điếm lầu 7 Vân Hải Thính cái này phòng nội không gian cũng đủ lớn, lại thêm Trần Phi cùng gió xoáy mạo lão giả Lan thúc tận lực thu liếm, đem đối chiến khu vực ước thúc ở tại rất thu hẹp một mảnh. Quả đấm cùng tay móng giao kích, tiếng va chạm như chống trận vậy kích thích màng nhĩ của người ta, làm người ta huyết mạch bành trướng, đinh tai nhức óc. Ăn ta đây chiêu thử xem, ưng xé. Gió xoáy mạo lão giả Lan lão hét lớn một tiếng, cư nhiên tay móng hóa thành ưng xé, tranh phong trời cao, cắt không khí, tay móng trong nháy mắt hướng về Trần Phi đầu hung hăng liệp sát đi. Mà ở nhìn thấy một màn này, Tiêu Bằng Trình, Tiêu Linh Sơn hai vị dù là đã có chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng có chút bị trong truyền thuyết cổ vũ giả tiên thiên cường giả thực lực, cho sợ ngây người. Bởi vì, cái này rõ ràng là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Lan Thúc ở trước mặt bọn họ xuất thủ, hơn nữa, tốc độ xuất thủ căn bản nhanh đến làm cho thấy không rõ, làm bọn hắn tráng váng đầu hoa mắt. Hình ý quyền hổ hình, hổ bào. Có thể tiếp bọn họ màng tai lại phảng phất bị đánh rách tả tơi vậy, bởi vì bọn họ trong lòng mơ hồ cảm giác được một vua bách thú mãnh hổ thú khiếu sơn lâm tiếng gào thét, đột ngột nhộn nhạo. Trần Phi hai tay hai chân tất cả phục trên mặt đất, làm ra giống trạng thái, sau đó bỗng nhiên xoay thắt lưng đứng dậy một quyền oanh đập ra. Thật giống như mãnh hổ đi săn lúc giơ lên móng vuốt đập xuống vậy. Phanh. Phốc suy. Một đạo nặng nề tiếng vang lên. Trần Phi quả đấm cùng Lan lão móng vuốt giao kích, phát sinh có chút làm người ta hàm răng mệt mỏi xé rách thanh, người sau nhất thời phảng phất gặp đòn nghiêm trọng, thân thể bay ra về phía sau đi, vẫn còn quá trình trương phun ra một ngụm tiên huyết, khiến Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão đám người bỗng nhiên biến sắc. Như vậy, vị kia gió xoáy mạo lão nhân đủ lui về sau 7 bộ, mới tay chân tất cả run nhẹ nhẹ dừng lại lui xu thế, cúi đầu trầm mặc nửa ngày, sau đó mới hơi ngẩng đầu lên. Nhìn Trần Phi trương trẻ tuổi khuôn mặt hơi có vẻ cảm khái nói không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, trường giang sóng sau đè sóng trước. Trần tiểu huynh đệ có thể có thực lực như vậy, ta Quyền Lan, xem như là chịu phục. Nói hắn vốn tưởng rằng Trần Phi cho dù có cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới thực lực, cũng có thể là cái loại này vừa bước vào trong đó hậu tấn đoạn kết của trào lưu, hắn Quyền Lan hẳn là có thể làm được áp chế cùng chỉ điểm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ở vừa rồi lần luận bàn sau khi giao thủ, hắn bất ngờ phát hiện Trần Phi thực lực, không chỉ là khi hắn tưởng tượng trên, thậm chí ngay cả chính hắn, đều tốt giống như không là đối phương đối thủ. Một búng máu, đó là tốt nhất bằng chứng. Như vậy, quả thực ứng hai câu ngạn ngữ anh hùng xuất thiếu niên, trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Không phục không được a. À. Tiền bối đa tạ. Nghe vậy Trần Phi híp mắt cười cười, ngay sau đó không để lại vết tích đem quả đấm thu hồi lại. Hoạt động vài cái, tư để hạ nhìn không được nhe răng khéo mồm khéo miệng lên. Hiển nhiên đối phương dù sao cũng là cổ vũ giả tiên thiên, mặc dù vẫn chỉ là sơ kỳ, nhưng thực lực cũng hẳn không phải là trong người yếu. Vì vậy tại đây dạng mãnh liệt đụng nhau dưới, mặc dù là hắn Trần Phi, cũng không thể nào làm được lông tóc không tổn hao gì. Lúc này hắn chỉ kia nắm thành quả đấm tay chính đau không muốn không muốn. Bất quá ta hiện tại ở không sử dụng tam dương chân hỏa kiếm khí dưới tình huống. Chỉ là lấy trong cơ thể linh khí thôi động hình ý quyền chiêu thức, cư nhiên đều có thực lực như thế, cũng là có chút ngoài dự đoán mọi người a. Theo hắn lại ở trong lòng tự lẩm bẩm. Hôm nay hắn tam dương chân hỏa kiếm khí đã ngưng tụ ra đạo thứ ba, đổi thành thực lực, cũng chính là mới vào cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ tả hữu. Mà hắn ở không sử dụng tam dương chân hỏa kiếm khí lá bài tẩy này tình huống dưới, chỉ là lấy trong cơ thể linh khí thôi động hình ý quyền chiêu thức. Cư nhiên đều vẫn có thể đi đến hiệu quả như thế, có như vậy uy lực, đây quả thật là làm hắn có chút không tưởng được. Bất quá, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao cứ như vậy, bình thường hắn là có thể thu liễm rất nhiều, ít hơn bại lộ một ít lá bài tẩy của mình trước mặt người khác, sao lại không làm. Đến, nhanh ngồi xuống Trần lão đệ ngươi đêm nay thật là làm cho ta đây tao lão đầu tử, mở rộng tầm mắt a. Đợi chúng ta nên hảo hảo uống hai bôi mới là. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão đột nhiên cười ha hả, nhiệt tình mở miệng nói. Hơn nữa chợt còn thấy hắn chuyện mạnh vừa chuyển, già nua khuôn mặt lộ ra một tia xin lỗi nói còn có chính là trước sự kiện kia. Trần lão đệ ngươi yên tâm, ta biết chuyện này là Nam Sơn bọn họ làm không đúng, lạm dụng chức quyền động không nên ra tay chân, vì vậy ta bên này cũng không có gì đáng nói, hết thảy đều dựa theo trình tự đến đây đi.
Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là hắn Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão ngay từ đầu nghĩ lý do thoái thác, bất quá bây giờ, xem hắn lão bộc A-Lan cùng Trần Phi phen này luận bàn giao thủ sau khi chấm dứt, trước hắn nghĩ gì, đều đã hoàn toàn không trọng yếu. Bởi vì hắn lúc này hiện ở trong lòng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là tuyệt không có thể cùng Trần Phi cái này quái thai trở mặt. Đúng vậy, đây quả thực là một cái siêu cấp lớn quái thai. Dù sao phải biết rằng hắn lão bộc A-Lan từ lúc hơn 20 năm trước, đã bước vào cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới, thậm chí có khả năng so với Trần Phi niên kỷ linh cũng còn đại, nhưng bây giờ kết quả ni. Kết quả lại là hắn Tiêu Trấn Quốc vị này lão bộc, bọn họ tiêu ra cái này cây cổ vũ giả tiên thiên định hải thần châm, cư nhiên thua. Tuy rằng cái này vẻn vẹn chỉ là luận bàn, có thể cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Đa tạ Tiêu lão thể, nghe vậy Trần Phi nao nao, sau đó đều còn chưa kịp nói lên vài câu khách khí lời xã giao, lại đột nhiên đặt ở khố bên trong bọc điện thoại di động vang lên lên, phát sinh ong 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 một bên rung động một bên tranh cãi ầm ĩ thải linh thanh. Trần Phi vô ý thức lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, lại phát hiện điện báo biểu hiện lại là quan thi âm. Không khỏi chân mày dương dương lên, hơi nói xin lỗi Tiêu lão, Lan lão, hai vị, xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Hắn vừa nói, một bên nhấn loan báo phía trên chuyển được kiện. Phi ca, ngươi ở đâu? Thi âm hắn đã xảy ra chuyện. Nhất thời một đạo hơi quen thuộc lại thanh âm lo lắng, từ microphone nội cả tiếng truyền tới. Nhất thời Trần Phi mắt híp một cái. Ngươi là vừa rồi vị kia Chu Tâm Di, Chu tiểu thư đi. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì, thì âm hắn làm sao vậy sao? Ngươi đừng kích động, từ từ nói. Nghe được microphone nội truyền đến đạo kia thanh âm lo lắng, Trần Phi tròng mắt đen nhánh hơi híp, trấn an lên nói. Phi ca là như vậy, ngươi hãy nghe ta nói, ta bây giờ là trộm cầm thi âm điện thoại di động chạy đến. Tự vừa rồi, bên đầu điện thoại kia, Chu Tâm Di lập tức oa oa lại nói tiếp. Nguyên lai quan thi âm từng ở tỉnh đài truyền hình công tác thời gian. Tự được khen là lúc đó tỉnh đài truyền hình đệ nhất mỹ nữ, không người có thể cùng sánh vai, tiện đà thanh danh lan xa, bên người tự nhiên không thể thiếu các loại ái mộ truy cầu thành công của hắn nam sĩ, trong đó liền có một vị vô luận là thân phận có hoặc là bối cảnh, đều thập phần dọa người tên. Người này tên là Trình Vạn Long, phụ thân hắn chính là tỉnh tin tức xuất bản Quảng Điện Cục Cục trưởng Trình Dương Tùng, hắn còn có cái cha nuôi chính là tỉnh Giang Nam một vị phó tỉnh trưởng. Như vậy luận cấp bậc. Chỉ sợ cũng xem như là Quách Khôn Quách đại thiếu loại tầng thứ này nha nội đại thiếu, ở trước mặt đối phương đều rõ ràng thoáng yếu nhược một ít. Làm nhượng chuyện trọng yếu hơn vâng, người này ở vòng tròn nội phong bình thật không tốt, là một địa đạo đạo người cặn bã, hoàn khố đại thiếu, cực kỳ háo sắc. Mà người này ở một lần cơ duyên xảo hợp, gặp được quan thi âm bản thân sau, liền kinh vi thiên nhân, sắc tâm nảy mầm, sau đó các loại bám giết không buông, thi triển ra rất nhiều khôn vặt thủ đoạn. Muốn đuổi theo cầu quan thi âm, kỳ kết quả tự nhiên là lại đều bị cự tuyệt. Sau đó Trình Vạn Long Trình Đại Thiếu liền thẹn quá thành giận, đi qua cha mình ở tỉnh Radio Lực Trấn NSIOTA cùng với quan hệ, đem quan thi âm đá ra tỉnh đài truyền hình, điều đi địa phương. Lúc đầu chuyện này bọn họ tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng đã nắm lỗ mũi bị. Dù sao ai bảo hắn Trình Vạn Long Trình Đại Thiếu đời này vận khí tốt, đầu tốt thai, cha là tỉnh Quảng Điện Cục Cục trưởng. Không thể trêu vào, lẽ nào các nàng còn không trốn thoát? Có thể hết lần này tới lần khác số phận chính là như thế thích trêu chọc người. Rõ ràng các nàng 1000 cái 1000 cái không muốn tái kiến Trình Vạn Long cái này hoàn khố đại thiếu, hiện tại tại đây Caesar đại tử điếm, lại không hiểu kỳ diệu đụng vừa vặn. Hơn nữa cái này còn chưa phải là trọng điểm là cái kia Trình Vạn Long còn không phải bám giết không buông, muốn cho quan thi âm bồi hắn cùng nhau ăn cơm. Loại sự tình này mà quan thi âm đương nhiên không muốn, có thể bách phu đối phương tầng kia dọa người bối cảnh, thân phận, lại không tiện cự tuyệt được quá phận, cứ rằng co như thế. Ta đã biết, ta hiện tại ngay tức khắc xuống tới. Chờ ta Trần Phi khúc giờ nói. Thấy tình cảnh này Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão ngay tức khắc nói Trần lão đệ, chuyện gì xảy ra mà. Có cần hay không ta lão đầu tử này hỗ trợ, loại này vừa vặn có thể chữa trị giữa bọn họ quan hệ cơ hội tốt. Hắn đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Quả thật có chút phiền toái nhỏ, là bằng hữu ta bên kia xảy ra chút chuyện này. Nếu không như vậy đi, ta trước đi xuống xem một chút, nếu quả thật cần Tiêu lão ngài hỗ trợ, ta đi lên nữa thông chi ngươi. Trần Phi suy nghĩ một chút nói. Không thành vấn đề, Trần lão đệ đi nhanh về nhanh a.
Nghe vậy Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão tự nhiên cười gật đầu nói. Nói, hắn liền rời đi phòng. Bằng Trình, những ngươi người theo đi. Nếu là có vấn đề, tốt đúng lúc đứng ra. Mà ở nhìn thấy Trần Phi đi ra phòng sau, Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão ngay tức khắc hướng mình con lớn nhất nói. Vâng, ba, ta ngay tức khắc đi an bài. Tiêu Bằng Trình nghe vậy ngay tức khắc đứng dậy đi theo ra ngoài, an bài cảnh vệ theo Trần Phi cùng đi. Hồ Tương Đương. Thấy tình cảnh này, Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão lúc này mới hơi thở dài một hơi, nhưng lập tức còn là không che giấu được một màn kia khóe mắt buồn bã, lắc đầu thở dài nói lão tam kiểu này thực sự là thông minh một đời hồ đồ nhất thời, chọc không nên dây vào đại nhân vật. Đúng vậy, thật không nghĩ tới thế gian này trên, cư nhiên thật có như vậy kinh tài tuyệt diễm kỳ tài, hơn 20 tuổi cổ vũ giả tiên thiên, chỉ sợ cũng xem như là tam đại cổ vũ chí cao điện phủ truyền thụ, cũng không quá quan tâm có thể làm được đi. Gió xoáy mạo lão nhân A Lan đồng dạng cảm thán nói. Quan tiểu thư, tuy rằng chúng ta trước có chút hiểu lầm, thậm chí còn huyên náo có chút không thoải mái, nhưng tục ngữ nói thật tốt, oan gia nên giải không nên kết, người sẽ không liên loại này đơn độc nói xin lỗi cơ hội, cũng không muốn cho ta đi. Trình Vạn Long, cũng chính là mở Ferrari rất thấp bé mập mạp tên, trải đại bối đầu mặt một bả đầy mặt kiểu tóc, một thân hàng hiệu. Trên cổ tay còn mang một khối trăm đạt phỉ lệ đồng hồ nổi tiếng, chính nghiêm trang nhìn Quan Thi Âm nói. Có thể hắn khóe mắt tràn ngập siêu vẻ, lại làm cho người khó mà tin được, hắn trong lòng nghĩ, có hắn nói dễ nghe như vậy. Trình thiếu, cái này Quan tiểu thư là bằng hữu của ta. Vì vậy hai người các ngươi nếu là có cái gì hiểu lầm, có thể hay không xem trên mặt của ta, quên đi. Tựa như ngươi nói, oan gia nên giải không nên kết. Thấy tình cảnh này, Quách Khôn Quách đại thiếu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là mở miệng nói. Lúc đầu hắn là rất đáng ghét cùng Trình Vãn Long loại này quần là áo lượt giao tiếp, bình thường đều là tránh đi, ai có thể gọi chuyện bây giờ liên lụy đến Quan Thi Âm, vừa vặn hắn lại cùng Phi Ca nhận thức. Quách Khôn ngươi lời này có ý tứ, ta bất quá là muốn đơn độc cùng Quan tiểu thư nói lời xin lỗi mà thôi, lẽ nào Quan tiểu thư ngươi không muốn lại về tỉnh đài truyền hình công tác? Nghe vậy Trình Vạn Long có chút khó chịu hừ lạnh nói, sau đó đột nhiên thoại phong nhất chuyển, rất làm càn nhìn chằm chằm Quan Thi Âm xem, nhãn thần rất xích lõa. Trình thiếu nói đùa, ta hiện nay ở Bắc Sơn đài truyền hình thành phố quá rất khá, tạm thời còn không có định rời đi. Quan Thi Âm sắc mặt có chút nhục nhã nói. Phải. Nghe vậy Trình Vạn Long Trình đại thiếu hẹp dài đôi mắt nhỏ lộ ra một tia nhiệt nộ vẻ, không nghĩ tới Quan Thi Âm cái này thối lại dám nhượng hắn ăn mềm cái đinh. Chợt chỉ thấy hắn cười lạnh cười, khóe miệng cong lại nói Bắc Sơn đài truyền hình thành phố. Tốt lắm giống như cũng là Quảng Điện Cục thuộc hạ bộ môn đi. Trình thiếu ngươi lời này có ý tứ. Nghe vậy Quan Thi Âm không khỏi hơi biến sắc nói, mặt cười phẫn nộ. Có ý tứ, cũng không có ý gì. Nếu Quan tiểu thư ngươi nguyện ý theo ta đơn độc uống ly cà phê, nhưng ta có một cơ hội, có thể vi dĩ vãng này hiểu lầm tạ lỗi nói. Ta nghĩ ta sẽ rất cam tâm tình nguyện quên câu nói mới vừa rồi kia. Ngươi cứ nói đi, Quan tiểu thư, người này rốt cục lộ ra dấu đầu lòi đuôi, hẹp dài đôi mắt nhỏ nhìn Quan Thi Âm cười xấu xa nói. Ta nói Trình Vạn Long, khi dễ nữ nhân coi là bản lãnh gì? Ngươi có phải là thật hay không nghĩ đến người ba là tỉnh Quảng Điện Cục Cục trưởng, là có thể muốn làm gì thì làm, ỷ thế hát yêu ta người. Nghe thế Quách Khôn Quách đại thiếu nhịn không được sắc mặt trầm xuống nói. Tuy nói người Trình Vạn Long của cải tử là muốn so với hắn Quách Khôn dày một điểm, nhưng người hắn mà hiện tại như vậy làm. Làm cho hắn Quách Khôn mặt mà khi dễ người, hơn nữa còn là khi dễ nữ nhân, có đúng hay không có điểm quá phận, quá không đưa hắn Quách Khôn coi ra gì. Mẹ, Quách Khôn ta cho ngươi biết, không có việc gì đừng đến mù quản lão tử nhàn sự. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, biết không, mà ở nhìn thấy Quách Khôn ba lần bốn lượt khuấy hợp mình chuyện tốt. Trình Vạn Long Trình đại thiếu nhịn không được có chút thẹn quá thành giận lên, khí cấp bại phôi nói. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy Quách Khôn Quách đại thiếu tự nhiên biến sắc, sau đó mắt thường có thể thấy được âm trầm xuống, tức giận viết đầy khuôn mặt. Phải biết rằng tuy nói ngươi Trình Vạn Long chủ ý cứng rắn, bối cảnh dày, nhưng hắn mà hắn Quách Khôn cũng không phải ngồi không được không? Thật cho là có cái cha nuôi là phó tỉnh trưởng thì ngon. Đừng quên hắn còn có cái phát tiểu đồng kiến huy sáng chói ca. Hanh, mắt thấy đã xé rách ra mặt, Trình Vạn Long Trình đại thiếu cũng lười lại che che giấu giấu. Theo chỉ thấy kỳ đột nhiên giơ tay lên chính là một cái tát, hung hăng phiến ở Quan Thi Âm trên mặt,
cắn răng nói mẹ, tiện nhân, cũng không biết bị bao nhiêu người cưỡi qua, vẫn còn lão tử trước mặt Trang Thanh Thuần, vãi. Ngươi hắn ma, tuy nói tự đứng ở trước mặt, thế nhưng Quách Khôn căn bản cũng không ngờ tới đối phương cư nhiên lại đột nhiên tới đây sau một chút. Thẳng đến một tát này thanh âm khi hắn bên tai vang lên, hắn mới đột nhiên hoàn hồn trở về, tức sùi bọt mép, vẻ mặt vẻ giận dữ vươn tay muốn đi linh đối phương áo. Vãi vãi, có thể lúc này lại có một đạo thân ảnh so với hắn động tác nhanh hơn, cư nhiên trực tiếp một cước cướp ở trước mặt hắn, một cước đá vào Trình Vạn Long trên bụng, nhượng hắn lăn trên mặt đất. Rất hiển nhiên đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Trần Phi. Lúc đầu hắn ở nhận được Chu Tâm Di điện thoại sau, tự ngay tức khắc từ Caesar đại tử điếm lầu 7 đi thang máy xuống tới, cùng hắn hội hợp, cùng tồn tại tức hướng bên này tới rồi, chỉ là hắn còn giống như là hơi chút đã muộn một điểm, ở phía xa chính mắt thấy vừa rồi làm hắn tức sủi bọt mép một màn. Nha, Thi Âm, mặt của ngươi, thực sự là hơi quá đáng, hắn cư nhiên, ngươi không sao chứ? Đồng dạng chính mắt thấy được một màn này Chu Tâm Di ngay tức khắc hướng mình khuê mật tiểu chạy tới, nhìn hắn mặt cười trên năm cây đỏ tươi dấu tay, có chút đau lòng lại thập phần tức giận dịu dàng nói. Phi ca, Tâm Di, ta, ô, mà ở nhìn thấy Trần Phi cùng với bản thân tốt khuê mật Chu Tâm Di xuất hiện sau, Quan Thi Âm hai tay bưng mang nước mắt gương mặt, có chút ủy khuất, còn có chút đau, nhào tới bản thân tốt khuê mật trong lòng. Con mẹ nó ngươi lại dám đánh ta, ngươi không biết ta. Nhưng vào lúc này, bị Trần Phi một cước đạp bay Trình Vãn Long Trình đại thiếu rốt cục chậm quá khí mà đến, một bên ôm bụng nhe răng trợn mắt, vẻ mặt âm trầm đứng dậy, một bên nghiến răng nghiến lợi, thần sắc dữ tợn nhìn Trần Phi nói. Chỉ bất quá hắn nói đều còn chưa nói hết, rồi lại bị một cước hung hăng đá vào trên bụng, hơn nữa cái này còn chưa hết giận, còn bị cuồng thải mấy đá. Làm xong đây hết thảy sau Quách Khôn Quách đại thiếu phi một tiếng phun ra miệng đàm, bất tiết nhất cố nói mẹ. Lão tử sớm nhìn ngươi phế vật này không vừa mắt. Liên nữ nhân cũng đánh, ngươi hắn mà thật cho là mình coi là vật gì vậy. Quách Khôn ngươi lại dám đánh ta, ngươi chờ cho ta. Trình Vạn Long Trình đại thiếu một bên trên mặt đất kêu rên, một bên cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Quách Khôn vẻ mặt vẻ giận dữ nói. Chỉ bất quá hắn nói đều còn chưa nói hết, Trần Phi lại là một cước hung hăng cho hắn đạp tới, đá vào bụng hắn trên, thần sắc rất lạnh nói câm miệng cho ta. Lại ầm ĩ, có tin ta hay không giống như bóp con kiến vậy bóp chết ngươi. Bóp chết ta, ngươi hắn mà nghĩ đến ngươi là ai? Nói cho ngươi biết, ba ta là tỉnh Quảng Điện cục cục trưởng Trình Dương Tùng, còn có ta cha nuôi là bản tỉnh phó tỉnh trưởng cái gì chính chuyên cần, bóp chết ta. Ngươi hắn mà có bản lĩnh hiện tại tự bóp chết ta thử. Mà đang nghe Trần Phi loại này không biết lượng sức nói, chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu phản ứng đầu tiên chính là bạo giận lên, điên cuồng kêu gào. Từ đầu tới đuôi đem núi dựa của hắn tế sổ một lần. Thế nhưng lúc này đây, rốt cục chính hắn nói đều còn chưa nói hết, lại đột nhiên mạnh thần sắc kinh khủng toàn bộ nuốt xuống, thiếu chút nữa sợ đến hồn cũng bị mất. Bởi vì Trần Phi cư nhiên một cái xoay người, trực tiếp từ đi theo phía sau hắn này cảnh vệ một người trong đó trên người, lấy ra một khẩu súng, sau đó lại đi về tới Trình Vạn Long Trình đại thiếu trước mặt, gọn gàng dứt khoát, làm cho chúng con mắt nhìn chừng dưới. Đem đen nhánh kia nòng súng trận đối phương trên đầu. Ngươi có phải là thật hay không đã cho ta muốn bóp chết ngươi, rất phiền phức. Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt cười nhạt. Trình Vạn Long Trình đại thiếu nhất thời sợ tiểu. Mặt khác chiếu lệ cũ cầu cái khen thưởng, vé tháng, phiếu đề cử cái gì đi, ai đến cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Còn có chính là về đặt chuyện tình, quỷ cầu chống đỡ bản chính, quỷ cầu có năng lực các thư hữu toàn bộ đính một sóng. Gần nhất đều đính cùng cao đính kém càng lúc càng lớn, nói loại này xu thế hình như không quá đẹp, sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau đề cử, quỳ cầu chống đỡ bản chính. Phanh một tiếng, chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu hai cổ run rẩy, lại trực tiếp sợ sụi lơ đến quỳ xuống. Hắn xương bánh chè rơi trên mặt đất gạch men sứ trên phát sinh rất nhỏ, nhưng làm người ta sởn tóc gáy nặng nề thanh, nhất thời sắc mặt của mọi người đều ngốc trệ, bầu không khí trở nên giống như chết vắng vẻ. Đừng đánh ta sai lầm rồi, đừng đánh ta. Trình Vạn Long Trình đại thiếu đầu bị đen như mực nòng súng trận, chỉ cảm thấy huyệt thái dương một trận lạnh lẽo, răng trên răng dưới răng run lên. Rất hiển nhiên, hắn là thật một nghìn cái một vạn cái không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có loại này như vậy phát rồ chuyện tình phát sinh. Vì sao bọn họ sẽ có thương súng A?
mà nhưng lại dám tại đây loại trước công chúng, trước mắt bao người cầm thương, súng trận đầu hắn, đây là vì sao a? Nghĩ đến đây, hắn quả thực nhịn không được hối ruột đều thanh. Phải biết rằng hắn loại này hoàn khố đại thiếu, tuy rằng tự phụ, nhưng khi nào gặp qua loại chiến trận này. Quả thực sợ đều sợ tiểu. T. Cái này. Rất hiển nhiên không chỉ là hắn, cái khác như là Quách Khôn, Chu Tâm Di, Quan Thi Âm đám người lúc này đều nhãn thần không hề chớp mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn Trần Phi, nhìn trong tay hắn lúc này chính ngăn ở Trình Vạn Long Trình đại thiếu trên đầu, đen như mực nòng súng, không khỏi theo bản năng cả người một cái giật mình. Ngoan ngoãn, đây không phải là đang nằm mơ chứ? Phải biết rằng bên đường cầm súng trận người đầu loại hành vi này, không có thể như vậy đùa giỡn, bị nắm nhưng là phải hình phạt. Mà bị Trần Phi cướp đi xứng thương súng cảnh vệ rất hiển nhiên cũng sợ choáng váng, không nghĩ tới mình xứng thương súng cư nhiên mạc danh kỳ diệu đã bị Trần Phi cướp đi, nhưng lại gây ra lớn như vậy chiến trận. Ở là theo chân hắn có chút hơi khó nói Trần tiên sinh, ta. Rất hiển nhiên hắn tuy rằng chiếm được Tiêu Bằng Trình Tiêu Tư lệnh viên mệnh lệnh, có thể hắn gặp gỡ loại sự tình này mà cũng vẫn không được không quấn quýt a. Dù sao nếu là thật nháo xảy ra chuyện, hắn nhưng là phải phụ trách, bởi vì là của hắn xứng thương súng. Đây là ta chứng kiện, thế mà đáp lại hắn cũng Trần Phi tiện tay móc ra một quyển đen như mực giấy chứng nhận. Cái này. Vâng, phục tòng mệnh lệnh, mà ở nhìn thấy Trần Phi lấy ra nữa chứng kiện, dù là cảnh vệ chính là Tiêu Tư lệnh viên người bên cạnh, cũng không nhịn được trong nháy mắt ra mặt run lên, sau đó cấp tốc làm ra một cái chào theo nghi thức quân đội, cả tiếng trả lời, một bộ tân binh đản tử nhìn thấy thủ trưởng tư thái. Không có biện pháp a, lấy thân phận của hắn đương nhiên biết phi báo cái này hoành khóa lĩnh Nam Ba tiết kiệm quái vật lớn ngành đặc biệt, càng không so với rõ ràng cái kia bộ cửa người ở bên trong, chính mình hạng quyền hạn. Đừng nói là chính là bên đường cầm thương súng trận người đầu, coi như là Trần Phi hiện tại một thương súng đem người cho băng, sợ rằng tùy tùy tiện tiện tìm cái lý do, cũng có thể dễ dàng có lệ đi qua, căn bản không khả năng có việc mà. Nghĩ đến đây cảnh vệ ngay tức khắc hướng đồng bạn nháy mắt, một chốc, bọn họ liền đem chu vi vây lại. Mẹ, cái này, thấy tình cảnh này, dù là Quách Khôn Quách đại thiếu loại này tỉnh công an thính thường vụ phó thính trưởng con, cũng không nhịn được vẻ mặt thần sắc cổ quái kính nể lên. Hắn không phải người ngu, tương phản còn rất thông minh, tự nhiên chú ý tới Trần Phi tiện tay lấy ra một quyển tiểu giấy chứng nhận, tự làm cho đối phương mang súng tùy thân hắc y nhân, cư nhiên thiếu chút nữa sợ nước tiểu tràng cảnh. Làm thế nào có thể không rõ Trần Phi phi ca địa vị bối cảnh, tựa hồ có chút vượt qua hắn tưởng tượng a. Mà ở thấy tình cảnh này, chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu tựa hồ rốt cục nhận thấy được có chút không ổn, nhìn chằm chằm tối như mực, lạnh như băng nòng súng, hắn không khỏi run rẩy lắp bắp nói đúng, xin lỗi, vị này ca, nay, hôm nay là ta Trình Vạn Long sai lầm rồi, ta trịnh trọng hướng ngươi còn có Thi Âm tiểu thư nói khiểm. Xin lỗi, ngươi cho là một câu xin lỗi, chuyện này là có thể quên đi. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là vẻ mặt lạnh lùng khinh thường nói. Nếu là không có thấy tận mắt đến một cái tát kia, có thể hắn còn thỉnh thoảng phát cái thiện tâm, khiển trách coi như. Nhưng vấn đề là vừa rồi một cái tát kia là bị hắn chính mắt thấy, lúc này cũng đang nổi nóng, tự nhiên không tốt như vậy gỡ thuận lông. Bằng không ngươi còn muốn thế nào? Vị tiên sinh này, ta biết có thể ngươi là một vị rất có lai lịch đại nhân vật, nhưng ta Trình Vạn Long, vậy cũng không ngươi tưởng tượng vị kia giản đơn. Mà đang nghe Trần Phi lại còn không chuẩn bị buông tha bản thân, chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu cũng không biết từ đâu tuôn ra dũng khí, cư nhiên đĩnh trực lưng lạnh lùng nói. Ta họ Trình, ba ba ta là bản tỉnh tỉnh Quảng Điện cục trưởng Trình Dương Tùng, còn có ta cha nuôi, chính là bản tỉnh phó tỉnh trưởng cái gì chính chuyên cần, hiện tại ngươi biết thân phận của ta. Cũng chính là một hồi hiểu lầm mà thôi, hà tất huyên náo như thế cương. Nói như thế, chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu cư nhiên hình như tìm trở về một chút lòng tin, tư thái có chút kiêu căng cùng không kiêu ngạo không xiểm nịnh lên. Nhưng mà đối với chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu chỉ vào lớn như vậy áp lực, lại còn có thể như vậy xoay ngược lại, đính trực lưng, giảng đạo lý, chúng ta là hẳn là bội phục một cái. Có thể là chúng ta Trần Phi Trần thế đầu nhưng thật giống như lười nghe hắn lời thừa. Phanh! Sau đó chỉ nghe được dầm một tiếng chìm âm thanh trầm thấp, Trần Phi cư nhiên trực tiếp kéo thương súng, đem hướng về phía đối phương đầu đập xuống, trong nháy mắt đem chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu cho đánh mơ hồ. Người sau ngơ ngác không dám tin nói ngươi lại còn dám đánh ta.
vì sao không dám? Có thể đáp lại hắn cũng Trần Phi khinh thường cười nhạt, cùng với cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt đôi mắt, bỗng nhiên lộ ra một tia phong mang nói nghe ngươi lời này ý, xem ra bình thường ngươi cũng không tìm ỉ vào bọn họ khi dễ người. Ai, lúc đầu trong chốn giang hồ có câu gọi họa không kịp người nhà, thế nhưng ngươi bây giờ lại phải đem bọn họ đã qua hố lửa trong đầy. Ngươi tốt nhất kỳ vọng ngươi vị kia cha, còn ngươi nữa cái kia cái gọi là phó tỉnh trưởng cha nuôi, mỗi người đều là thân chính không sợ cái bóng tà người đi. Bằng không, ha ha. Nói đến đây, hắn nhịn không được ha ha cười, chợt phung tay lên hướng về sau lưng cảnh vệ nói đem hắn mang đi, ta sẽ nhường phi báo người cùng các ngươi giao tiếp. Vâng, nghe vậy này cảnh vệ nhất thời cả người băng bó được thẳng tắp, sau đó mặt không biểu tình hướng về Trình Vạn Long Trình đại thiếu dựa vào đi qua. Không, không, các ngươi không có khả năng làm như vậy, ngươi dựa vào cái gì? Các ngươi không có tư cách này, mà ở thấy tình cảnh này, chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu đột nhiên diện mục dữ tợn gào thét, kỳ trong con ngươi lại tràn đầy cầu xin ánh mắt sợ hãi. Phanh, có thể đáp lại hắn cũng cảnh vệ trong mắt nhất thời hàn mang tăng vọt, một người trong đó tiện tay luân khởi thương, súng đem, liền hướng phía đầu của hắn hung hăng đập xuống. Nhất thời chúng ta Trình Vạn Long Trình đại thiếu tựa như một quán thịt vụn ngã trên mặt đất. Tỉnh Quảng Điện cục cục trưởng con, ở trong mắt bọn hắn, đương nhiên không cách nào cùng xuất ra phi báo giấy chứng nhận Trần Phi so với. Hoàn toàn không phải là một tầng thứ. Thi âm, người không sao chứ? Một lát sau, làm Trình Vạn Long Trình đại thiếu bị mang đi, Trần Phi lúc này mới vẻ mặt quan tâm đi tới quan thi âm đám người trước mặt, có chút mặt mang vẻ thẹn nói. Trên thực tế, nếu không phải hắn vừa rồi phản ứng chậm một ít, đương nhiên cũng xác xác thật thật là không sớm nghĩ đến, Trình Vạn Long một cái tát kia, hoàn toàn có thể để tránh cho, không rơi xuống. Vì vậy hắn trong lòng bây giờ mặt là có chút không tốt lắm ý tứ. Ta không sao mà, ta không sao mà, may là ngươi đúng lúc chạy tới. Quan Thi Âm nhất thời mặt cười có chút đỏ bừng, tuy nói hắn cũng có bị vừa rồi một màn kia hù được, nhưng nữ nhân nha, rất hiển nhiên sẽ quan tâm hơn anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, hơn nữa chính cô ta còn giống như là nhân vật chính, nữ nhân vật chính. Quan tiểu thư, xin lỗi, ta không nghĩ tới Trình Vạn Long tiểu tử kia cư nhiên đột nhiên sẽ đến như thế một chút. Mà nhưng vào lúc này Quách Khôn Quách đại thiếu cũng đột nhiên mở miệng nói, có chút ngượng ngùng, có chút xin lỗi. Rất hiển nhiên vừa hắn ngay hiện trường, ngay Quan Thi Âm bên cạnh, nhưng vẫn là xảy ra loại sự tình này mà. Quan Thi Âm bị Trình Vạn Long người nọ cặn bã đánh một cái tát. Điều này làm cho hắn cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được, cũng có chút sợ Trần Phi Phi ca bởi vậy trong lòng đối với hắn bất mãn. Quách ít ngươi nói gì vậy, đây cũng chuyện không liên quan tới ngươi mà. Ai biết cái kia Trình Vạn Long đột nhiên sẽ như vậy, bất quá, hắn hiện tại sợ rằng hối ruột đều tái rồi, hì hì. Quan Thi Âm nghe vậy đầu tiên là liền vội vàng lắc đầu nói, sau đó đột nhiên có chút đẹp đẽ hì hì nở nụ cười. Hắn lại không ngốc, hiện tại đương nhiên biết Trình Vạn Long đều bị những người đó mang đi, khẳng định hậu quả không quá đẹp. Cái này gọi là tự làm bậy không thể sống. Ai bảo hắn suốt ngày không có chuyện gì ỉ vào bối cảnh làm sằng làm bậy, không kiêng nể gì cả, hiện tại đụng vào trên tay ta, đương nhiên muốn vì dân trừ hại, tuyệt không nương tay. Trần Phi Nghĩa tránh ngôn từ mở miệng nói. Người như thế cặn bã là nên được đến nghiêm phạt, bất quá phi ca. Trình Vạn Long phụ thân dù sao cũng là Trình Dương Tùng Trình cục trưởng, hơn nữa hắn cha nuôi còn là cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng, muốn là bọn hắn bên kia biết chuyện này, có thể hay không? Thế nhưng Quách Khôn Quách đại thiếu lại có chút lo lắng nói. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, mặc dù là phụ thân hắn, cũng vẻn vẹn chỉ là cái tỉnh công an thính thường vụ phó thính trưởng, luận chức cấp, đều so sánh với Trình Vạn Long phụ thân tỉnh Quảng Điện cục trưởng loại trình độ đó. Chớ nói chi là phía sau hắn còn có cái cha nuôi, chính là cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng. Coi như vị kia tỉnh bên trong bài danh cũng không cao, có thể dù sao cũng là phó tỉnh trưởng A. Không có vấn đề nữa, bọn họ biết chỉ biết đi, còn có thể thế nào. Nghe vậy Trần Phi không sao cả cười cười, khóe miệng lại như có như không buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt. Rất hiển nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là hắn khiêm tốn thuyết pháp, dù sao hắn vừa rồi những lời này. Không có thể như vậy nói chơi. Bọn họ biết chỉ biết đi, còn có thể thế nào? Chẳng lẽ, còn muốn rước họa vào thân? Trình Dương Tùng, còn có tiểu cái gì? Cùng lúc đó,
còn ở lại Caesar đại tửu điếm lầu 7 Vân Hải Thính Tiêu trấn quốc Tiêu lão, rất hiển nhiên lúc này đã nhận được phía dưới người tin tức truyền đến, ngồi xe đẩy tĩnh đứng yên ở thật lớn cửa sổ sát đất hộ trước, khàn khàn đôi mắt phức tạp lóe ra, tự lẩm bẩm. Ba, lão Hà thế nhưng người đương sơ một tay để bạt lên, ngày hôm nay chuyện này, chúng ta có muốn hay không? Nhưng vào lúc này, Tiêu Linh Sơn Tiêu tỉnh bộ trưởng không nín được miệng nói. Cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng năm mới là quân nhân xuất thân, xuất từ tỉnh Giang Nam tỉnh quân khu, nhưng lại ở Tiêu lão gia tử thủ hạ đợi quá một đoạn thời gian rất dài, cho nên đối phương cùng bọn chúng Tiêu gia coi như là sâu xa rất nặng, quan hệ rất tốt. Nhưng bây giờ, mặc danh kỳ diệu phát sinh cái này việc chuyện này, hắn cũng quả thực rất quấn quýt có đúng hay không muốn làm như không thấy. Ai, ta cho tiểu cái gì gọi điện thoại đi. Nghe vậy dù là Tiêu lão gia tử cũng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn làm ra quyết định gì đó, lắc đầu thở dài một tiếng, lấy điện thoại ra bấm cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng số điện thoại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.